Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn. chương 586, Cam Bái Hạ Phong. Bạch lang miệng bên trong nói như vậy, ánh mắt liếc nhìn lại là cơ khinh xa. Nơi này là cửa sắt thành phố, cơ khinh xa mới là tòa thành thị này đại lão. Điểm này, cũng không thể tính sai. Mặc kệ Tiêu Phàm thân phận thật như thế nào, không có trực tiếp cho thấy, Bạch lang liền có thể không nhìn ngươi. Tại cửa sắt, chỉ có cơ khinh xa mới có tư cách cùng Bạch lang bàn điều kiện, những người khác không đủ tư cách. Cho dù là cơ khinh xa bằng hữu đều không được, giang hồ đạo hữu giang hồ nói quy củ. Cơ khinh xa nhàn nhạt cười một tiếng, thấp giọng nói, lang vương, tiêu phàm nói hết thảy, tiểu muội cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Bạch lang hai mắt khẽ híp một cái, cơ khinh xa thái độ này, thực tế quá sáng tỏ. Tiêu phàm mắt nhìn bạch lang, chậm rãi nói, lang vương, bất kể nói thế nào, trường xuân hương là ta để ra cắt ánh huy đi trộm, đối đây, ta sâu đồng hồ ấy náy. Chuyện này, là ta thiếu người ân tình, đã sớm nghe nói qua thảo nguyên lang vương uy danh hiển hách, tiêu phàm rất muốn giao người bạn này. Bạch lang khuôn mặt có chút động, tiêu phàm lời này, nghe vào đừng trong tay người, quả thực chính là ngang ngạnh. Nhẹ nhàng, không có nửa điểm thành ý, nhưng nghe tại bạch lang trong lỗ tai, lại tuyệt không phải đơn giản như vậy. Chỉ vì bạch lang bản thân, chính là cái cực nặng tin nặc hảo hán tử nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, tiêu phàm nói thiếu cá nhân hắn tình, trên thực tế chính là cho hắn một cái hứa hẹn, chỉ cần ngươi có cần, ta liền sẽ trả lại cho ngươi ân tình này. Cho dù ai cũng biết, Thảo Nguyên lang vương lời hứa ngàn vàng. Nếu như tiêu phàm là giống như hắn tính cách, như vậy tiêu phàm mở ra điều kiện này, đã vô cùng ghê gớm mặc kệ tương lai ngươi yêu cầu ta hỗ trợ cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta liền sẽ đi làm, quyết không nuốt lời. Mặc dù là lần đầu cùng tiêu phàm liên hệ, nhưng bạch lang nhìn ra được tiêu phàm tuyệt không phải loại kia thích tùy tiện hứa hẹn người tùy tiện một tên làm sao có thể đạt được cơ khinh xa như thế tôn sùng cửa sắt nữ vương gì cùng tầm mắt bạch lang ánh mắt hướng mấy tên huynh đệ nhìn qua a à, cổ lạp bỗng nhiên tiến lên một bước kêu lớn uy tiểu hỏa tử thanh đế trong miếu cùng ngươi cùng nhau nữ hải kia đâu nàng ở đâu ta rất muốn cùng nàng lại đánh một trận một lần kia ta bị nàng âm Cơ khinh xa sau ni nhẹ nhàng nhân lại, đối A cổ lạp miệng thảo luận đây hết thảy, nàng tự nhiên không biết. Audio điện tử võ tấn bền Bất quá cơ khinh xa có thể nhìn ra được, Bạch lang nhưng thật ra là lấy loại phương thức này, tại hướng tiêu phàm khiêu chiến. Giang hồ trên đường, mặc kệ có bao nhiêu quy củ, trong đó một quy củ lớn nhất nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là đại ca. Bạch lang dù sao cũng là người dẫn đầu, suy nghĩ của hắn hình thức không có khả năng cùng thủ hạ mấy cái này tên lỗ mãng đồng dạng. Đừng nhìn dưới mắt, liền đến cơ khinh xa cùng tiêu phàm hai người, nhưng cơ khinh xa lại đại biểu cho cửa sắt thậm chí toàn bộ yến bắc tỉnh Giang Hồ nói. Nói một cách khác, đây là người ta địa đầu, cơ khinh xa đã minh bạch tỏ thái độ, tiêu phàm hoàn toàn có thể đại biểu nàng. Tại người ta trên địa đầu, đại lão kiên quyết muốn bảo đảm ra các ánh huy, bạch lang lại cường hãn, cũng phải thật tốt ước lượng đo một cái việc này phân lượng truy hơn một năm, thật vất vả ngăn chặn ra cát ánh huy. Bạch lang đương nhiên muốn thanh cái này mau tặc mang về thảo nguyên mạc bắc đi. Nhưng mà người nghĩ như thế nào là một chuyện, có thể hay không mang đi, kia lại là một chuyện khác. Cho nên, Bạch lang không chút do so dự lựa chọn giang hồ trên đường giải quyết phân tranh phổ biến biện pháp trên nắm tay phân thắng bại. Ai thắng, người đó định đoạt. Đừng nhìn A à cổ lạp là cái man nghiêu như tên cơ bắp, không có đạt được Bạch lang cho phép, như thế nào ở thời điểm này nhảy ra hướng tiêu phàm khiêu chiến. Tiêu phàm liền cười, lạnh nhạt nói kia là bạn gái của ta, rất không khéo, nàng bây giờ không có ở đây nơi này. Các vị đại ca nếu là kỹ nhột, ta có thể thay thế nàng cùng mấy vị so chiêu một chút. Tạm thời cho là luận bàn tốt, tốt, ta cổ lạp một tiếng buồn bực giống, bả vai một đứng thẳng. Liền muốn tiến lên động thủ, đâm nghiêng bên trong một thân ảnh phi thân mà ra, đoạt tại trước. A cổ lạp, đi một bên, người kia trời đã đánh qua, ta không có đuổi kịp hôm nay giờ đến phiên ta lại là temuer nhìn qua temuer còn chưa kịp a cổ lập một nửa lớn thân thủ lại mạnh mẽ được nhiều cái này một đoạt ra nhanh như thiểm điện trong tay đồ trâu đao nhọn hàn lóng lánh thẳng hướng tiêu phàm đâm tới temuer một màn này tay liền đem võ công của hắn kỹ xảo biểu lộ không bỏ sót có lẽ temuer ép căn bản không hề đứng đắn gì võ công kỹ xảo xuất thủ đặc điểm lớn nhất chính là vừa nhanh vừa độc trên thực tế Võ thuật cao thủ cùng quyền thuật cao thủ có rõ ràng khác nhau. Võ thuật cao thủ càng thêm thiên về tại võ thuật bên trên tu dưỡng phải chăng có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn, mà quyền thuật cao thủ cũng chỉ có một cái truy cầu lấy càng nhanh chóng hơn độ, ác hơn thủ pháp, càng gọn gàng đánh bại hết thảy địch nhân. Hiển nhiên, Temuera là quyền thuật cao thủ, Tiêu Phàm không hề động, cứ như vậy nhìn xem hắn, trong nháy mắt, Temuera liền đến phụ cận, Tiêu Phàm hay là vững vàng đứng ở nơi đó, không có nửa phân muốn di động né tránh chi ý. Temuer giận dữ, xem ở cơ khinh xa trên mặt mũi, hắn cố nhiên không nghĩ chính xác muốn tiêu phàm mịch, nhưng tiểu tử này như thế ngạo khí, không biết sống chết, lại thật chọc giận vị này từ trên thảo nguyên nghìn dặm xa xôi mà đến hảo hán. Không giết ngươi, cũng được dạy cho ngươi một bài học. Temuer quyết định muốn tại tiêu phàm kia tuấn tiếu tiểu bạch kiểm bên trên vạch một đường vết rách. Cái này lỗ lớn có thể khỏi phải vạch quá sâu, nhưng nhất định phải đầy đủ dài. Temuer tay phải vừa nhấc, muốn cải biến đao phong đi hướng, sau đó sừng sốt ở, không động đậy, trong lúc cấp bách cúi đầu nhìn xuống dưới, temieux trong mắt lập tức liền trừng ra, chuôi này sắc bén vô so đồ châu đao nhọn, mũi nhọn hướng phía dưới, giữ tại tiêu phàm trong tay, nghiêm chỉnh mà nói, tiêu phàm không có nắm chặt hắn đồ dao mổ châu, mà là đưa tay trái ra ngón cái ngón trỏ ngón giữa ba ngón tay nắm hắn đao phong, temieux ban sơ là công hướng tiêu phàm phần bụng, nhanh như thiểm điện vọt tới vẻn vẹn cỗ này động năng, liền vô cùng ghê gớm. Tiêu phàm trong tay nếu là có một mặt rất thâm hậu mộc thuẫn, đem dao của hắn hãm ở trong đó, ngược lại là có thể lý giải. Nhưng tiêu phàm dùng chính là tay, dùng chính là ba ngón tay. Thật giống như kìm nhổ đinh đồng dạng, một mực kềm ở hắn sắc bén vô so lưỡi đao, vô luận tem làm sao phát lực, đều phảng phất chuồn chuồn lay cột đá, ngay cả một tơ một hào đều rung chuyển không được. A, à, tem hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy kiếm đến đỏ bừng, vùng đan điền khí huyết cuồn cuộn, toàn thân kinh lực đều hướng trên cánh tay phải dũng mãnh lao tới. Kỳ thật trong lúc này, chân chính chính xác cách đối phó là lập tức buông tay, phi tốc lui lại, tìm cách né tránh tiêu phàm tiếp xuống phản kích. Chỉ là chuôi này đao làm bạn Temuer rất nhiều năm, mấy hồ đã trở thành thân thể của hắn một bộ phân. Vừa ra tay liền bị người ta tay không cướp đi, mà lại là mình buông tay từ bỏ, vô luận như thế nào đều gánh không nổi người này. Temuơ giờ phút này là một loại suất từ bản năng phản ứng. Chỉ tiếc, kết quả hay là đồng dạng, dù là hắn đã đem bú sữa mẹ khí lực đều làm sắp xuất hiện đến, cũng vẫn như cũng không làm nên chuyện gì. Đồ trâu đao nhọn, phảng phất bị nước thép đổ bê tông tại tiêu phàm trong tay, không nhúc nhích tí nào. Temuơ, cẩn thận, a cổ lạp giống to một tiếng, thuận tay cầm lên bên người một đầu thật dài cây gậy trúc, mãnh lực hướng về phía trước ném một cái, uyển như du long kinh thiên, hướng về tiêu phàm kích bắn đi. Cây gậy trúc phá không tiếng thét, đem mặt khác hai tiếng nhỏ bé mà bé nhọn tiếng xé gió không sai biệt lắm hoàn toàn che giấu rơi. Cơ hồ không người nghe tới, càng thêm không ai chú ý, tại u ám vô so dưới ánh đèn, có hai viên đen nhánh mũi tên đang cùng cây gậy trúc cùng một chỗ, bắn về phía tiêu phàm. Cái này hai viên mũi tên chỉ có dài sáu tấc ngắn. Toàn thân đen nhánh tỏa sáng, như là trong đêm tối hai con rắn độc. Bạch lang bên trái cách đó không xa đại hán trong tay, cầm một bộ đồng dạng đen nhánh tỏa sáng nỏ cơ. Đối tên nỏ có nhất định nghiên cứu người liền có thể nhìn ra được, đây là một loại trải qua cải tạo đặc chế thủ nỏ, lực đạo mạnh mẽ vô so. 30 mét bên trong, lực sát thương vượt xa xa tay súng. Cờ rốp, một tiếng vang giòn, ở trong màn đêm nghe đặc biệt bén nhọn trói tai. Tem hoảng sợ mà tuyệt vọng nhìn thấy, bóp tại tiêu phàm ba ngón tay bên trong đồ châu đao nhọn, từ đó vỡ ra một đường vết rách, còn không có cùng Temuơ lấy lại tinh thần, lỗ hồng kia liền nhanh chóng mở rộng, nghĩ một đạo vi hình thiểm điện, phi tốc hướng lưỡi đao bốn phía lan tràn. Thoáng qua ở giữa, chuôi này đi theo hai 20 năm đồ dao mổ châu, liền biến thành mấy mảnh vụn, bay dương mà lên. Xùy trong đó một mảnh vụn, ở trong trời đêm hóa thành một đạo cầu vồng, đón thật dài cây gậy trúc bay qua. Đem cây gậy trúc từ đó bổ làm hai suy suy mặt khác hai khối so sánh tiểu nhân mảnh vỡ, cơ hồ là đồng thời bay ra, đem cây gậy trúc bóng tối che giấu phía dưới hai viên đen nhánh tên nỏ, cũng bổ làm hai. Bất quá không phải từ đó bổ ra, mà là từ giữa đó cắt thành hai đoạn. Nhìn xem đây hết thảy, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thậm chí bao gồm cơ khinh xa ở bên trong, biết tiêu phàm võ nghệ cao cường, cũng thấy tận mắt hắn xuất thủ qua, toàn bộ hành trình chứng kiến hắn đại chiến ma cưu đại quốc sư, nhưng cơ khinh xa hay là không hề nghĩ tới, tiêu phàm thân thủ mạnh, một trí tại tư. Trong đêm tối, lấy đồ dao mổ châu mảnh vỡ làm ám khí, như thế tinh chuẩn, quả thực chính là thần hồ kỳ kỹ. Ngay sau đó, Temuơ kêu to một tiếng, cả người đằng không mà lên, khoa tay múa chân, hướng về nơi xa quảng đi. Bóng người lóe lên, Bạch Lang bước nhanh đoạt ra, đưa tay tại Temuơ bên hông nâng lên một chút, liên tiêu đái đả, đem kia cố kình lực hóa giải mất, Đem Temuor vững vàng để xuống, đứng thẳng người. Cho đến lúc này, Temuor vẫn hô hô thở dốc, chưa tỉnh hồn. Nguyên bản định xông về phía trước a cổ Lạp sớm đã dừng lại bước chân, yên lặng tiếp cận Tiêu Phàm, hai con mắt trừng giống Đồng Linh Đồng dạng, một trương miệng rộng đại trương, ăn một chút, nửa ngày nói không ra lời. Mấy vị khác thảo nguyên hảo hán, biểu lộ trên cơ bản cũng cùng a cổ Lạp không sai biệt lắm. Tiêu tiên sinh, thần công cái thế, Bạch Lang kém xa Tít tắc, Cam bái hạ phong. Buông xuống temiur, bạch lang hai tay ôm quyền, hướng tiêu phàm không người, cao giọng nói, ngữ khí mười điểm thành khẩn. Tiêu phàm không người một chút, chậm rãi nói, lang vương, oan ra nên giải không nên kết, còn hy vọng lang vương có thể tha thứ ra các tiên sinh lần này. Bạch lang cười ha ha một tiếng, nói tiêu tiên sinh yên tâm, chúng ta thảo nguyên hán tử, nói một không hai. Cơ khinh xa liền nhìn về phía ra các ánh huy, lấy ánh mắt ra hiệu. Ra các ánh huy không nói một lời từ trong túi móc ra một viên ngọc bội, tiến lên hai tay đưa cho Bạch Lang. Bạch Lang đưa tay tiếp nhận ngọc bội, đặt ở thô giáp đại thủ bên trong, nhẹ khẽ vuốt vuốt, nguyên bản còn mang theo một chút xúc động phẫn nộ cùng không cam lòng ánh mắt, dần dần trở nên cực kỳ nhu hòa. Chốc lát, Bạch Lang đại thủ một nắm, đem ngọc bội thu vào, lần nữa liền ôm quyền, nói Tiêu tiên sinh, cơ tổng, Bạch Lang cáo từ. Thuận tiện lời nói, mời hai vị đến thảo nguyên tới làm khách, đoàn người không say không nghỉ đến lúc đó nhất định đi hướng lang vương đòi uống rượu. Cơ khinh xa nở nụ cười xinh đẹp, nói, bạch lang cười ha ha, vung tay lên, các huynh đệ, đi, về nhà. chương 587, chân tàng. Tiêu tiên sinh, người thật đúng là ta mệnh trung chú định tai tinh A. Hiển nhiên thảo nguyên quần hào nhanh chân mà đi, ra cắt ánh huy nhìn tiêu phàm một chút, thở dài một hơi, nói. Trộm vương, mệnh trung chú định bốn chữ này, dùng rất khá. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói, chậm rãi hướng về phía trước. Ai, ngươi chớ tới gần, ta sợ ngươi, còn không được sao. Gia Cát Ánh Huy khoát tay chặn lại, kêu lên, đỏ mặt tía tai. Nhìn ra được, hắn là thật sợ hãi Tiêu Phàm. Gia hỏa này, chỉ cần mình gặp một lần hắn, chuẩn không có chuyện tốt. Hơn một năm nay, bị người đuổi đến giống con chuột đồng dạng, Gia Cát Ánh Huy nếu là cái tâm nhãn hẹp, chỉ sợ sớm đã không chịu đựng nổi. Cơ khinh xa nhẹ nhàng nhân lại lông mày, nói trộm vương, chúng ta lần này tới, là thật tâm thành ý giúp ngươi, không có ý tứ gì khác, ngươi hiểu lầm. Cơ tổng, ta tin tưởng ngươi là thật tâm thành ý, nhìn ra được. Nhưng là không nói gạt ngươi, ngươi vị này bạn trai, ta còn thực sự không tin được hắn. Ta dù sao mỗi lần nhìn thấy hắn, đều không có quả ngon để ăn. Ra cắt ánh huy miệng lưỡi dẻo quẹo, cơ khinh xa gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, càng thêm vũ Nghị lấy cơ khinh xa giờ này ngày này chi thân phận địa vị, thật đúng là có rất ít người dám cùng nàng dạng này không che đậy miệng nói chuyện. Đương nhiên, nếu như nàng cùng tiêu phàm không hề có một chút quan hệ, kỳ thật cũng sẽ không rất để ý dạng này trò đùa lời nói. Vấn đề là, tâm lý của nàng bây giờ, đã sớm lên rất biến hóa vi diệu. Tiêu tiên sinh, ta người này đâu, không thích lắm nợ người nhân tình. Nói, lần này, để ta đi trộm cái gì? Chân kinh hạ quyển, tiêu phàm cũng không khách khí, trực tiếp nói, ta dựa vào, người có lầm hay không, thật muốn giết ta a à. Già cắt ánh huy quái khiếu, liền kia chân kinh thượng quyển, đều đã bị đan tăng đa cắt kia cái tên biến thái truy sát 10 ngàn bên trong. Người bây giờ để ta đi trộm chân kinh hạ quyển, còn không bằng trực tiếp giết ta được, không có đi hay không, kiên quyết không đi, trộm vương chi vương đầu, lắc cùng phát lang chống như, tiêu phàm cứ như vậy nhìn xem hắn, không nói một lời. Người đừng nhìn ta như vậy, lần này ta thật không đi, nói thật cho người biết, coi như ta đáp ứng người đi trộm, cũng khẳng định trộm không đến. Vì cái gì, tiêu phàm nhàn nhạt hỏi, bởi vì vì căn bản cũng không có chân kinh hạ quyển. Ừm, tiêu phàm song nghi, dương lên, đáp án này, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn sở dĩ để trộm vương chi vương đi lấy chân kinh hạ quyển, cũng là bởi vì, tại chân kinh thượng quyển bên trong, có chỗ tâm đắc. Nếu như có thể cầm tới chân kinh hạ quyển, tiến hành tham chiếu. Có lẽ tại thuật pháp tu vi bên trên có thể có càng nhiều lĩnh ngộ. Vô cực môn sở dĩ có thể trở thành thuật pháp giới lãnh thụ, ngay tại ở loại này không ngừng tiến thủ, không ngừng hỗn hợp hắn phái sở trưởng truyền thống. Cứ việc vô cực chín tướng thiên tán giật không hoàn toàn, có lẽ thông qua hỗn hợp hắn phái sở trưởng, có thể mở ra lối riêng. Nhưng là bây giờ, Gia Cát Ánh Huy lại nói cho hắn, không có chân kinh hạ quyền. Ta biết người không tin, nhưng đây là chính tay nghe hai tên lão hòa thượng tại nói chuyện thời điểm nói bọn hắn cũng đang tìm kiếm chân kinh hạ quyển. Theo thủ lĩnh đại hòa thượng nói, chân kinh thượng quyển chỉ là cơ sở. Hạ quyển bên trên mới ghi lại vô thượng thần thông, chỉ cần có thể tìm tới hạ quyển. Bọn hắn trước mắt quẫn bách tình cảnh lập tức liền có thể trên phạm vi lớn đổi mới. Gia Cát Ánh Huy nói, thần sắc rất chân thành, nhìn qua tốt giống như là thật, tiêu phàm liền cười, cười lắc đầu, lạnh nhạt nói trộm vương. Người đang nói láo, đã ngươi đã sớm biết chân kinh hạ quyển không tại, kia lần trước vì cái gì còn muốn đến Đức Mây khách sạn đi. Tại Đức Mây khách sạn một lần kia, đạt nhĩ giác đại hòa thượng cùng đan tăng đa cát chính là lấy giả chân kinh hạ quyển làm mồi dụ, dẫn dụ ra cát ánh huy mắc câu. Nếu như ra cát ánh huy đã sớm biết chân kinh hạ quyển không tồn tại, hắn như thế nào lại mắc lừa, ra cát ánh huy cười ngạo nghế, nói ta biết là giả. Ta chỉ là nghĩ muốn nói cho bọn hắn biết, chỉ cần là ta nhìn chúng đổ vật, Mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì giấu đi, đều không dùng. Hắn một tên trộm, đi trộm người ta giáo phái kinh văn, vốn là vì xính cường. Trộm vương, người vừa rồi nói, hai tên lão hòa thượng tại nói chuyện, trừ thủ lĩnh đại hòa thượng, còn có một vị là ai? Cơ khinh sa ở một bên hỏi, là các đại hòa thượng, không có khả năng, cơ khinh sa lấy làm kinh hãi, thốt ra. Người khẳng định là lầm, ta không có lầm, đó chính là hắn, tiêu phàm. Cơ khinh xa quay đầu nhìn về tiêu phàm, như trước vẫn là vẻ không tin tưởng đầy mặt. Cũng khó trách cơ khinh xa không tin, thực tế như thường lệ lý phân tích, hai vị này đại sư khả năng không lớn hướng một khối góp. Thủ lĩnh đại hòa thượng không chỉ có riêng là tông giáo lãnh tụ đơn giản như vậy, hắn càng nhiều thời điểm là một vị nhân vật chính trị. Nhưng là các đại hòa thượng, lại là tuyết vực nổi tiếng nhất ẩn sĩ, từ không tham dự các loại chính trị phân tranh. Tuyết vực cao nguyên chúng đại sư, có rất nhiều chân chính ẩn sĩ, Tại trong núi sâu trong chùa Miếu ẩn cư tu luyện, nhiều năm không hỏi thế sự. Lạc Các Đại Hòa thượng chính là những này ẩn sĩ lãnh tụ, thanh danh xa dương. Trọng yếu nhất chính là, Lạc Các Đại Hòa thượng tuổi tác đã cao. Mặc dù có rất ít người biết được số tuổi thật sự của hắn, nhưng ít ra cũng nên có 8, 90 tuổi. 40, 50 năm trước, hắn chính là cao nguyên nhất được người tôn kính đại hòa thượng, nó danh vọng chi cao, thậm chí không tại thủ lĩnh đại hòa thượng phía dưới. Khi đó còn có rất nhiều người gặp qua vị này đương đại nổi tiếng nhất tuyết vực ẩn sĩ, từng chiếm được lời chúc phúc của hắn. Là các đại hòa thượng, cũng không phải là thế tập tăng quan, hắn cao thượng danh dự, là dựa vào mình cao thượng phẩm đức cùng nguyên thâm Phật Pháp dần dần tại tín đổ bên trong tích lũy mà đến. Cho nên, theo lẽ thường phỏng đoán, 40, 50 năm trước, là các đại hòa thượng chỉ ít cũng cũng đã qua tuổi trứng trạc. Tuổi còn rất trẻ người tu hành, không sẽ có được tín đổ nhóm dạng này vạn chúng nhất trí tán đồng cùng sùng kính trừ phi là có thể luân hồi chuyển thế thế tập tăng quan, kia lại coi là chuyện khác. Từ đó có thể biết, hiện nay là các đại hòa thượng, nói ít cũng đến biệt mạo chi niên. Dạng này một vị lớn tuổi đức huân ẩn sĩ lãnh tụ, lại làm sao có thể leo núi lội nước, viễn phó nước ngoài, đi cùng thủ lĩnh đại hòa thượng gặp gỡ. Giữa bọn hắn, sẽ không có tiếng nói chung, tiêu phàm cũng có chút giật mình, bởi vì tông giáo cục bên kia, cũng một mực chưa từng đạt được phương diện này tình báo có quan hệ thủ lĩnh đại hòa thượng động tính, đều có chuyên môn cơ cấu phụ trách hiểu rõ. Là các đại hòa thượng cùng thủ lĩnh đại hòa thượng gặp gỡ, như thế tình báo quan trọng. Chuyên môn cơ cấu làm sao có thể hoàn toàn không biết gì. Trộm vương, người làm sao khẳng định kia là là các đại hòa thượng. Người trước kia gặp hắn chưa? Tiêu phàm suy nghĩ một chút, liền là hỏi, là các đại hòa thượng tấp nập hiện thân, đã là 40, 50 năm trước sự tình. Cùng cao nguyên thế cục ổn định về sau, là các đại hòa thượng trên cơ bản liền không thế nào nhập thế, trên núi cao trong chùa miếu ẩn cư không ra. Ra các ánh huy bất quá chừng 40 tuổi niên kỷ, hắn ra đời thời điểm, là các đại hòa thượng cơ hồ đều không thế nào lộ diệt, hắn lại là tại sao biết vị này ẩn sĩ lãnh tụ. Ra các ánh huy cười lạnh một tiếng, nói ta trước kia chưa thấy qua hắn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta xác định thân phận của hắn. Bởi vì, thủ lĩnh đại hòa thượng chính là như vậy xưng hô hắn mà lại đối với hắn lễ kính có thừa, ở trước mặt hắn, thủ lĩnh đại hòa thượng làm được là đệ tử lễ tiết. Xin hỏi hai vị, nếu như hắn không phải là các đại hòa thượng, còn có thể là ai đâu? Tiêu phàm cùng cơ khinh xa liếc nhau, không khỏi hãi nhiên. Ra các ánh huy cái này trái ngược cật cực kỳ hữu lực, cơ hồ không thể cãi lại. Cần biết thủ lĩnh đại hòa thượng cũng niên kỳ cao, ngay cả hắn đều tại một tên khác lão hòa thượng trước mặt cầm đệ tử lễ, như vậy trừ là các đại hòa thượng xác thực rốt cuộc tìm không ra vị thứ hai thuyết vực thượng nhân tới bất kỳ vị nào khác đại hòa thượng cũng không thể có đãi ngộ như vậy đây là khẳng định không thể nghi ngờ chỉ là là các đại hòa thượng làm sao lại bí mật xuất hành viễn phó nước khác đi cùng thủ lĩnh đại hòa thượng gặp gỡ đâu đến cùng có gì loại sự kiện trọng đại làm cho hai vị đại hòa thượng đều như thế quan trọng trộm vương bọn hắn đã nói những gì tiêu phàm lập tức hỏi a à, Ta không phải mới vừa đã nói với các ngươi rồi sao? Bọn hắn tại đàm chân kinh hạ quyển sự tình. Ta nói là, trừ cái này bên ngoài. Bọn hắn còn nói cái gì? Gia cắt ánh huy trợn mắt, rất khó chịu nói. Ngươi cho rằng ta dám ở nơi đó nghe lén bao lâu ha? À? Lại nói hai vị này đại hòa thượng, đều là già 7, 80 tuổi người, làm cái gì đều chậm rãi, 10 phút cũng chưa chắc nói câu nói trước. Đa số thời điểm chính là như thế ngồi đối mặt nhau, giống trong miếu hai tôn Bồ Tát ta có thể nghe tới như thế vài câu, hoàn toàn là vận khí. Chợ bán thức ăn lâm vào trong trầm mặc chốc lát, cơ khinh xa nói, trộm vương, đã chân kinh hạ quyển đã không tại, dựa theo quy củ, người tổng cũng phải có chỗ biểu thị. Người ta thế nhưng là cứu người mệnh, mà lại vì ngươi, tiêu phàm còn thiếu bạch lang một cái đại nhân tình, tương lai không biết phải vì bạch lang xử lý một kiện gian nan dường nào sự tình. Lão nhân ra người một điểm biểu thị không có, cứ như vậy phủi mông một cái rời đi, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Gia Cát Ánh Huy liền cười, khóe miệng mang theo mỉa mai chi ý, ta liền biết các ngươi sẽ nói như vậy. Ai nha, đụng tới các ngươi dạng này tai tinh, coi như ta không may. Nào, cái này cho các ngươi, ta nghĩ hẳn là đầy đủ trả lại cho các ngươi ân tình. Trộm vương chi vương miệng bên trong thầm thầm thì thì, mặt mũi tràn đầy không cao hứng thần sắc, móc ra một cái tiểu túi nhựa đưa tới. Cái này túi nhựa rất nhỏ, lại bẹp, thực tế trang không là cái gì đồ vật, làm sao ra cắt ánh huy lại rất là đau lòng dáng vẻ. Là cái gì, cơ khinh xa đưa tay nhận lấy, lại cũng không mở ra, trực tiếp giao cho tiêu phàm. Mình nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi sao, ra cắt ánh huy càng thêm không kiên nhẫn, tiêu phàm mở ra túi nhựa bịt miệng, từ bên trong lấy ra một cái nho nhỏ quyển trục, mở ra, lại là một tấm bản đồ. Này tấm quyển trục, vào tay cực kỳ mềm mại, tựa như là một loại nào đó thuộc ra, trải qua tỉ mỉ tiêu chế mà thành. Ngoài ra, Tựa hồ cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Đây là cái gì địa đồ A? Cơ khinh xa hỏi, ta cũng không biết, bất quá tấm bản đồ này, là tại chân kinh thượng quyển tường kép bên trong tìm tới. Chân kinh thượng quyển tường kép bên trong tìm tới, ta tựa hồ không có phát hiện bên trong có tường kép A. Tiêu phàm rất kinh ngạc nói, chân kinh thượng quyển đã từng trong tay hắn đảm bảo qua một đoạn thời gian, hắn không chỉ một lần lấy ra lĩnh hội, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện bên trong còn có tường kép đó là bởi vì người không chuyên nghiệp tìm đồ ta mới là nhất chuyên nghiệp gia cắt ánh huy dương dương đắc y nói điểm này tiêu phàm cùng cơ khinh xa cũng không thể không thừa nhận còn có điểm trọng yếu nhất chân kinh thượng quyển giao đưa cho ngươi thời điểm bản đồ này ta liền đã lấy đi ngươi làm sao còn có thể tìm tới tiêu phàm kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài cơ khinh xa trong lúc nhất thời thì có chút ngứa tay chỉ muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái này mệt lại ra hỏa được rồi địa đồ các ngươi cầm chúng ta lúc này tính là thật thanh toán xong. Hai vị, Cát Dương Na Lạp, ra Cát Ánh Huy giơ tay lên vung lên, lập tức quay người, hai tay hướng trong túi quần cắm xuống, thân thể đung đưa, nghênh ngang rời đi. Nói đi là đi, không có nửa phân trần chờ ràng buộc, cũng là thoải mái cực kỳ. Chương 588, khu không người. Tuyết vực cao nguyên, trời là lam, mây là lam, núi là trắng, đường là thanh, đầu mùa xuân cao nguyên gió, như dao lạnh lẽo, rét lạnh thấu xương. Một đài mới tinh mục mã nhân xe Jeep, Mercedes Benz tại tuyết vực cao nguyên khu không người trên đường cái. Lái xe nữ tử, phong vận xinh đẹp, thiên kiều bách mị, mỗi một lần mỉm cười, mỗi một ánh mắt, đều đối nam nhân cấu thành không hiểu dụ hoặc. Vô luận lúc nào, vô luận cái gì hoàn cảnh, vĩnh viễn như vậy nữ nhân vị mười phần, chỉ có thể là cơ khinh xa. Tiêu phàm ngồi ở ghế cạnh tài xế, một con lớn mèo mập, lười biếng co quắp tại trong ngực của hắn, ngay tại nằm ngáy o o. Từ khi nuốt vào uông vĩ thành giao cho tiêu phàm viên kia màu nâu đen dị thú nội đan, liên tiếp rất nhiều ngày, hắc lân đều là bộ dáng này, đa số thời điểm đều đang ngủ ngon. Nói thật, lúc trước đem viên kia màu nâu đen viên châu để hắc lân thôn vệ vào trong bụng, tiêu phàm do dự thật lâu, đều không thể hạ quyết tâm. Thực tế thứ này, trước kia chưa bao giờ thấy qua, không có bất kỳ cái gì tiền lệ mà theo, cho hắc lân ăn hết, thật không biết sẽ là loại kết quả nào cuối cùng vẫn là Hắc Lân tự mình giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Lớn mèo mập thực đang chờ đến không kiên nhẫn, thừa dịp tiêu phàm ngỗ vừa phân thần sát na, nhảy lên mà trước, mở ra miệng rộng, trực tiếp đem nội đan ăn tiến vào miệng bên trong, nuốt vào bụng. Sau đó, không đến nửa canh giờ quang cảnh, liền bắt đầu say sưa nhập mộng, một ngủ chính là hơn nửa ngày. Lúc thanh tỉnh rất ít, tiêu phàm nhiều lần dùng nội lực điều tra, cũng may trừ thèm ngủ, hắc lân cũng không có cái khác không ổn, lúc này mới thoáng yên tâm. Đương nhiên, công bằng nói, đi ngủ mà bên ngoài, Hắc Lân cũng không phải là không có lên một điểm nó biến hóa của hắn. Trên thực tế, loại biến hóa này vẫn luôn đang trong quá trình tiến hành, đó chính là Hắc Lân tuyết trắng lông tóc, biến thành đen tốc độ rõ ràng tăng tốc. Từ khi Hắc Lân sau khi bị thương, toàn thân lông tóc biến thành tuyết trắng, hơn một năm thời gian, cũng chỉ có không đến vô cùng một lông tóc dần dần chuyển là màu đen, cứ theo tốc độ này, không sai biệt lắm còn muốn mười mấy năm mới có thể phục hồi nguyên như cũ. Mèo tự nhiên sinh mệnh, chỉ có tầm 10 năm, Hắc Lân sống đến bây giờ, đã 20 tuổi ra mặt, tương đương với nhân loại tuổi tác hơn 100 tuổi. Tại tự nhiên, đây đã là chính thống kỳ thích cứ việc Hắc Lân là tiêu phàm bản mệnh linh sủng, thụ thiên địa linh khí tầm bổ. Tuổi thọ hơn xa so với bình thường mèo dài hơn nhiều, nhưng mà đến cái này tuổi tác, bản thân bị trọng thương, đối tuổi thọ ảnh hưởng là rất chí mạng hắc lân có hay không còn có thể lại sống mười mấy năm, rất có vấn đề. Viên kia dị thú nội đan một ăn hết, vẻn vẹn hai mươi ngày tới quang cảnh, hắc lân toàn thân lông tóc, liền có hơn phân nửa biến thành đen. Một cỗ cực nó khí thức của sự sống mạnh mẽ, ẩn ẩn tại hắc lân thể nội lộ ra đến, rất mơ hồ. Nhưng lấy tiêu phàm chi năng, cũng có thể miễn cưỡng cảm giác được. Chính là bởi vì dạng này, tiêu phàm kiên trì mang theo hắc lân chạy khắp nơi, thậm chí viễn phó Tây Á sa mạc tìm kiếm Tây Ly giáo tổng đàn thời điểm, cũng đem Hắc Lân mang theo trên người. Rất rõ ràng, dưới mắt là Hắc Lân phục hồi nguyên như cũ thậm chí nâng cao một bước thời kỳ mấu chốt, vạn nhất có cái gì chỗ sơ suất, Tiêu Phàm lại không ở bên người, vậy coi như hối tiếc không kịp. Dạng này hiểm, không thể bốc lên. Về phần lần này đi tuyết vực cao nguyên, tương đối mà nói, ngược lại cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh xa, là đến tìm kiếm ngàn năm tuyết liên hoa. Loại này trời linh dược, tuyệt không có khả năng hy vọng xa vời tại bất luận cái gì dược liệu thị trường tìm tới, kia hoàn toàn không thực tế, chỉ có thể chạy lên chuyến này, thử thời vận lại nói. Căn cứ vô cực thuật tàng nhật của rơi thiên ghi chép, nghe nói Đại Tuyết Sơn chỗ sâu, có một cái thần bí bộ tộc, gọi là nhiều ba tộc, tự xưng là Thánh Sơn Sơn Thần nô bộc, là Thánh Sơn Tuyết Liên trung thành nhất thủ hộ giả. Có lẽ, bọn hắn có thể tìm được loại này ngàn năm khó gặp một lần thánh dược. Tiêu Phàm tại nhật của rơi thiên bên trên đọc được đoạn này ghi chép về sau. Chuyên môn đi làm qua xác minh, tại quân đội bằng hữu trợ giúp dưới, phát hiện đúng là có như thế một bộ tộc tồn tại. Rất nhiều năm trước, đội khảo sát khoa học viên cũng bởi vì một lần rất vô tình đi từng tới nhiều ba tộc bộ lạc, đối bọn hắn sinh hoạt tình huống có bước đầu hiểu rõ. Cái này bộ tộc toàn tộc ở tại núi tuyết chỗ sâu, rất ít cùng ngoại giới câu thông. Cuối cùng quốc gia ngành tương quan cân nhắc đến tuyết vực cao nguyên cùng nhiều ba tộc tình huống thực tế, cho nên cuối cùng vẫn chưa đem nhiều ba tộc đơn độc liệt vì một cái độc lập dân tộc, mà là thống nhất gom vào cao nguyên tộc hàng ngũ. Đã nhiều năm như vậy, tuyết vực cao nguyên tình huống phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuyệt đại một số người dân hoàn thành nửa xã hội nguyên thủy hướng xã hội hiện đại vượt qua, duy chỉ có nhiều ba tộc, vẫn như cũng ngăn cách với đời, cô độc sinh hoạt đại tuyết sơn chỗ sâu, kiên định không thay đổi thủ hộ lấy tổ tông hứa hẹn, thế hệ truyền thừa cho tới nay như thế, không có gì thay đổi. Đối với tiêu phàm mà nói, như thế cái tin tức tốt. Nếu như nhiều ba tộc nhân cũng cùng cái khác cao nguyên tộc nhân đồng dạng, cùng hiện đại văn minh tấp nập tiếp xúc, chỉ sợ hơn phân nửa ngăn cản không nổi kia thế gian phồn hoa ngợp trong vàng son dụ hoặc. Vì thu hoạch được tiền tài cùng khác vật chất, bán ra bọn hắn đặc sản, tựa hồ là nhanh nhất đường tắt, cũng là tự nhiên nhất lựa chọn. Thật muốn như thế, ngàn năm tuyết liên hoa trên cơ bản liền không có gì trông cậy vào bọn chúng căn bản liền không có cơ hội sinh trưởng thời gian lâu như vậy sớm đã bị ngắt lấy phải không còn một mảnh chỉ cần tìm được nhiều ba tộc bộ lạc liền có hy vọng mặc dù dạng này sinh hoạt tại trong núi sâu bộ lạc khẳng định đối với ngoại giới duy trì cực độ cảnh giác cùng đề phòng muốn thuyết phục bọn hắn trợ giúp mình đi hái thuốc không phải dễ dàng như vậy nhưng sự do người làm tổng có thể nghĩ ra biện pháp đến trừ ngàn năm tuyết liên hoa tiêu phàm cùng cơ khinh xa chuyến này còn có một cái mục đích chính là gia cát ánh huy giao cho bọn hắn tấm bản đồ kia. gia cát ánh huy đem tấm bản đồ này một phát đến trong tay bọn họ, quay đầu bước đi, toàn thân nhẹ nhóm, tựa hồ trả hết tiêu phàm cứu hắn đại nhân tình. tự nhiên mà vậy, tiêu phàm cùng cơ khinh xa đối tấm bản đồ này liền phá lệ coi trọng, có thể bù đắp được trộm vương chi vương một cái mạng đồ vật, tổng không thể coi như không quan trọng. mà lại, tấm bản đồ này là tại cao nguyên tông giáo khai phái tổ sư tự viết chân kinh thượng quyển tường kép bên trong tìm tới đơn điểm này liền hiện ra nó chân quý tới. Khai phái tổ sư đem dạng này một tấm bản đồ dấu ở tự viết ra dê chân kinh kinh quyển tường kép bên trong, đến cùng muốn ẩn tàng bí mật như thế nào đâu. Không hề nghi ngờ, bí mật này không tốt như vậy tìm kiếm. Tiêu phàm cùng cơ khinh xa đều là người thông minh tuyệt đỉnh, đem địa đồ cầm sau khi trở về, tỉ mỉ nghiên cứu một buổi tối, sửng sốt không có tìm ra nửa chút đoan nghe tới. Bọn hắn vận dụng trước hết nhất tiến vào máy tính thiết bị, đem địa đồ đưa vào trong máy vi tính, để hệ thống tại toàn cầu vệ tinh trong địa đồ một một tìm kiếm đối so, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Kết quả như vậy, cũng là tại hai người trong dữ liệu. Bởi vì tấm bản đồ này chỗ ghi lại chỉ ít hẳn là khai phái tông sư niên đại đó nơi nào đó chỗ, mà khai phái tông sư đã tỏa hóa gần 700 năm. 700 năm thương hải tang biên, địa hình cải biến, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Mà lại, nếu như đây là ghi lại nơi nào đó núi thuyết địa hình, kia càng là không có dấu vết mà tìm kiếm. 700 năm, đầy đủ băng tuyết đem vốn có địa hình địa vật bao trùm rất nhiều lần. Thật giống như một trận cuồng phong qua đi, người làm sao trong sa mạc tìm tới ban đầu viên kia hạt cát. Nếu là tuyết vực cao nguyên khai phái tổ sư lưu lại địa đồ, như vậy đi đại tuyết sơn nhìn xem, chắc là sẽ không sai. Thứ này, thật đúng là phải để ý cái duyên phân. Dù sao tiện đường, vừa vặn, đối với tiêu phàm cùng cơ khinh xa hai người mà nói, đây cũng là một đoạn vui sướng lữ trình. Từ tuyết vực cao nguyên thủ phủ tiến về nhiều ba tộc tụ cư đại tuyết sơn chỗ sâu, riêng là đường cái liền muốn chạy hơn mấy trăm cây em, trên cơ bản thuộc về khu không người. Mảnh này cao nguyên quá mênh mông, quả thực chính là vô biên vô hạn. Khi bọn hắn rời đi cái cuối cùng chạm kiểm tra thời điểm, chạm kiểm tra cảnh sát đồng chí nhắc nhở bọn hắn, tốt nhất là tìm một cái vốn hướng đạo dẫn đường, bởi vì bọn hắn sẽ phải mặt đúng là mấy trăm cây em khu không người trừ động vật hoang dã, rất ít có thể nhìn thấy nó công việc của hắn vật. Năm gần đây, đến đây tuyết vực cao nguyên từ giá du nam nữ trẻ tuổi cũng không còn là tuyệt vô cận hữu, trong vòng một năm luôn có thể nhìn thấy một chút. Nhưng có can đảm đơn độc một chiếc xe xuyên qua khu không người, thật đúng là ít càng thêm ít. Chỉ ít 6 tháng này đến, chạm kiểm tra cảnh sát hay là lần đầu đụng phải. Bình thường từ giá du xuyên qua khu không người, ít nhất cũng tại ba đài xe trở lên, tạo thành một đoàn đội, tương hỗ có cái nâng đỡ. Cứ như vậy, cũng nhất định phải tìm vốn hướng đạo dẫn đường. Không phải một đoàn đội một cái dẫn đường, là một chiếc xe một cái dẫn đường. Vạn nhất chạy tán, tụt lại phía sau đây, giống tiêu phàm dạng này điềm đạm nho nhã, gầy gò gọt gò tiểu bạch kiểm, mang theo một vị đẹp như vậy có phải hay không cô nương, mở một chiếc xe, liền dám đi ngang qua khu không người, lá gan là thật rất lớn, liền không sợ chế quá dọa ngất đi. Cho nên, cảnh sát đồng chí có thể khẳng định, bọn hắn sẽ không cự tuyệt đề nghị của mình, không có cùng tiêu phàm cùng cơ khinh xa trả lời chắc chắn, liền phối hợp gọi điện thoại, định cho bọn hắn gọi một cái dẫn đường tới. Điện thoại vừa mới bấm, còn chưa kịp nói chuyện, mục mã nhân xe jeep đã cái mông phía sau bốc khói lên, mở ra thật xa. Bên tai loáng thoáng bay tới một tiếng mang theo khàn khàn tạ ơn. Cảnh sát đồng chí gắt gao tiếp cận xe jeep cái mông, phát một hồi lâu ngốc. Bây giờ người trẻ tuổi, thật là muốn lãng mạn không muốn sống rồi sao? cũng được, từ đến bọn hắn đi, chỉ tiếc đẹp như thế một nữ hải nhi, cơ khinh xa trên mặt một mực mang theo nụ cười thản nhiên, xe díp tay lái, ở trong tay nàng lộ ra phá lệ nhẹ nhàng. Đây không phải cơ khinh xa lần đầu tiên tới tuyết vực cao nguyên, nhưng tuyệt đối là lần đầu dạng này tâm tình vui vẻ. Tại thẳng tắp khu không người trên đường lớn, cơ khinh xa thỉnh thoảng sẽ dừng xe, cùng tiêu phàm tay cầm tay đứng tại trời xanh phía dưới, đối mặt minh mông vô bờ thương khung, đối mặt nơi xa cao vút trong mây núi tuyết, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Mặc dù dưỡng khí không đủ, cái này cao nguyên không khí, nghe lên đến vẫn là như vậy tươi mát, như vậy say lòng người. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy trăm cây em khu không người, còn chưa đi xong một nửa, sắc trời liền dần dần bắt đầu trở nên u ám. Mặt trời muốn xuống núi, tiêu phàm cùng cơ khinh xa đều không phải rất để ý, xe jeep bên trên mang đầy đủ trang bị, đồ ăn cùng thức uống. Tại giã ngoại qua đêm, vấn đề không lớn đã đến tuyết vực cao nguyên từ giá du, những này công tác chuẩn bị là nhất định phải làm tốt. Đương nhiên, nếu như có thể tải ấm áp gian phòng ở đây một buổi tối, vậy thì càng tốt. Chân trời cuối cùng, ẩn ẩn có đồ vật đang lắc lư. Gần thêm chút nữa, cơ khinh xa rốt cuộc thấy rõ ràng, kia thế mà là một cái nhà khách, hoặc là nói, là một cái chạm xăng dầu. Kia đón gió phấp phới, là nhà khách chiêu bài. chương 589, nhà khách mấy khối không phân biệt được nhan sắc phải rách đầu, thật dài treo ở một cây thô to trên cây cột, tại cao nguyên mãnh liệt mùa trong gió, tịch tịch bay múa, rất khó coi nhưng cũng bá khí ầm ầm. Sau cái này chiêu bài càng khó coi càng bá khí ầm ầm, là nhà khách chạm xăng dầu bản thân. Sửa xe, dừng chân, cố lên, sáu cái sơn đỏ chữ lớn, chữ như gà bới, cong vẹo, không có bất kỳ cái gì hình thức kết cấu có thể nói, xem xét chính là xuất từ thô nhân thủ, lực đạo đầy đủ. Cái này công bên đường nhà khách, hàng rào phía trên cột vô số vứt bỏ lốp xe, nhưng chiếm diện tích 10 điểm rộng lớn. Bụi đất bay dương bãi đỗ xe, khoảng chừng hơn ngàn mét vuông. Mấy gian gạch mộc phòng, ở cạnh bên trong một bên, xếp thành một hàng. Bên cạnh thì là một cái vứt bỏ xe buýt toa xe, bất quá cửa sổ đều bị màu đen màn vải che chắn, thấy không rõ bên trong có những thứ gì. Toa xe bên cạnh trên cây cột, treo nguyên một phiến thịt bò, máu tươi còn tại rơi róc rách hướng xuống nhỏ xuống, một tên cũng không 10 điểm cao lớn, người mặc dơ bẩn da bào, mặt đầy dâu gốc dạ, nhìn không ra niên kỷ nam tử, tay cầm một thanh hậu bối đại khảm đao, ngay tại chém vào lấy thịt bò. Thịt mảnh vẩy ra, đây chính là mục mã nhân xe jeep mở tiến vào cái này cái gọi là nhà khách về sau, cơ khinh xa cùng tiêu phàm lần đầu tiên nhìn thấy tình hình. Cơ khinh xa nhẹ nhàng cười một tiếng, rất bình thường. Nguyên bản cũng không có trông cậy vào có thể tại cái này địa phương cứt chim cũng không có nhìn thấy cái gì cao nhân nhã sĩ, văn nhân mặc khách. Tại mấy trăm cây em khu không người ở giữa, có dầu thêm, có thịt ăn, có một trải giường chiếu đi ngủ, vô luận là ai, đều hẳn là cảm thấy rất thỏa mãn. Tự nhiên, cơ khinh xa căn bản không có ý định tại cái này nhà khách bên trong qua đêm, dùng đầu ngón chân cũng có thể muốn lấy được, nơi này vệ sinh điều kiện, là cái bộ dáng gì. Bọn hắn mang theo lều vải, túi ngủ, lại hoặc là trực tiếp trên xe ngủ một giấc, đều là rất lựa chọn tốt cơ khinh xa kém xa nàng bên ngoài đồng hồ như thế mảnh mai tiêu phàm đương nhiên càng thêm không soi mói trên cơ bản hắn ngay cả đồ ăn đều không thế nào cần trên xe mang theo một chút đại bổ nguyên khí dược liệu cái này liền đầy đủ bất quá hắn không ngại bồi tiếp cơ khinh xa ở đây qua một đêm cao nguyên thời tiết biến ảo vô thường tại đường xá không rõ lúc tốt nhất đừng chạy đường ban đêm lại nói lần này bọn hắn cũng không thời gian rất gấp khi tiến vào đại tuyết sơn chỗ sâu trước đó hoàn toàn có thể đem nó xem như một lần cao nguyên tử giá du, hưởng thụ một phen thế giới hai người. Mục mã nhân xe Jeep mở tiến vào bãi đỗ xe, dơ lên một mảng lớn bụi mù. Zoria sồm xoàm nam nhân, vẫn như cố từng đao từng đao chém vào lấy thịt bò, mí mắt đều không nhấc một chút. Dạng này thái độ phục vụ, cũng chính là tại trước đây không được phía sau thôn không được cửa hàng khu không người, nếu là đặt tại phía đông phía nam phồn hoa địa vực. Thuần túy chính là tự tìm phiền phức, bất quá, khi xa trần lắng lại cửa xe mở ra cơ khinh xa từ trong xe đi xuống thời điểm chặt thịt nam nhân rốt cục ngẩng đầu lên hai mắt bỗng nhiên trợn thật lớn khẩu bối đại khảm đao cao cao nâng giữa không trung lại quên chém đi xuống miệng bên trong ngậm một nửa thuốc lá trực tiếp rơi trên mặt đất nếu như không phải là bởi vì nơi này mỗi một giọt nước đều rất chân quý xem chừng chảy nước miếng rất nhanh liền sẽ chảy xuôi thành sông liền xem như tại sa hoa trụy lạc phồn hoa vô so thành phố lớn Cơ khinh xa cũng là hỏa thủy cấp tuyệt thế mỹ nữ, lại càng không cần phải nói tại cái này minh mông vô bờ hoang nguyên khu vực, trực tiếp đem cái này trà thiệt nam tử lắc ngất đi, chính là đương nhiên. Mà đem trà thiệt nam tử từ, từ ác mộng trạng thái bên trong đánh thức thì là tiêu phàm. Tại trà thiệt nam tử trong mắt, tiêu phàm một nghìn cái mười ngàn cái không bằng cơ khinh xa đẹp mắt. Ngay cả cơ khinh xa một ngón tay cũng không sánh nổi. Nhưng tiêu phàm đủ quái dị, tại tuyết vực cao nguyên đầu mùa xuân trong gió lạnh cái mới nhìn qua này thân thể rất bình thường, tựa hồ còn tại mọc lên bệnh sắc mặt tái nhợt nam tử trẻ tuổi, thế mà mặc thật mỏng đường chứa loại này chỉ ở trong tivi xuất hiện qua kỳ quái trang phục. Hẳn là không biết nơi này là tuyết vực cao nguyên, không phải phương Nam Duyên Hải. Đầu mùa xuân thời tiết, đêm xuống. Nhiệt độ không khí lập tức sẽ chợt hạ xuống đến dưới không mấy độ thậm chí là mười mấy độ. Mặc cái đồ chơi này, cơ bản cùng tại đều không mặc gì. Cái này cũng coi như, người ta mình không sợ chết cóng, người khác cũng không xen vào. Mấu chốt là, trong ngực hắn còn ôm một con mèo. Tại cái này tuyết vực cao nguyên, liền xem như cơ khinh sao ôm ấp một con mèo nhỏ, cũng đã làm cho người cảm thấy là lạ, lại càng không cần phải nói tiêu phàm cái này đại nam nhân. Mẹ nó, bệnh tâm thần A, chặt thịt nam tử nhìn về phía cơ khinh xa ánh mắt, tất cả đều là kinh diễm, lại nhìn hướng tiêu phàm thời điểm, liền hoàn toàn chuyển biến làm không che giấu chút nào trào phúng cùng khinh bỉ, tựa hồ còn kèm theo nhẹ nhẹ thương hại chi ý tiểu tử, nơi này cũng không phải nhà ngươi yên vui ổ. Bằng ngươi cái này yếu đuối tiểu tử, dám mang theo đẹp mắt như vậy có phải hay không bạn gái đi dạo xung quanh, chẳng lẽ ngươi thật coi là, quốc gia này mỗi một tấc đất, đều tại pháp trị bầu trời bao phủ phía dưới. Lão bản, cố lên, cơ khinh xa hoàn toàn không nhìn chặt thiệt nam tử biến ảo khó lường ánh mắt, eo nhỏ nhẹ xoay, chậm rãi đi đến kia một cái bị chém vào máu thịt be bét thịt bò bên cạnh, hướng phía chặt thịt nam tử nhàn nhạt cười một tiếng, yên nhiên nói thêm cố lên a à, tốt tốt chặt thịt nam tử lại một lần nữa nhìn ngốc chớ nhìn hắn đợi tại cái này khu không người bên trong mở dạng này một cái nhà khách cũng không có nghĩa là hắn không có thấy qua việc đời càng không đại biểu hắn chưa từng thấy nữ nhân có vài nữ nhân xa xa xem xét tuyệt mỹ mỗi đến gần một bước cảm nhận liền giảm xuống một phân hoàn toàn đi tới gần thời điểm trên cơ bản liền vô cùng thê thảm nhưng cơ khinh xa vừa vặn tương phản xa xa nhìn một cái tuyệt mỹ càng cách gần càng đẹp từ đầu đến chân mỗi một tấc da thịt mỗi một lần mỉm cười thậm chí mỗi một cái lơ đãng tiểu động tác đều kiều mị tận xương khiến người kìm lòng không được gân xốp giòn xương mềm thật vất vả chặt thịt nam tử mới hồi phục tinh thần lại lộn nhào chạy tới luống cuống tay chân cho mục mã nhân xe díp thêm đầy dầu cơ khinh sa mỉm cười đứng tại hoang vu phải như là sa mạc bãi bãi đỗ xe nhiều hứng thú đánh giá bốn phía tiêu phàm thì ôm ấp hắc lân không nói một lời chỉ có hai mắt đảo qua kia mấy gian gạch một phòng thời điểm song nghi có chút nhau một chút kia mấy gian trong phòng hư lộ ra mơ hồ huyết quang tiêu phàm có thể khẳng định nơi này đã từng phát sinh qua án mạng mà lại không chỉ cùng một chỗ đương nhiên dù là nơi này thật sự là chỗ tuyệt địa tiêu phàm cũng sẽ không để ở trong lòng hắn chỉ là một cái thuần túy khách qua đường chỉ cần người nơi này an phận thủ thường không lung tung có ý đồ với bọn họ tiêu phàm cũng không định phức tạp dù sao hắn không là cảnh sát cũng không thể kết luận nơi này đã từng phát sinh những cái kia huyết án liền nhất định cùng trước mắt chặt thịt nam tử có quan hệ dạng này tiểu điếm, ai biết ở giữa đổi qua bao nhiêu người chủ nhân rồi bao nhiêu tiền cơ khinh sa cười hỏi a à, không không cần tiền chặt thịt nam tử lại lắp bắp nói cũng không biết hắn là khẩn trương hay là thật có chút cà lăm không cần tiền các ngươi là học lôi phong a cơ khinh sa liền cười mang theo điểm trêu chọc nói Ai nói không cần tiền? 500, không có cùng chặt thịt nam tử lại mở miệng, ở giữa gạch một phòng cửa phòng phanh một tiếng bị người đẩy ra. Một nữ nhân khàn giọng thô hào thanh âm bỗng dưng vang lên, khí thế hùng hổ, không mang nửa điểm thân mật chi ý. Dù là cơ khinh xa cùng tiêu phàm đều tính được kiến thức rộng rãi, nhưng cũng bị cái này thình lình giết ra đến nữ nhân giật mình kêu lên. Nữ nhân này, nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, đen nhánh trên mặt, lộ ra hai đoàn màu tím đen cao nguyên đỏ, tuôn ra miệng bên ngoài răng vàng vàng, còn khảm một viên đại kim răng. Trải một cái đại ba lãng đầu, hay là 20 năm trước lưu hành kiểu tóc, mặc trên người một kiện đỏ trắng giao nhau ô vuông đây này áo khoác, bên trong thì là một kiện màu vàng cao cổ áo len. Trên cơ bản, từ đầu đến chân đều là 20 năm trước trang phục. Lần này thứ, sau một cái thổ chữ cao minh, tơ khinh xa nhịn không được có chút đem ánh mắt rời về phía bên cạnh. Bộ này tôn dung, thực tế có chút không hài hòa, coi như cùng là nữ nhân, cơ khinh xa cũng không đành lòng nhìn thẳng. Hắn nói không cần tiền, người nói muốn 500, đại tẩu, ta đến cùng nên nghe ai đây này, đương nhiên là nghe ta, hắn là cái kẻ ngu, lại không phải lão bản. Đại ba lãng răng vàng nữ nhân lập tức kêu lên, nhìn về phía cơ khinh xa trong ánh mắt, mang theo rõ ràng địch ý, cùng một cỗ đậm đến không thể lại nồng ghen tuông. Tựa hồ sợ cơ khinh xa sẽ cùng với nàng đoạt nam nhân. Không duyên cớ nhận loại này nghi kỵ. Cơ khinh xa quả nhiên là giờ khóc giờ cười. Tại sao phải nghe ngươi, ngươi cũng không phải lão bản A. À. Ngay vào lúc này đợi, lại một giọng nói vang lên, ngược lại là phi thường hiền lành, để người nghe rất dễ chịu. Mà tùy theo từ sát vách một gian gạch một phòng bên trong đi ra kia cái trẻ tuổi chút nam tử, cũng xác thực so lúc trước hai vị này muốn thuận mắt được nhiều. Nam tử này ước chừng ba mười mấy tuổi, tướng mạo có thể xưng tuấn lãng, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, quần áo phi thường sạch sẽ, một kiện thổ hoàng sắc kẹp khắc cùng một đôi màu đen ống dài dài ủng, để hắn nhìn qua nam tử hán khí thức 10 phần. Đừng bảo là tại cái này hoang vô biên cương đại địa. Coi như tại xa hoa thành phố lớn, nam nhân này cũng có thể xưng nghi đồng hồ đường đường. Vừa thấy được cái này nam tử trẻ tuổi xuất hiện, nguyên bản khí thế hùng hổ răng vàng nữ nhân liền là nhếch miệng, đem đầu ngoặt về phía một bên, lại không lên tiếng. Nam tử trẻ tuổi mắt nhìn cơ khinh xa, mỉm cười nói, không có ý tứ A, à, hai vị bọn hắn là cháu của ta cùng cháu dâu, nông dân, không có thấy qua việc đời, đồ nhà quê, không hiểu lễ tiết, đắc tội hai vị quý khách, mời hai vị nhiều hơn tha thứ, không muốn chấp nhặt với bọn họ. Bị họ hồ, nói hưu nói vượn hồ, tên gọi hồ nhấp nháy, quang mang lấp lóe nhấp nháy, lão cha cho lên cái tên như vậy, gọi hai vị quý khách chê cười. Vị này hồ nhấp nháy tiên sinh, ngược lại là nho nhã lễ độ, nói đến mình khôi hài danh tự lúc, cũng là trứng chạc đàng hoàng cơ khinh sa cười gật đầu yên nhiên nói hồ tiên sinh người tốt khách khí khách khí còn không có thỉnh giáo hai vị quý khách tôn tính đại danh hồ nhấp nháy liên tục hạ thấp người càng là khiêm cung ta gọi cơ khinh sa vị này là tiêu phàm cơ khinh sa đơn giản tiến hành tự giới thiệu hai vị đây là từ giá du sao tuần trăng mật lữ hành hai vị thật sự là trai tài gái sắc trời đất tạo nên một đôi không quản bọn họ có phải hay không tuần trăng mật lữ hành cô nam quả nữ, ngàn dặm đồng hành, mở ra một chiếc xe tại cái này ngàn dặm khu không người đi dạo, kia quan hệ có thể đơn giản rồi. Nói là vợ chồng trẻ, tuyệt sẽ không khiến cho không thích, coi như không phải vợ chồng trẻ, cũng chỉ sẽ cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Hồ nhấp nháy rất giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, hồ tiên sinh, cố lên đến cùng là bao nhiêu tiền vậy? 300 nghìn 300, hai vị cho 300 là được. Ai nha, cái này dã ngoại hoang vu, làm ăn khó khăn, hơi quý một điểm, mời hai vị đừng nên trách. Đến, hai vị mời vào nhà, trời lập tức liền muốn đen, ban đêm nhiệt độ không khí hạ xuống quá nhanh, dã ngoại quá lạnh. Hai vị đêm nay ngay ở chỗ này chấp nhận một buổi tối đi, khác không dám nói, mấy ngụm cơm nóng một ngụm canh nóng vẫn có chút. Đến, mời tiến vào mời tiến vào, hồ nhấp nháy luôn miệng địa tướng mời, cực kỳ nhiệt tình. Nói cũng đúng sự thật. chương 590, bắt cóc. Bóng đêm dần sâu, ngoài phòng nhiệt độ chợt hạ, cuồng phong gào thét, các bay đá chạy, đánh cho gạch một phòng tấm ván gỗ cửa ba ba mà vang lên. Trong phòng, nhưng lại là mặt khác một phen quang cảnh. Vượt quá cơ khinh xa dự kiến chính là, cái này gạch mộc trong phòng chẳng những rộng rãi trống trải, hơn nữa còn tương đối sạch sẽ, rất có điểm long môn khách sạn cổ phác bộ dáng. Hồ nhấp nháy đem hắn hai lễ nhượng đến phòng một bên ngồi xuống, lại liên thanh phân phó hắn chất nhi, vị kia mặc dù nhìn không ra cụ thể niên kỳ, nhưng có thể khẳng định so hắn phải lớn hơn nhiều chặt thịt nam tử, thu thập một con nhất màu mỡ dê con tới. Đối với thúc cháu ở giữa tuổi tác như vậy tương phản, tiêu phàm cùng cơ khinh xa đều không kỳ quái. Nhất là tại một chút nông thôn đại gia tộc, chất nhi so thúc thúc lớn tuổi tình huống diễn ra vô số kể. Nếu như không phải thân thúc cháu, mà là tộc phòng thúc cháu, như vậy chất nhi so thúc thúc lớn hơn vài chục tuổi đều không hiếm lạ, thậm chí cháu trai so thúc tổ hơn 10 tuổi cũng chỉ là bình thường bất quá nhìn qua chất nhi vợ chồng đối vị này thúc thúc phi thường kính sợ hồ nhấp nháy thuận miệng phân phó một câu hai người liền hấp tấp chạy không có gặp bọn họ đưa ra qua bất kỳ dị nghị gì chỉ chốc lát chặt thịt nam tử liền dùng một cái to lớn xiên sắt tử sách nửa phiến thịt dê đi lên răng vàng nữ nhân thì bưng lên một cái khay bên trên đặt chút xong chảo chum vại nồng đậm hồ tiêu mùi sông vào mũi sặc đến người chỉ muốn nhảy mũi nhìn qua đây là nướng thịt dê dùng gia vị lúc này tiết dương nhi đều rất màu mỡ một đầu dê chúng ta mấy cái khẳng định ăn không hết trước nướng nửa cái đi hồ nhấp nháy vừa cười vừa nói cũng không đi hỏi thăm khách nhân ý kiến một tay từ chặt thịt trong tay nam tử tiếp nhận lớn xiên sắt cổ tay khẽ đảo liền đặt tại chậu than phía trên khung sắt bên trên cơ khinh xa cùng tiêu phàm liếc nhau một cái cái này hồ nhấp nháy bên ngoài đồng hồ nhã nhận lễ tiết chu đáo bên trong cũng không phải cái dễ sống chung cái này lớn xiên sắt tử tăng thêm nửa cái lột da dê Nói ít cũng có tầm 10 cân, một tay nhấc kia là hào không làm khó dễ, bất kỳ cái gì một cái nam tử trưởng thành đều có thể làm được. Nhưng mà cánh tay không nhúc nhích tí nào, chỉ dựa vào lấy bắp thịt, liền có thể xoay chuyển cái này nửa cái dê. Nhưng cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Trong chậu than lửa, cháy rừng rực, ngọn lửa suy suy liếm láp nửa phiến thịt dê, rất nhanh. Dầu trơn liền nướng ra, từng giọt rơi xuống tại chậu than bên trên, mùi thịt xông vào mũi. Hồ Nhấp Nháy cầm lấy bàn chải, hướng thịt dê bên trên xoát gia vị, động tác nhu hòa, hết sức quen thuộc. Có thể thấy được nướng thịt dê loại này công việc, hắn thường xuyên làm. "Cơ tiểu thư, hai vị đây là đánh lấy ở đâu a?" À? Hồ Nhấp Nháy một bên nướng thịt dê, một bên nhìn như tùy ý cùng cơ khinh xa nói chuyện phiếm. Hắn cũng nhìn ra được, Tiêu Phàm tựa hồ không thích lắm nói chuyện. Bởi vậy rất chủ động đem nói chuyện phiếm đối tượng khóa chặt vì cơ khinh xa. Cửa sắt Cơ khinh xa cũng thuận miệng đáp, cửa sát, nơi tốt a, ta có thật lâu không có đi qua, kỳ thật quê nhà của ta, cũng là Yến Bắc tỉnh. Hồ nhấp nháy miệng bên trong liền tăng thêm một điểm Yến Phương Bắc nói giọng điệu, ngược lại cũng ra dáng. Thật sao, kia thật là quá khéo, không nghĩ tới ở đây còn có thể đụng tới đồng hương. Cơ khinh xa miệng bên trong cùng hồ nhấp nháy đối đáp, không ngừng đánh giá trong phòng tình hình. Sang vàng nữ nhân ngồi tại bên cửa bên trên phía sau quầy, sau lưng bày biện cái giá gỗ nhỏ, bên trên trưng bày một chút rượu loại hình. Sang vàng nữ nhân một bên gặm hạt dưa một bên xem tivi, thỉnh thoảng cười hắc hắc, thanh âm của tivi mở rất vang. Chặt thịt nam tử thì ngồi tại một bên khác, còng lưng eo. Cầm trong tay cái bẹp bình rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái cửa phòng, căn cứ phương vị phán đoán, hẳn là thông hướng một gian khác gạch một phòng. Nhìn như vô ý, trên thực tế hai người này đã đem cả gian phòng ốc hai cái lối ra đều coi chừng. Đương nhiên, tại hồ nhấp nháy sau lưng cách đó không xa, còn có một cái đóng chặt cửa sổ, chỉ là cách mặt đất có chút cao. Thật muốn phát sinh cái gì tình trạng khẩn cấp, cái này tay chói gà không chặt tiểu bạch kiểm cùng kiều kiều sợ hãi nữ nhân ra, sợ là rất khó lưu loát từ cửa sổ bên kia lật ra đi chạy trốn A. Câu được câu không trò chuyện, nửa phiến dê béo trong bất chi bất giác đã nướng đến khô vàng, xông vào mũi hương úc. Tới tới tới, cơ tiểu thư, tiêu tiên sinh, ăn thịt dê. Hồ nhấp nháy đem thịnh phóng lấy giải thanh tiểu đao cùng cán giải cái xiên đĩa, đẩy lên cơ khinh xa trước mặt, vừa cười vừa nói. Cái này nướng thịt dê, liền muốn tại trên lửa cắt lấy ăn, dạng này mới nhất tươi non, cũng thơm nhất. Nếu là cắt đi chứa ở trong mâm lại ăn, hương vị liền hơi kém điểm rồi. Hai vị, đến, đừng khách khí. Cơ khinh xa cầm lấy giải thanh tiểu đao cùng cán giải cái xiên, thử cắt một mảnh nhỏ thịt dê xuống tới đưa tiến vào miệng bên trong quả nhiên vào miệng tan đi miệng đầy tiêu hương không khỏi nhẹ gật đầu nói ừm um, không sai ăn ngon hồ nhấp nháy cười ha ha nói chỉ cần cơ tiểu thư cảm thấy ăn ngon vậy là tốt rồi về sau ta mỗi ngày nướng cho ngươi ăn cơ khinh xa sau nghi có chút một dương nhìn hồ nhấp nháy một chút ánh mắt trở nên có chút lạnh hồ nhấp nháy nhưng thật giống như không nhìn thấy giơ đao lên tử cắt lấy một khối lớn nướng thịt dê đặt tại trong tay một cái trong mâm, kêu lên kim hoa, tới, thanh cái này bàn thịt đưa đến sát vách đi, đừng đem kia tiểu tử đói chết. Chúng ta sau này hạnh phúc thời gian, liền toàn rơi vào ở trên người hắn. Cái gọi là kim hoa, chính là đang xem tivi cái kia răng vàng nữ tử, được nghe hồ nhấp nháy triệu hoán, mặc dù có chút không lớn tình nguyện, hay là đứng dậy đi tới, bưng lên đĩa liền đi, lẩm bẩm trong miệng, nuôi cái nam hoa làm gì. Lại không thể tiếp khách kiếm tiền, người biết cái gì. Tiểu tử này lai lịch thật không đơn giản, trong nhà lão có tiền, chờ hắn lão tử đến yếu nhân thời điểm, hắc hắc, chúng ta liền phát tài. Nhanh đi nhanh đi, đừng lề mà lề mề. Hồ nhấp nháy bỗng nhiên tuôn ra một câu chửi bậy, cơ khinh xa vuốt vuốt cắt thịt dao nĩa, nhìn qua hồ nhấp nháy, cười như không cười nói, hồ lão bản, ta làm sao nghe được, có chút không đúng. Người sẽ không là tại bắt cóc con tin a? À. Hồ nhấp nháy cười ha ha một tiếng, nói cơ tiểu thư thật sự là người thông minh a. À thế mà lập tức liền để ngươi nghe được. Kỳ thật, cũng không cần thiết nói đến khó nghe như vậy, cái gì bắt cóc không bắt cóc, cũng là bởi vì chúng ta thực tế là nghèo quá, không nghĩ biện pháp làm ít tiền, thời gian không vượt qua nổi a. À. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta đây là cướp phú tế bần, thay trời hành đạo. Cơ khinh xa liền cười, cái này hồ nhấp nháy thật đúng là một nhân tài, đổi trắng thay đen rất có thủ đoạn, nếu là không biết, còn tưởng rằng hắn là cán bộ lãnh đạo đâu bất quá cơ tiểu thư xin yên tâm ta bắt cóc ai cũng sẽ không bắt cóc ngươi không có người sẽ bắt cóc người yêu của mình đúng không hồ nhấp nháy cười đến càng thêm vui sướng nhìn về phía cơ khinh xa ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào tham lam mắt thấy bóng đêm càng thâm ngoài cửa cuồng phong gào thét dương nhi đã nhập vòng trên cơ bản liền không có gì đáng lo lắng rốt cục lộ ra diện mục thật sự cơ khinh xa cười lắc đầu dứt khoát không nói thêm gì nữa cùng một cái bị tham lam làm choáng váng đầu óc ra hỏa, có cái gì tốt nói. Hồ nhấp nháy cũng không đi để ý cơ khinh xa thương hại biểu lộ, phối hợp nói, cơ tiểu thư, xin ngươi yên tâm, ta không phải cái người thô lỗ, ta sẽ đối ngươi rất tốt. Kiếm cho nên tiền, ta đều giao cho ngươi, cái nhà này từ ngươi tới làm, có được hay không? Ta nói chuyện tuyệt đối chắc chắn, tiền kiếm được đều giao cho ta, chỉ bằng ngươi cái tiểu điếm này ha. Cơ khinh xa thực tế là nhịn không được, lại mở miệng nói một câu trên thế giới này đuôi mù ra hỏa mãi mãi cũng thiếu không được ai cơ tiểu thư người cũng chớ xem thường cái tiểu điếm này chỉ muốn kinh doanh đúng phương pháp không nói nhiều một năm trôi qua kiếm cái mấy chục trăm thanh vạn tuyệt đối không thành vấn đề cái này ngàn dặm khu không người coi như ta cái này một cửa tiệm phàm là đánh từ nơi này qua cỗ xe nhân viên liền không có không đến ta nơi này ở trọ nói như vậy những này đều không tính là gì ta cho ngươi biết một cái bí mật người biết vừa rồi ta nói kia tiểu tử, là ai sao? Hắn là nhiều ba bộ lạc vương tử, nhiều ba người, các người nghe nói qua chứ? Bọn hắn bộ lạc khác không có, thiên sơn tuyết liên còn nhiều, rất nhiều, còn có cái gì báo tuyết ra, tuyết hồ ra, nhiều vô số kể. Chúng ta không cần nhiều, liền để bọn hắn cầm một chút vật như vậy đến đổi bọn hắn vương tử, xoay tay một cái, phải là bao lớn một khoản tiền A. Đúng hay không, nói ít cũng phải là mấy ngàn vạn, chỉ cần ngươi đi theo ta, số tiền kia, liền về ngươi đảm bảo, ngươi là nhà ta bộ trưởng bộ tài chính, thế nào? Hồ nhấp nháy nước miếng tung bay, chính mình cũng bị cái này Mỹ lệ tiền cảnh kích động đến phấn khởi không thôi. Nhiều ba bộ lạc vương tử, ngươi có thể xác định, liền ở thời điểm này, một mực giữ im lặng tiêu phàm bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngữ khí bình tĩnh, không mang tức giận chút nào. Hồ nhấp nháy bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nóng rực ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh như băng, mang theo hết sức rõ ràng trào phúng cùng khinh thường chi ý trên mặt lại tràn ra lấy tiếu dung nói tiêu tiên sinh ngươi rốt cục mở miệng nói chuyện rồi ta còn tưởng rằng ngươi là câm điếc đâu ta nếu là ngươi liền tuyệt sẽ không hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy ngươi hay là tranh thủ thời gian ăn chút nướng thịt dê đi ăn nhiều một chút ăn no ngươi đời này đây cũng là cuối cùng một bữa ăn no điểm tốt lên đường tiêu phàm nhìn qua hắn sắc mặt lạnh nhạt ánh mắt càng thêm bình tĩnh Cơ khinh xa hơi nhếch khóe môi lên lên, không có mỉa mai, cũng không có có xem thường, chỉ có thương hại. Vô luận là ai, tại tiêu phàm trước mặt phạm phải dạng này sai lầm nghiêm trọng, đều rất đáng được đồng tình, đáng giá thương hại. Tiêu tiên sinh, bị nhìn ta như vậy, ta biết ngươi rất vỉ khuất. Nhưng cái này không có cách, người cưới đẹp mắt như vậy lão bà, không ở trong nhà ở lại, hướng cái này khu không người chạy cái gì. Người cái này gọi đưa hàng tới cửa, biết hay không a à hồ nhấp nháy càng thêm hưng phấn nhìn sang cơ khinh xa lại nhìn sang tiêu phàm quơ trong tay cắt thịt đao lớn tiếng nói tận đến giờ phút này hưng phấn khó nhịn hồ lão bản còn chưa phát hiện tiêu phàm cùng cơ khinh xa thần sắc đều quá chấn định tuyệt không phải người bình thường đối mặt loại tình huống này lúc hẳn là có phản ứng tốt a à, xem ở ngươi cho ta đưa xinh đẹp như vậy một nữ nhân phân thượng ta có thể cho ngươi yêu đãi đương nhiên không phải để ngươi lựa chọn chết như thế nào mà là ta giết ngươi về sau, có thể đem ngươi hảo hảo chôn kỹ, không thanh thịt của ngươi băm làm thành bánh bao nhân bánh. Thế nào, ta đủ nhân từ rất rộng lượng đi. Ê, bỗng nhiên, hồ nhấp nháy thao thao bất tuyệt im bặt mà dừng, gục đầu xuống đến, nhìn qua lồng ngực của mình, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Trên lồng ngực của hắn, cắm một thanh thật dài cắt thịt tiểu đao, lưỡi đao cùng một bộ phân chui đao đã hoàn toàn chui vào thân thể của hắn, chỉ có một đoạn nhỏ chui đao lộ tại bên ngoài. Ô chọc máu, theo trống rộng ống sắt, như nước suối phun ra ngoài. chương 591, nhiều ba vương tử. Đây là một loại kỳ quái tình hình. Cứ việc hồ nhấp nháy mỗi ngày đều muốn đem chơi một trận loại này cán dài cắt thịt đao. Đối loại này đao không thể quen thuộc hơn được, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày, chuôi này đao sẽ cắm ở mình trên lồng ngực, mà lại cắm đi vào sâu như vậy. Nếu như hắn có thể đem đầu phản chuyển qua, liền có thể nhìn thấy, đầu đao đã từ mình phía sau lưng lộ ra tới nghiêm chỉnh mà nói loại này đao kỳ thật cũng không sắc bén ngược lại rất cùn trên thực tế đây không phải đao mà là cưa thật mỏng cưa phiến từ khối lớn thịt nướng bên trên chậm rãi cưa dưới một mảnh nhỏ thịt đến ăn loại này đao không thích hợp giết người hồ nhấp nháy ở đây mở hắc điếm nhiều năm hại tính mạng người không ít nhưng lại chưa bao giờ dùng loại này cắt thịt đao giết qua người tự nhiên cũng liền nghĩ không ra cắt thịt đao thế mà còn có dạng này công năng mà tiêu phàm cùng cơ khinh xa đều ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, hồ nhấp nháy chỉ thấy tiêu phàm nhẹ nhàng gảy một cái ngón tay, sau đó, liền biến thành cái này quỷ bộ dáng. Vì cái A à chốc lát, hồ nhấp nháy rốt cục hiểu rõ chuyện gì xảy ra, từ miệng bên trong khó khăn lóe ra dạng này ba chữ đến, nguyên bản bởi vì phấn khởi mà đỏ bừng lên gương mặt, nháy mắt trở nên như tờ giấy tái nhợt. Tơ khinh xa không khỏi lắc đầu, thở dài nói, hồ lão bản, ta nếu là ngươi, liền sẽ không hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Người hay là tranh thủ thời gian thở mấy hơi thở đi, nhiều thở một ngụm tính một ngụm, lập tức liền không có. Hai đạo huyết thủy, từ hồ nhấp nháy bên miệng chảy xuôi xuống tới, hắn há to miệng, lại một hơi đều không hút vào được, hai đầu gối mềm nhũn, chậm rãi quỳ xuống, quỳ dạp xuống chậu than một bên, đầu rũ xuống, lại không có động tính. Hết thảy phát sinh quá đột ngột, quá vô thanh vô tức, thẳng đến hồ nhấp nháy quỳ đi xuống, ngồi ở phía xa chặt thịt nam tử cùng vừa mới đưa thịt trở về răng vàng nữ nhân mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó, răng vàng nữ nhân thét lên liền tràn ngập cả phòng. Ngày mẹ ngươi ra, chặt thịt nam tử hung hăng một tiếng chửi mắng, vứt bỏ bình rượu, cầm lên trong tay đại khảm đao, liền hướng bên này mãnh nhào tới. Cái này não người là có chút vấn đề, cũng không đi nghĩ nghĩ mình cùng thúc thúc hồ nhấp nháy thân thủ tranh lệch bao xa. Cứ như vậy cắm đầu sông về phía trước, suy cơ khinh xa cánh tay vừa nhấc, xiên thịt xiên sắt tử phá không mà đi, đem tuyết vực cao nguyên lạnh lẽo không khí lập tức xé rách. Phù phù, chặt thịt nam tử nhào ngã quỷ, thật giống như một đầu phá bao tải, bị đâm cái đại lỗ thủng, bên trong hạt cát một chút lọt sạch, rốt cuộc lập không ngừng, cứ như vậy nằm xuống đi, không nhúc nhích. Xiên sắt tử đầu dĩa, từ hắn phần gáy chỗ sông ra, mang theo một tia huyết nhục. A, à, răng vàng nữ nhân còn tại liều mạng thét lên, nhưng mà, trong tay nàng lại dơ cao lên một thanh sáng như tuyết đao mổ heo. Thẳng lao thẳng về phía cơ khinh xa, bao quát hồ nhấp nháy ở bên trong, mấy người này kỳ thật đầu óc đều có vấn đề. Kết quả của nàng, cùng hồ nhấp nháy cùng chặt thịt nam tử không có khác nhau, cũng không bởi vì nàng là nữ nhân, cơ khinh xa liền đối nàng hạ thủ lưu tình. Cắt nàng cái cổ động mạch chủ, chính là nàng trong tay mình đao mổ heo. Nói đến, ba người này kỳ thật đều thân thủ không yếu, hồ nhấp nháy càng là cao minh. Nhưng vận khí của bọn hắn thực tế không tốt, chọn sai đối thủ trong khoảnh khắc toàn bộ mất mạng, ngay cả nửa phân giấy ruộng kháng cự chỗ trống đều không có. Cơ khinh xa nhìn xem một chỗ bừa bột, thở dài, nói, mấy tên này. Trong tay đầu nói ít cũng có bảy tám cái nhân mạng A. Làm hà lạc phái truyền nhân chính tông, cơ khinh xa đồng dạng có thể phát giác được nơi này ẩn ẩn lộ ra mùi máu tanh. Đối hoặc nằm sấp hoặc quỳ hoặc nằm ba bộ thi thể, tiêu phàm chính mắt cũng không nhìn một chút, ôm hắc lân, chậm rãi đứng dậy, nói, đi thôi, đi tìm cái kia nhiều ba tiểu hỏa tử. Trong lúc vô tình tiến vào nhà này hắc điếm, thuận tay diệt đi một cái giết người cướp của tiểu đoàn thể đồng thời, lại có thể giải cứu một vị gặp rủi ro nhiều ba bộ lạc phương tử, thực tế là thu hoạch ngoài ý muốn. Tìm tới cái kia nhiều ba tiểu hỏa tử hào không làm khó dễ, tổng cộng cứ như vậy mấy gian gạch mộc phòng. Một người mặc ra bào tiểu hỏa tử, bị trói tại sát phách góc phòng bên trong, hoảng sợ nhìn qua đến gần tiêu phàm cùng cơ khinh xa, kêu lên các người muốn làm gì nói vậy mà là hán ngữ ngữ điệu vẫn còn tương đối thông thuận cũng không cứng nhắc tiêu phàm cùng cơ khinh xa liếc nhau lập tức liền đối với tiểu tử này thân phận tỏ vẻ ra là hoài nghi tới căn cứ bọn hắn đạt được tin tức nhiều ba người sinh sống đại tuyết sơn chỗ sâu ngăn cách với đời làm sao lại có người hiểu được hán ngữ đồng thời còn nói là tương đối tiêu chuẩn tiếng phổ thông ta nói cho các người biết chớ làm loạn a ta là nhiều ba bộ lạc thủ lĩnh a chát nhi tử các ngươi nếu là dám tổn thương ta, cảnh sát sẽ không bỏ qua các ngươi. Tiểu hòa tử nhìn về phía bọn hắn, trong mắt lại là hoảng sợ lại là phẫn nộ, kêu la. Một cái cơ vốn thuộc về trạng thái nguyên thủy bộ lạc, thủ lĩnh nhi tử chẳng những sẽ nói hắn nữ, mà lại uy hiếp người khác thời điểm, nói rất đúng cảnh sát, không phải cha ta gọi người chém chết ngươi loại hình, chắc chắn ngoài dự liệu. Cơ khinh xa hé miệng cười một tiếng, nói tiểu huynh đệ, kia ngươi tên là gì a? À? Ta, ta gọi áo đa tiểu hỏa tử rốt cuộc thấy rõ ràng cơ khinh xa bộ dáng, lập tức liền miệng bắt đầu ăn, con mắt cũng có chút đăm đăm. Cơ khinh xa không cảm thấy kinh ngạc, mỉm cười nói, áo đa, người tốt. Bắt cóc người người xấu, đã bị chúng ta giết, người không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không hại ngươi Nói, cơ khinh xa tiến lên, kéo áo đa, nhấc tay phất một cái, chăm chú chói chặt tại áo đa trên thân vải đai thô dây thừng, từng cây đứt đoạn. Áo đa thấy được rõ ràng, cơ khinh xa là tay không tất sắt, trong tay vẫn chưa cầm đao loại hình duệ khí. Cái này, đây là ma thuật sao? chấn kinh thật lâu, áo đa mới ăn một chút nói. Nhưng đầu đi, không dám nhìn thẳng cơ khinh xa. Tiểu huynh đệ, hán ngữ của ngươi nói đến rất trôi chảy. Cơ khinh xa tán thưởng nói. Áo đa vội vàng nói, ta tại bên ngoài từng đi học, học qua hán ngữ. Nhiều các đại thúc để ta đi học. Nhiều các đại thúc là ai à? Đan tăng đa cát, hắn là núi tuyết cường kiến nhất hùng ưng là cao nguyên xuất sắc nhất đao thủ, là chúng ta nhiều ba bộ lạc kiêu ngạo. Vừa nhắc tới cái tên này, áo đa lập tức liền mặt đỏ lên, tất cả đều là hướng tới chi sắc. Lần này, ngay cả tiêu phàm đều có chút giật mình, kinh ngạc nói tuyết vực đao vương đan tăng đa cát. Hắn cũng là nhiều ba người, đúng đúng, người bên ngoài đều như thế tôn xưng hắn. Vị đại ca này, người biết nhiều các đại thúc sao? Áo đa không khỏi rất là hưng phấn, đối tiêu phàm thái độ lập tức khác hẳn khác thường xem ra, áo đa hẳn là cũng có hai mười mấy tuổi, so tiêu phàm cùng cơ khinh xa đều không nhỏ hơn bao nhiêu, bất quá lời nói cử chỉ đều tương đối ngây thơ, chủ yếu vẫn là bản tính thuần phát nguyên nhân. Cứ việc tại bên ngoài từng đi học, trên bản chất, áo đa hay là đại tuyết sơn chỗ sâu thuần phát nhiều ba người. Tiêu phàm mỉm cười, nói ta cùng hắn đã gặp mặt hai lần, tính là người quen đi. Quá tốt, vị đại ca này, người có thể mang ta đi tìm hắn sao? Ta có việc gấp, muốn tìm hắn hỗ trợ. Áo đa nghe vậy đại hỉ, vội vã nói, trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn chi ý. Tiêu phàm cười cười, nói áo đa, đừng nóng vội, chúng ta trước qua bên kia gian phòng, bên cạnh sưởi ấm bên cạnh nói chuyện phiếm, tương đối ấm áp. Bên này quá lạnh, tiêu phàm tự nhiên không thèm để ý thời tiết nghiêm hàn, hắn là quan tâm áo đa. a tốt tốt, áo đa một liên tục âm thanh đáp ứng, mới vừa tới đến bên này gạch một phòng. Áo đa liền bị ba bộ thi thể cùng đầy đất máu tươi giật mình kêu lên, nơm nớp lo sợ không dám lên trước sắc mặt tái nhợt tiêu phàm đi thẳng tới chậu than bên cạnh ngồi xuống đối quỵ ở một bên hồ nhấp nháy thi thể nhìn cũng không nhìn một chút hướng áo đa vẫy tay nói đến đây đi áo đa đây là cái người xấu khỏi phải đồng tình hắn áo đa cái này mới chậm rãi đi qua cách xa xa ngồi xuống thấp giọng nói người này rất lợi hại ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn a à, đúng đại ca đại tỷ Ta còn không có mời giáo tên của các người đâu. tơ khinh xa liền mỉm cười tự giới thiệu một phen, hỏi áo đa, đến cùng chuyện gì xảy ra, người nói cho chúng ta một chút đi. Ta, ta muốn tìm nhiều các đại thúc, núi tuyết, núi tuyết xa yêu quái, ngàn năm tuyết yêu phục sinh. Đã ăn chúng ta năm người cùng người mấy đầu dê bò. Ta lo lắng, tuyết yêu sớm muộn sẽ tập kích chúng ta chạy, chỉ có nhiều các đại thúc mới có thể đối phó được nó. Áo đa vội vội vàng vàng nói trên mặt hiện ra khó mà ngăn chặn vẻ sợ hãi. Cơ khinh xa cùng tiêu phàm nhìn thoáng qua nhau, ngàn năm tuyết yêu. Áo đa, ngàn năm tuyết yêu là cái gì đâu. Nếu như áo đa lần này gặp phải là những người khác, khẳng định sẽ đem áo đa lời nói này xem như trò cười tới nghe. Hiện nay là niên đại nào, thế mà còn có người tin tưởng loại này cổ lão truyền thuyết thần thoại, mà lại là một cái nhận qua hán hóa giáo dục người, cũng không phải là nguyên thủy bộ lạc cư dân nhưng tiêu phàm cùng cơ khinh xa hiển nhiên không phải người bình thường. Tiêu phàm thần sắc, nháy mắt liền trở nên nghiêm trọng. Tuyết yêu chính là tuyết yêu A, cơ tỷ tỷ, tuyết yêu là núi tuyết tinh linh, là hại người yêu quái. Đã biến mất rất nhiều năm, chỉ tồn tại ở truyền thuyết xa xưa bên trong. Nhưng là, trước đó không lâu, ngàn năm tuyết yêu phục sinh, nó đang trở nên càng ngày càng mạnh đại. Ta biết, nó sớm muộn sẽ tập kích chúng ta chạy. Đến lúc đó, toàn chạy người, không có một cái sống được. Cơ tỷ tỷ, tiêu đại ca, các người có thể giúp ta tìm tới nhiều các đại thúc sao? Ta, ta chỗ này có số điện thoại của hắn, hắn lưu cho ta, nói nếu là có tình huống khẩn cấp, liền gọi cú điện thoại này tìm hắn. Thông qua áo đa hơi có vẻ hỗn loạn tự thuật, tiêu phàm cùng cơ khinh xa rất nhanh liền hiểu rõ tiền căn hậu quả. Đại tuyết sơn chỗ sâu, trước đây không lâu có một loại gọi là tuyết yêu quái vật bỗng nhiên xuất hiện, thôn vệ nhiều ba bộ lạc nhân khẩu cùng dê bò, làm bộ lạc là thủ lĩnh chi tử, tại bên ngoài cầu qua học, hiểu được hán ngư áo đa, bị chuyện đương nhiên đề cử để tin làm, rời đi núi tuyết, hướng ngoại giới cầu viện, kết quả ở nửa đường bên trên một đầu đâm tiến vào hồ nhấp nháy cái này phỉ hoa tử. Nghe xong áo đa là nhiều ba bộ lạc thủ lĩnh chi tử, hồ nhấp nháy không nói hai lời, liền đem hắn bắt, chuẩn bị làm con tin. Hướng nhiều ba bộ lạc dọa dẫm trời linh dược thiên sơn tuyết liên cùng các loại chân quý ra mau. Về phần áo đa lời nói ngàn năm tuyết yêu ăn người sự tình, hồ nhấp nháy căn bản cũng không tin, khi tiểu tử này dọa sợ đang nói mê sảng. Càng thêm không có khả năng để hắn gọi điện thoại đi thông chi tuyết vực đao vương đan tăng đa cát. Hồ nhấp nháy lại không phải người ngu, tuyết vực đao vương đến, có thể có hắn quả ngon để ăn. Tiêu đại ca, cơ tỷ tỷ, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta nói đều là thật. Ta tất phải lập tức tìm tới nhiều các đại thúc, mời hắn chạy về trại bên trong đi, đối phó tuyết yêu, không phải chúng ta liền thật phiền phức chương 592, nhiều ba bộ lạc ân nhân. Nơi đó hẳn là có thể gọi điện thoại, tiêu phàm hướng quầy hàng bên kia chỉ một chút, sau khi vào cửa, hắn liền thấy trên quầy có một đài điện thoại cố định cơ, đoán chừng không phải bài trí. Bất quá coi như áo đa có thể thuận lợi liên hệ với đan tăng đa cát, đan tăng đa cát phải chăng có thể kịp thời đuổi về bộ lạc, cũng rất khó nói. Đan tăng đa cát là thủ lĩnh đại hòa thượng bên người vệ sĩ trưởng, dưới tình huống bình thường, sẽ đi theo tại thủ lĩnh đại hòa thượng bên người. Ở xa dị vực tha hương, trong thời gian ngắn nơi nào có thể đuổi về được. Nhưng là những lời này, tiêu phàm vẫn chưa đối áo đa nhấc lên. Đan tăng đa cát không thể kịp thời gấp trở về, cái này không xuất hiện đặt vào hắn tiêu chân nhân cùng cơ khinh xa ở đó không? Ngược lại là phải thật tốt kiến thức một phen, kia ngàn năm tuyết yêu đến cùng ra sao chờ hung thần ác sát. Áo đa liền vội vàng đứng lên, Dun rẩy lách qua ngửa mặt chỉ lên trời nằm ở nơi đó răng vàng nữ nhân, cầm điện thoại lên, gọi đan tăng đa cắt số điện thoại di động. Điện thoại ngược lại là rất nhanh liền kết nối, áo đa lập tức vui mừng quá đỗi ở trong điện thoại dùng một loại ngữ tốc rất nhanh tiếng địa phương, kỳ kỳ hoa hoa giảng một đại thông, trên mặt vẫn chưa toát ra vẻ mặt thất vọng, ngược lại thể hiện ra 10 điểm ý mừng rỡ. Tiêu phàm chậm rãi đi qua, đối áo đa nói, áo đa, đưa điện thoại cho ta, ta muốn cùng nhiều cát thượng sư trò chuyện. Áo đa không hề nghĩ ngợi, liền vội vàng đem điện thoại đưa tới. Đối vị này trầm mặc ít nói tiêu đại ca, áo đa duy trì bản năng kính sợ. Đây là một cái đối mặt ba bộ thi thể, mặt không đổi sắc cường nhân. Mà lại, ba người này rất có thể đều là tiêu phàm giết chết. Áo đa nhưng không tin tựa thiên tiên cơ tỷ tỷ sẽ giết người. Nhiều các thượng sư, người tốt, ta là tiêu phàm, tiêu tiên sinh, điện thoại bên kia truyền đến đan tăng đa cắt giật này cả mình thanh âm. Thực tế không nghĩ tới, sẽ vào lúc này tiếp vào tiêu phàm điện thoại áo đa làm sao lại cùng tiêu phàm cùng một chỗ bất quá đan tăng đa cắt lập tức liền lấy lại tinh thần nói tiêu tiên sinh vừa rồi áo đa nói có người cứu hắn chẳng lẽ người kia chính là ngươi đây cơ hồ là giải thích duy nhất vừa rồi áo đa muốn nói lời quá nhiều quên cùng đan tăng đa cắt nhắc lên ân nhân cứu mạng danh tự là ta tiêu tiên sinh tạ ơn đan tăng đa cắt nói lập tức liền trầm mặc xuống dưới hắn so tiêu phàm còn muốn kiệm lời ít nói, bất thiện ngôn từ. Không khách khí, nhiều các thượng sư, ta muốn biết, cái gọi là ngàn năm tuyết yêu, đến cùng là cái quái vật gì. Tiêu phàm càng thêm không có cái gì hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề. Tin tưởng đan tăng đa cát kiến thức, hẳn là ở xa áo đa phía trên. Tiêu tiên sinh, liên quan tới, ngàn năm tuyết yêu, kỳ thật ta cũng không so áo biết nhiều hơn phải càng nhiều. Đối tại chúng ta nhiều ba bộ lạc đến nói, đây là một cái rất cổ lão rất truyền thuyết xa xưa, chỉ ít hẳn là có một ngàn năm đi. Người xưa kể lại, đại tuyết sơn chỗ sâu, có một loại trong tuyết yêu linh. Thân cao mấy trượng, lực lớn vô cùng, thích nuốt sống người sống. Thế nhưng là, tiêu tiên sinh, người cũng biết, cái này vẻn vẹn chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi. Đan tăng đa cát phá lệ nhiều lời rất nhiều lời nói. Tiêu phàm nhíu mày nói, nhiều các thượng sư, nói như vậy, ngươi là không tin chuyện này rồi. Không, ta tin tưởng, ai ngờ Đan Tăng Đa Các trả lời lại hoàn toàn ra khỏi tiêu phàm dự kiến. Áo đa là cái thành thật hài tử, hắn không sẽ nói láo. Mà lại là a à chất thủ lĩnh để hắn đến cho ta biết, như vậy hơn nửa là thật phát sinh dạng này sự tình. Tiêu tiên sinh, chúng ta bộ lạc trong truyền thuyết, liền có dạng này tiên đoán, nói ngàn năm về sau, tuyết yêu sẽ phục sinh, đến lúc đó toàn bộ trại đều gặp phải lấy rất lớn tai nạn. Chỉ là không nghĩ tới, lời tiên đoán này thật ứng nghiệm ngàn năm về sau, tuyết yêu phục sinh. trước đây không lâu, tiêu phàm đã liên tiếp diệt sát bốn tên ngàn năm sau phục sinh yêu vật. trung bộ nội địa, đông nam, đông bắc, tây bắc hiện tại là tây bộ tuyết vực cao nguyên. nhưng là nếu như nghiêm ngặt dựa theo ngũ hành phương vị đến xem, cái này địa vực không đúng. theo lý, cái thứ năm ngàn năm yêu vật ứng nên xuất hiện tại lớn tây nam địa khu, mà không phải tây bộ cao nguyên. đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là tiêu phàm người phỏng đoán đã dạng này, nhiều các thượng sư lúc nào có thể chạy về trại bên trong. Đan Tăng Đa Cát lập tức đáp, rất nhanh, ta bây giờ tại thủ phủ, lập tức liền lên đường. Tiêu tiên sinh, các ngươi vị trí hiện tại là tại khu không người trung bộ. Đan Tăng Đa Cát ngay tại thủ phủ, khó trách vừa rồi áo đa mặt lộ vui mừng. Đúng vậy, nhiều các thượng sư, ta nguyên bản là muốn đi nhiều ba bộ lạc, ta muốn tìm kiếm sinh thời gian dài đầy đủ dài thiên sơn tuyết liên. Đan Tăng Đa Cát lập tức nói, cái này hoàn toàn không có vấn đề, tiêu tiên sinh. Ngươi là áo đa ân nhân cứu mạng, toàn bộ bộ lạc đều sẽ cảm tạ ngươi. Chúng ta sẽ phái ra nhất cường tráng dũng cảm nhất kinh nghiệm phong phú nhất dũng sĩ, đi vì ngươi ngắt lấy thiên sơn tuyết liên. Đan Tăng Đa Cát được tôn sùng là tuyết vực cao nguyên bay lượn thương khung hùng ưng, cường tráng nhất dũng sĩ, là đại tuyết sơn chỗ sâu nhiều ba bộ lạc kiêu ngạo, tại trong bộ lạc địa vị cực cao, cơ hồ không dưới thủ lĩnh A Chát, hắn đã nói như vậy, chẳng khác nào toàn bộ nhiều ba bộ lạc đáp ứng tiêu phàm, tuyệt sẽ không nuốt lời. Mà lại đan tăng đa cắt cứ việc không có cùng tiêu phàm trực tiếp giao thủ qua, lại cùng tiêu phàm bạn gái Tân Lâm giao thủ qua hai lần, biết rõ Tân Lâm bản sự. Bạn gái đã như thế cao minh, tiêu phàm chỉ có càng thêm thâm bất khả chắc. Tại bộ lạc đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc nguy cấp, có tiêu phàm dạng này đại cao thủ nguyện ý làm viện thủ, thực tế là cầu còn không được đại hảo sự. Cùng đan tăng đa cắt hẹn xong về sau, tiêu phàm ba người liền tại sở chiêu đãi chấp nhận một buổi tối. Sáng ngày hôm sau, một đài xe Việt giã phong trần mệt mỏi, hướng tiến vào cái này nhà khách, ba tên đại hán từ trên xe Việt giã nhảy xuống. Thế nhưng xảo, ba cái đều là tiêu phàm người quen. Trừ đan tăng đa cát, còn có hai tên người khoác màu vàng tăng bào hòa thượng, đều là đan tăng đa cát sư đệ, một cái gọi cam bốt, tính tình rất gấp một người khác gọi đan châu. Tiêu phàm còn gặp qua một cái gọi kiệt bầy sư đệ, lúc này không tại đoán chừng đan tăng đa các tại thủ phủ làm việc, nghe nói ngàn năm tuyết yêu làm hại, sợ mình lực lượng một người không đủ ứng phó, liền đem hai tên sư đệ cùng một chỗ mang tới. Hai vị này sư đệ võ công đao pháp, so sánh với đan tăng đa các kia là kém xa tít tắp, nhưng so phổ thông đại hán, lại mạnh quá nhiều, là rất không tệ giúp đỡ. Bọn hắn chỉ là sư huynh đệ, nhưng cũng không phải là cùng một bộ tộc người. Vừa thấy được tiêu phàm cùng cơ khinh xa, đan tăng đa cát liền sải bước tiến lên, hướng hai người chắp tay trước ngực làm lễ. Cam cùng Đan Châu, nhưng lại xa xa đứng, cũng không đến, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, tràn đầy đề phòng chi ý, còn mang theo nhẹ nhẹ tức giận. Tại Khánh Nam, bọn hắn sư huynh đệ bốn người ăn đại đại xẹp, đều là bái vị này tiêu phàm cùng bằng hữu của hắn ban tặng. Gọi bọn hắn làm sao lại đối tiêu phàm có hảo cảm. Hai người bọn họ đều không phải nhiều ba tộc nhân, tiêu phàm cứu áo đa, không có quan hệ gì với bọn họ. Cơ tổng, cửu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy, hạnh ngộ hạnh hội. Cứ việc đan tăng đa cắt bất thiện ngôn từ, nhưng cơ khinh xa tại giang hồ trên đường thanh danh quá mức vang dội, đan tăng đa cát cũng phá lệ lấy lòng vài câu. Trong đầu tự nhiên đang âm thầm hiếu kỳ tiêu phàm cùng cơ khinh xa quan hệ, chỉ là không biểu lộ ra thôi. Đây là người ta tiêu tiên sinh việc tư, tất cả mọi người không phải nói nhiều người, hàn huyên khách sáo trên cơ bản liền miễn đan tăng đa cát từ áo đa miệng bên trong biết được bị bắt cóc tình huống cận kẽ lúc này sải bước đi tiến vào gạch mộc phòng ba bộ thi thể vẫn như quốc tư thái khác nhau còn tại đó cơ bản duy trì lấy hiện trường không có chút nào phá hư đan tăng đa cát hít một hơi thật sâu hắn là đại hành gia con mắt phung mạnh liền có thể nhìn ra được trong phòng không có đánh nhau vết tích đồ dùng trong nhà bát ngọn đều không có hư hao bởi vậy có thể thấy được ba người này chưa đứng đắn cùng tiêu phàm hai người giao thủ trong nháy mắt liền bị giết sạch sành xanh, đừng bảo là sức hoàn thủ, ngay cả nửa phân sức lực chống đỡ đều không có. Tại cái này mở nhiều năm như vậy hắc điếm, hỏng không ít người mệnh cùng tốt mấy nữ hài tử trong sạch, lại không nghĩ tới, buổi tối hôm qua tai tinh bỗng nhiên giáng lâm, nhiều năm nợ máu, một khi chấm dứt. Cũng coi như chết được không oan, xử lý dạng này giải quyết tốt hậu quả, đàn tăng đa các căn bản liền khỏi phải tiêu phàm phân phó, lập tức kêu lên hai cái sư đệ cùng áo đa, bốn người cùng một chỗ động thủ đem ba bộ thi thể chồng trên bàn mấy gian phòng ốc đều dội lên xăng thả một mồi lửa bọn hắn hiện tại vội vã chạy về trại đi nhưng không có thời gian thủ tại chỗ này cùng cảnh sát đến ghi khẩu cung liệu tất nhà này hắc điếm cũng không có khả năng tại đồn công an cục công an có đăng ký nhiều năm như vậy bọn hắn sát hại nhân mạng không chỉ một đầu vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật chính là chứng cứ rõ ràng một mồi lửa đốt cái này tàng ô nạp cấu oan hồn ẩn hiện hắc điếm, đoàn người phân biệt leo lên hai đài xe Việt giã, hướng về ngàn dặm khu không người một chỗ khác xuất phát. Đan tăng đa cát đi đầu mở đường, mục mã nhân theo sát phía sau. Ngồi tại đan tăng đa cát trong xe Việt giã, áo đa hưng phấn không thôi, kỳ kỳ hoa hoa nói không ngừng. Đại sư Huynh, thật muốn cùng cái này họ tiêu làm bằng hiếu. Cam Pốt thình lình hỏi, sắc mặt có chút âm trầm. Tại đan tăng đa cát một các sư đệ bên trong, hắn tính tình nhất gấp, tâm nhãn cũng nhất nhỏ, rất thích mang thù. Tân lâm để hắn lớn mất mặt mũi sự tình, một mực kéo một mực nhớ ở trong lòng. Bây giờ, lại muốn cùng tiêu phàm kề vai chiến đấu, trở thành bằng hiếu, cũng khó trách cam trong đầu rất không cao hứng. Đan tăng đa cắt một mực nắm lại tay lái, liếc nhìn hắn một cái, trầm giọng nói cam kinh văn thượng quyển chúng ta đã thu hồi lại, cùng tiêu tiên sinh ở giữa ân hoán đã sớm chấm dứt, người làm sao vẫn là như vậy nhớ mãi không quên. Hư ta không tin được hắn. Người hắn này, mặt ngoài nhìn tư văn hữu lễ, kỳ thật đặc biệt giảo hoạt. Cam vặn lấy cổ, cứng rắn nói. Đan Tăng Đa cắt lắc đầu, nói Cam bọn hắn hán nhân có câu nói, gọi oan ra nên giải không nên kết. Ta nhìn vẫn rất có đạo lý, tiêu tiên sinh rất lợi hại, chúng ta không cần thiết vô duyên vô cớ cùng người lợi hại như vậy là địch, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà lại lần này, ngàn năm tuyết yêu làm loạn, ta lo lắng, vẻn vẹn bằng sư huynh đệ chúng ta lực lượng, còn đối phó không được quái vật kia, đến lúc đó rất có thể cần tiêu tiên sinh cùng cơ tiểu thư hỗ trợ mới được. Hắc hắc, đại sư huynh, đừng trách ta lời nói được quá thẳng, ta nhìn cái gọi là ngàn năm thuyết yêu, nhiều nhất chính là một cái dã nhân thôi. Trên thế giới này, chẳng lẽ còn thật sự có quái vật sao? Cam cười lạnh, hơi có chút xem thường nói. Đan Tăng đa cắt ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Hắn ở sâu trong nội tâm, không phải là không hy vọng, thật chỉ là một cái dã nhân. Bất quá nhiều số thời điểm, hy vọng rất tốt đẹp, hiện thực thường thường rất tàn khốc. Chương 593, Thiên thần hạ phàm. Bao quát tiêu phàm ở bên trong, tất cả mọi người rất hy vọng nhìn một chút cái này cái gọi là ngàn năm tuyết yêu, đến cùng là cái quái vật gì. Nhưng ai cũng không hề nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy liền gặp được. Hai chiếc xe lại hướng phía trước mở không đến 2 giờ, mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn cái khác đi tiến vào phương thức như trước vẫn là tại ngàn dặm khu không người ở giữa, hai chiếc xe dừng ở ven đường, một nhóm sáu người bắt đầu đi bộ đi hướng đại tuyết sơn chỗ sâu. Đường cái cứ như vậy một đầu, muốn đi trước nhiều ba bộ lạc, bắt đầu từ nơi này chính là đường nhỏ. Đầu này đường nhỏ, không sai biệt lắm đúng lúc là tại ngàn dặm khu không người vị trí trung tâm, cùng khu không người đường cái thanh niên hình chữ dính liền. Đan Tăng Đa Cát nói cho Tiêu Phàm nếu như thuần túy dựa vào đi bộ, muốn đuổi đến nhiều ba bộ lạc, chỉ ít cần 5 ngày trở lên. Cũng may mấy giờ về sau, bọn hắn liền đi tới nơi đó một cái tiểu du mục bộ lạc, trải qua thương lược, rất thuận lợi mua được 6 con ngựa. Kỳ thật tại vùng núi đường hẹp quanh co bên trên, cưỡi ngựa đi tiến vào tốc độ cũng không so đi bộ tốc độ càng mau một chút, mạnh tại ngựa sức chịu đựng so người tốt hơn nhiều, có thể bảo trì thời gian dài vân nhanh đi tiến vào, tương đối mà nói, mỗi ngày đi lộ trình liền muốn xa phải nhiều. Trên lưng ngựa trở đi lương khô, thịt khô là người ăn, lúa mì thanh khoa là cho ngựa ăn bởi vậy thẳng đến nhiều ba bộ lạc khu dân cư ngựa không có thời gian mình đi ăn cỏ chỉ có thể một đường cho ăn lương thực mới có thể bảo trì tràn đầy thể lực trên đường đi đan tăng đa các bọn người thỉnh thoảng cắn xé thịt khô uống vào nồng đậm lúa mì thanh khoa rượu lấy đuổi đi trên tuyết sơn thấu xương nghiêm hàn còn chưa đi bên trên một ngày trước kia đối tiêu phàm xem thường cam sớm đã cải biến thái độ tiêu phàm cứ như vậy ngồi trên lưng ngựa không ăn không uống cũng không làm sao nói vẫn như cũ mặc đơn bạc đường trang, đường trang dưới chỉ có một kiện nội y. Tại âm nghiêm hàn bên trong, thân sắc bình tĩnh, bình chân như vải. Chỉ có ánh mắt thanh tịnh vô so, giống như lớn như biển thâm thúy, biểu hiện ra hắn thời thời khắc khắc đều duy trì thanh tịnh. Thậm chí hắn ôm trong ngực con kia lớn mèo mập, đều cùng chủ nhân một cái đức hạnh, mặc kệ thời tiết cỡ nào rét lạnh, dưỡng khí cỡ nào mỏng manh, một ngực nằm ngáy o o. Đối với ngoại giới hết thảy, chẳng quan tâm lâu tại tuyết vực cao nguyên sinh hoạt cam trong lòng rất rõ ràng, muốn làm đến điểm này, ra sao chờ không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, tiêu phàm cái này tiểu bạch kiểm nội công đã cao đến khiến người khó có thể tưởng tượng cảnh giới, tại người khác mà nói chí mạng nghiêm hàn, với hắn hoàn toàn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Khó trách ngay cả tân lâm như vậy thân thủ cường hãn nữ nhân cùng cơ khinh xa dạng này uy chấn một phương giang hồ đại lão, đều cam tâm tình nguyện đi theo ở bên cạnh hắn, tự cho mình là tiểu nữ tử địa vị ngày thứ ba buổi chiều tiểu mã đội tiến vào một mảnh cây rong um tùm lũng sông khu vực áo đa hưng phấn lên đưa tay chỉ hướng về phía trước lớn tiếng nói tiêu đại ca cơ tỉ tỉ lại chuyển một chỗ ngoặt liền đến chúng ta trại nhiều ba bộ lạc cứ việc phi thường nguyên thủy nhưng cũng cùng tất cả du mục bộ lạc đồng dạng chọn có nước địa phương thành lập trại cái này là sinh tồn nhất định phải đương nhiên cùng thuần túy du mục bộ lạc khác biệt trừ nuôi thả súc vật nhiều ba bộ lạc còn dựa vào hái thuốc đánh cá và săn bắt đến bổ sung sinh kế bởi vì nhiều ba bộ lạc không giống cái khác du mục bộ lạc sẽ theo mùa di chuyển bọn hắn chạy căn bản là cố định cứ như vậy lũng sông khu vực cố nhiên cây rong tươi tốt lại cũng khó có thể nuôi thả quá nhiều dê bò ngựa Xúc vật số lượng không đủ liền nhất định phải dùng dược vật cùng da mao cùng ngoại giới trao đổi lương thực mới có thể vượt qua đồ ăn cực độ khuyết thiếu ngày đông giá rét cơ khinh sa mỉm cười gật đầu trên mặt lộ ra một sợi nụ cười nhẹ nhõm tại trên lưng ngựa lặn lội đường xa ba ngày, dù là cơ khinh xa nội công thâm hậu, võ nghệ cao cường, cũng cảm thấy hơi có chút mệt mỏi. Đến trại bên trong, liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Mấu chốt nhất chính là có thể tắm nước nóng. Đối với cơ khinh xa đến nói, đây mới là trước mắt nhu cầu cập thiết nhất. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí xuống sông cốc, phóng ngựa hướng về phía trước. Liền ở thời điểm này, vội vã tiếng kèn đột nhiên từ sơn cốc bên kia chuyển tới, ô ô, 10 điểm cấp bách nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm đan tăng đa cát sắc mặt đột biến, kêu lên, không tốt, có địch nhân tiến công trại. Là tuyết yêu, ngàn năm tuyết yêu áo đa càng là kêu to lên, gấp đến độ thanh âm đều đổi giọng. Dưới mắt dù sao không phải lúc trước, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa, sớm đã đình chỉ báo thù, cũng khỏi phải bởi vì cắt đầu người hiến tế mà đi giết chóc đối phương bộ tộc tộc nhân, tuyết vực cao nguyên đáng sợ nhất đàn sói, cũng mai danh ẩn tích rất nhiều năm, coi như không có hoàn toàn diệt tuyệt, cũng đã rất khó làm mối họa biểu thị có địch nhân tiến công kèn lệnh thanh âm, đã rất nhiều năm chưa từng vang lên qua. Lúc này bỗng nhiên vang lên lần nữa, không hề nghi ngờ, chỉ có thể là gần đây xuất hiện ngàn năm tuyết yêu tại tiến công trại. Giá, nguyên bản một mực tại trên lưng ngựa bất động thanh sắc, nhắm mắt dưỡng thần tiêu phàm, bỗng nhiên mở mắt, hai chân hung hăng thúc vào bụng ngựa, dưới hông bạch má tiến hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Tại bộ lạc nhỏ mua sáu con ngựa, lấy cái này con ngựa trắng nhất là thần tuấn, đan tăng đa các chuyên giao cho tiêu phàm cưỡi, tự nhiên là để tỏ lòng đối khách quý kính trọng. Giá tất cả mọi người lực khu động tỏa kỵ, đi sát đằng sau đi lên. Tiếng kèn càng ngày càng là cấp bách, thậm chí đã vang lên phanh phanh hỏa lực thanh âm. Cho tới nay, cao nguyên dân phong cường hãn, liền không có không tu võ chuẩn bị bộ lạc cùng trại. Hơi lớn một chút trại, đều có thổ pháo, chính là nhét vào thuốc nổ, phát xả hạt sắt cái chủng loại kia nguyên thủy nhất thổ pháo xem ra vì phòng bị trong truyền thuyết ngàn năm tuyết yêu toàn bộ nhiều ba trại đã đem tất cả tiềm lực đều kích phát ra bạch mã dẫn đầu chuyển qua dốc núi một chỗ dựa vào núi mặt nước xây lên sơn trại hiện ra ở trước mắt chỗ này trại quy mô cũng không rất lớn tiêu phàm tại lũng sông từ hắn cái góc độ này từ dưới lên trên thấy không rõ lắm toàn cảnh chỉ có thể nhìn thấy trại nơi cửa sau điêu trên lầu đầu người phun trào tiếng kêu gào liên tiếp vô số mũi tên hướng về phía sau trên sườn núi bay đi, phanh phanh thanh âm loạn hưởng, dâng lên từng đoàn từng đoàn sương mù. Kịch chiến say xưa, mà chạy phía sau trên sườn núi, trừ trắng phao phao tuyết động, lại cái gì cũng không có. Tiêu phàm không nói hai lời, phóng ngựa hướng chạy đối mặt đường sông cửa chính phóng đi. Lại là một trận rồn dập ô ô tiếng vang lên, nguyên bản không có một ai cửa chính hai bên điêu trên lầu, bỗng nhiên toát ra mấy người đầu đến, cung tên trong tay kéo ra, cùng một chỗ hướng phía dưới, nhắm chuẩn vội vàng sông đến tiêu phàm. Một người vung vẩy cánh tay, lớn tiếng gọi, thần sắc nghiêm khắc, tiêu phàm một chữ đều nghe không rõ, bất quá nghĩ cũng biết, hắn là đang cảnh cáo tiêu phàm, không cho phép tiếp tục tới gần, nếu không liền lại nhận công kích. Tiêu phàm nhẹ nhàng kéo một phát dây cương, ngay vào lúc này đợi, một tiếng sấm rền cũng như gầm rú bỗng nhiên chuyển đến, ầm ầm lăn qua chân trời, chấn người màng nhĩ ông ông tác hưởng trại cửa sau bên kia lại là một hồi lâu phân loạt, thổ pháo oanh minh, mũi tên như mưa. Tiêu phàm không do dự nữa, phóng ngựa phi nhanh hướng về phía trước. Siêu siêu siêu, điêu trên lầu thủ vệ nhiều ba người cũng không khách khí, bảy tám chi vũ tiến mang theo tiếng xé gió, bay vụt mà đến, mỗi một chi vú tiến đều quyết định tiêu phàm mặt, tiến pháp quả nhiên cao minh. Đây là một cái lấy đánh cá và săn bắt truyền thừa bộ lạc, trong tộc nam tử trưởng thành, phần lớn tiến thuật thông thần, vũ dũng hơn người đây cũng là áo đa có can đảm một người rời đi thâm sơn tiến về bên ngoài hướng đan tăng đa cát cầu viện nguyên nhân không được vô lễ tiêu phàm sau lưng truyền đến đan tăng đa cát vừa sợ vừa giận tiếng kêu gào ngựa của hắn hơi chậm nửa nhịp lúc này vừa mới chuyển qua dốc núi liền thấy dạng này kích thích một màn lập tức liền gấp mắt tiêu phàm thế nhưng là hắn mời tới quý khách kết quả còn không có lên núi chạy, liền bị đón đầu dội một trận mưa tên chỉ tiếc tiếng giống giận này sớm đã trễ Tiêu phàm bỗng nhiên tại trên lưng ngựa nhún người nhảy lên, tay trái ôm tiếp tục nằm ngáy o o hắc lân, tay phải tại không chung tùy ý huy sái, bảy tám chi kích xạ mà đến vũ tiến, nhao nhao bay về phía nơi khác. Điêu trên lầu người thủ vệ vừa mới đem thứ hai mũi tên từ ống tên bên trong rút ra, thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả tiến đều nhận không lên dây cung, lại càng không cần phải nói kéo ra cung đến thả mũi tên thứ hai. Bóng trắng lóe lên, tiêu phàm đã phi thân vượt qua cửa chính, nhẹ nhàng rơi vào phía bên phải điêu trên lầu. Lầu canh bên trên chỉ có bốn tên người thủ vệ, cứ như vậy ngốc ngơ ngác trương đại chủy nhìn qua phi tướng quân từ trên trời giáng xuống tiêu chân nhân, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại, không biết mắt tình hình trước mắt, đến cùng là thật sự là huyễn. Trong đó một tên sớm nhất tỉnh lại, sau đó làm một cái làm cho tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ động tác ba một tiếng, vị dũng sĩ này đem cung tên trong tay vứt trên mặt đất, hai đầu gối mềm nhũn, hướng về tiêu phàm quỳ xuống cúi đầu liền bái miệng bên trong kéo lấy trường âm lẩm bẩm mấy cái kỳ quái âm tiết mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ bên trong mang theo vô hạn thành kính chi sắc động tác của hắn lập tức đưa đến dẫn đầu làm mẫu tác dụng lập tức gây nên phản ứng dây chuyền cái khác ba tên thủ vệ cũng đồng loạt ném đi cung tên trong tay phù phù quỳ dạp trên đất dập đầu như giã tỏi miệng bên trong lẩm bẩm đồng dạng âm tiết tiêu phàm mặc dù nghe không hiểu nhưng cũng biết đây là bọn hắn đang bày tỏ thần phục từ vẻ mặt này nhìn những ngày thuần phát nhiều ba hán tử nhất định là đem tiêu phàm xem như thiên thần hạ phàm tiêu chân nhân vừa rồi hiển lộ thân thủ nói theo một ý nghĩa nào đó xác thực đã siêu việt nhân loại cực hạn thậm chí ngay cả theo sát phía sau đan tăng đa cát mấy người cũng cả kinh giận xem líu lưỡi không dám tin bất quá tiêu phàm như vậy vội vã hướng tiến vào trại tuyệt không phải là muốn khiến cái này thổ dân nhiều ba người đối với hắn quỳ bái hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đi cửa sau chỗ, nhìn xem bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi kia âm thanh trầm muộn gầm nhẹ, để tiêu phàm lòng đề phòng lập tức tăng lên đẳng cấp cao nhất. Trong tiếng hồ uy thế như vậy khí tức, thực tế không thể coi thường, cảm giác bên trên, không tại hắn diệt sát đi bốn tên quỷ vương cấp yêu vật phía dưới. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là nghe tới một câu tiếng giống, coi là thật đối mặt, khẳng định sẽ càng thêm khác biệt. Thứ này, hẳn là chính là áo đa trong miệng ngàn năm tuyết yêu, nhưng tuyệt không chỉ là đan tăng đa cắt giảng lực lớn vô cùng đơn giản như vậy. Đơn một tiếng này buồn bực giống, liền đã rõ ràng biểu hiện, đây là một con yêu vật, không phải phổ thông biến chủng dã thú. Loại khí tức này, tiêu phàm cảm giác sẽ không sai. Trong lúc này, căn bản liền không kịp hướng mấy tên quỳ lại giả thuyết minh cái gì, tiêu phàm hai chân một điểm, lần nữa đột một từ mặt đất mọc lên, nhảy ra lầu canh, hướng về trại cửa sau bay đi chương 594, tuyết yêu thượng. Giống lại là một tiếng trầm thấp buồn bực giống vang lên. Mặt phía bắc sườn dốc phủ tuyết bên trên, một thân ảnh bỗng nhiên bay lên trên trời, tại không trung khoa tay múa chân, kêu thảm thiết. Rất nhanh, người này rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng. Trại không lớn, tiêu phàm cơ hồ là chân không chạm đất, phi thân lúc trước cửa đuổi tới cửa sau. Cửa sau phòng thủ nhân thủ vượt xa cửa trước, hai bên điêu trên lầu, lít nha lít nhít trí ít tụ tập 20, 30 người, mũi tên như mưa rơi hướng chạy bên ngoài bay đi, phanh phanh thổ tiếng pháo lại chưa vang lên. Dù sao thổ pháo nhét vào thuốc nổ hạt sắt quá tốn thời gian, mở qua một pháo về sau, trong thời gian ngắn rất khó lại mở thứ hai pháo. Dạng này núi tuyết chỗ sâu nguyên thủy bộ lạc, cũng không có khả năng có được quá nhiều thổ pháo. Tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn qua trại bên ngoài, ai đều chưa từng lưu ý tiêu phàm. Trại bên ngoài sườn dốc phủ tuyết bên trên, vết máu loang lổ, khắp nơi đều là gãy chi tàn cánh tay, trong lúc nhất thời, căn bản là không phân rõ chết bao nhiêu người. Cách cửa trại xa mấy chục thước địa phương, một đầu quái vật khổng lồ nằm ở nơi đó, tuyết trắng chi trên nắm lấy một đầu đùi người, ngay tại ăn nhiều ăn liên tục, cót ca cót két xương vỡ vụn thanh âm, hãi đến người tâm hoảng ý loạn. Tiêu phàm hai tròng mắt bỗng dưng co vào, đầu này quái vật khổng lồ, từ xa nhìn lại, rất giống một loại nào đó cự hình vượn loại, chỉ là toàn thân tuyết trắng, cùng dưới thân đất tuyết hoàn mỹ dung hợp một thể, nếu như không phải lúc này nó ngay tại ăn nhiều ăn liên tục, mà là gục ở chỗ này bất động lời nói, căn bản liền không phân biệt được. Bởi vì nằm sấp quan hệ, khó mà đánh giá ra cụ thể thân cao, tổng cũng tại 2-3 mét trở lên. Tiêu phàm vừa mới tại cửa sau lầu canh bên cạnh vừa hiện thân, quái vật khổng lồ bỗng nhiên tựa như cảm thấy được cái gì, lập tức dừng lại nhấm nuốt, nâng lên đầu lâu to lớn, đôi mắt nhỏ bên trong đỏ lóng lánh, hướng bên này quét tới, chuẩn xác chăm chú vào tiêu phàm trên thân. Giống quái vật khổng lồ một tiếng gầm nhẹ, cầm trong tay gặm ăn một nửa đùi người ném qua một bên, đột nhiên đứng dậy. Cái này vừa đứng lên tới, tiêu phàm xem như thấy rõ toàn cảnh của nó, như cùng hắn vừa rồi nhìn ra như thế, thứ này ước chừng có gần cao 3 mét, toàn thân trên dưới. Bao trùm lấy nồng đậm đến cực điểm lông tóc, mỗi một cây đều là tuyết trắng, không có bất kỳ cái gì tạp sắc. Tứ chi trắng kiện, đứng thẳng lên về sau, cùng nhân loại thân thể giống nhau đến mấy phần chỗ, phảng phất trong truyền thuyết núi tuyết dã nhân. Đầu lâu phía trên, ngũ quan giống như một đôi mắt rất nhỏ, cùng nó thân thể cao lớn hoàn toàn không tương xứng, lại lóng lánh huyết hồng quang trạch. Khiến người gặp một lần phía dưới liền không rét mà run. Mũi hướng lên trời, màu đen mũi thở không ngừng hấp động, phun ra một cỗ xương trắng. Dưới mũi tấm kia huyết bồn đại khẩu thỉnh thoảng ngọ nguậy, khóe miệng chảy xuôi máu tươi bên cạnh hắn thì là một bộ phá thành mảnh nhỏ nam thi. Vừa mới gặm ăn kia cái bắp đùi, rất hiển lại chính là từ cỗ này nam thi bên trên xé rách xuống tới. Nhưng những này bên ngoài đồng hồ đặc thù, mảy may cũng dẫn không dậy nổi tiêu phàm chú ý, hắn chân chính để ý là từ cái này quái vật khổng lồ trên thân lộ ra đến trùng thiên sát khí. So sánh với hắn tại càn khôn đỉnh bên trong diệt sát tên kia quỷ vương khô lâu vương tiên tri, tựa hồ cũng không kém bao nhiêu cửa sau người thủ vệ theo quái vật khổng lồ ánh mắt, rốt cục phát hiện bỗng nhiên xuất hiện tiêu phàm. Lập tức lại vang lên một trận kêu sợ hãi, tiêu phàm đối nhiều ba người kinh ngạc, chẳng quan tâm, cổ tay khẽ đảo, trong tay phải hàn quang lấp lóe mấy viên liễu diệp phi đao phong duệ lộ ra, tay trái ở giữa. Thì chế trụ hai cái phù lục, cái này quái vật khổng lồ cứ việc nhìn qua cực kỳ dữ tợn, khí tức trên thân, tựa hồ so tiêu phàm đoạn thời gian trước diệt sát đi mấy tên quỷ vương cấp yêu vật, lại còn hơi có không bằng. Tiêu Phàm tạm thời không có ý định vận dụng Viêm Linh chi nhận. Hắn lần này không sang nhìn dặm, cố ý chạy đến cái này tuyết vực cao nguyên. Chính là đến tìm kiếm ngàn năm tuyết liên hóa giải thể nội ngang ngược chi khí, Viêm Linh chi nhận là cỗ này ngang ngược chi khí đầu nguồn, có thể khỏi phải, tận lực khỏi phải. Mà lại, Viêm Linh chi nhận chỉ có một trảm chi lực. Lấy Tiêu Phàm hiện hữu tu vi, toàn lực vận dụng Viêm Linh chi nhận, cơ hồ sẽ đem trong cơ thể hắn pháp lực rút ra không còn, một trảm về sau nếu như không có diệt sát đối thủ, mình liền vô cùng nguy hiểm. Loại này một phóng xuất liền quyết sinh tử thắng bại đại chiêu, không đến cuối cùng trước mắt, cho dù ai cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Đây chính là ngàn năm tuyết yêu, cơ khinh xa kinh hồ thanh âm, bỗng nhiên ở bên người vang lên. Bọn hắn cũng trước sau tiến vào trại, lấy tốc độ nhanh nhất, đuổi tới tiêu phàm bên người. Toàn bộ trại, lập tức trở nên an yên tĩnh, đoàn người tựa hồ cũng ý thức được, thế cục sẽ phát sinh biến hóa bởi vì đan tăng đa cát trở về, còn mang theo các bằng hữu của hắn đồng thời trở về. Đan tăng đa cát là nhiều ba bộ lạc truyền kỳ anh hùng, mỗi một vị nhiều ba người đều lấy hắn làm vinh. Đan tăng đa cát, cam đan châu tại tiêu phàm bên người xếp thành một hàng, sắc bén gãy đao lấy ra, cứ việc chỉ có ba người, lại là khí thế nghiêm nghị. Nhưng là lần này, dù coi như là đan tăng đa cát, cũng vô pháp cho tộc nhân quá sung túc lòng tin. Không nói những cái khác, chỉ nhìn bên ngoài đồng hồ, song phương liền thực tế cách biệt quá xa. Ngàn năm tuyết yêu cao tới hơn 2 mét gần 3 mét, cơ hồ so đan tăng đa cắt cao gấp đôi, miệng bên trong bốn quả trắng hiếu răng nanh, đều có gãy đao dài như thế. Dài không quá hơn một thước gãy đao, dù coi như bổ vào tuyết yêu thân bên trên, chỉ sợ cũng rất khó đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. a à, bỗng nhiên ở giữa, trong đống tuyết, một thân ảnh nhảy dựng lên, mất mạng hướng chạy bên này băng băng mà tới. Trại bên trong vang lên một trận kinh thiên động địa kinh hô thanh âm. Mọi người tựa hồ cũng không nghĩ tới, bên ngoài còn có người sống sót. Người này đoán chừng một mực tại giả chết, thừa dịp Tuyết Yêu lực chú ý bị tiêu phàm bọn người hấp dẫn, mới bỗng nhiên nhảy dựng lên phi nước đại, hy vọng trốn được một cái mạng. Phải nói, đây là một cái rất tốt sách lược, nhưng động tác này, nháy mắt liền chọc giận ngàn năm Tuyết Yêu. Quái thú kia tính tình tựa hồ phi thường táo bạo, mắt thấy người này muốn từ mắt của nó ra dưới chạy trốn lập tức giận tím mặt, hai tay tại trong đống tuyết khẽ trống, phi thân hướng cái này một tên sau cùng người sống sót mau chóng đuổi mà tới. Yêu quái, hướng ta đến, đan tăng đa cắt không chút do dự, từ lầu canh bên cạnh nhảy xuống, sơ cao gãy đao, hướng về quái vật khổng lồ nghịch tập mà đi. Hắn là nhiều ba người suy nghĩ bên trong dũng cảm nhất chiến sĩ, nhất tài ba anh hùng, trong lúc này, không phải do hắn có trần chờ chút nào bằng hoàng. Nếu như ngay cả hắn đều sợ hãi, toàn bộ trại sĩ khí, chỉ sợ sẽ lập tức sụp đổ. Giống tuyết yêu tay dài chân dài, tại trên mặt tuyết chạy vội như bay, nhanh như tuấn mã, trong nháy mắt, liền truy gần kia người sống sót, giống to một tiếng, vung vẩy cự trường, hướng hậu tâm của hắn vỗ tới. Khỏi phải đập thực, vẻn vẹn chỉ là bị trưởng phong quét đến, người sống sót liền một cái bổ nhào hướng về phía trước quảng đi, đằng vân giá vũ, tại không trung loạn vũ hai tay, kêu thảm thiết. Bóng người trước mắt lóe lên, tiêu phàm bỗng nhiên liền đến trước mặt, cánh tay phải một dương, một cỗ nhu hòa đại lực trào lên mà ra, tại người sống sót bên hông nâng lên một chút, người này hạ xuống chi thế lập tức liền cải thành bay tứ tung, hướng về trại bên trong bay đi. Ngay vào lúc này đợi, đàn tăng đa cát đã vào tới ngàn năm tuyết yêu trước mặt, trong tay gãy đao vung lên, đao phong chính chính bổ chúng tuyết yêu vung vẩy cự trường. Thật giống như có người đang chỉ huy đồng giảng, trại bên trong cùng kêu lên hò hét bỗng nhiên ngừng lại, tất cả mọi người há to miệng, chừng ở bên này, chờ đợi lấy bọn hắn đệ nhất cao thủ cùng quái vật khổng lồ lần thứ nhất chính diện giao phong, kết quả như thế nào. Sắc kết quả nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, thép sắt chế tạo gãy đao cùng quái vật móng vuốt giao kích cùng một chỗ, vậy mà phát ra kim loại tương giao thanh âm. Chẳng lẽ quái thú này không phải huyết nhục chi khu, toàn thân trên dưới đều là thép sắt chế tạo. Đan tăng đa cát càng là giật nảy cả mình, thân là tuyết vực đao vương, cao nguyên đệ nhất đao khách, mình chui này gãy đao đến cùng đến cỡ nào sắc bén không có người so hắn càng rõ ràng hơn dù là tay của đối phương chảo thật là sắt thép đúc thành cũng có thể gọt khối tiếp theo tới tại sao sẽ là như vậy kết quả không có cùng đan tăng đa cắt nghĩ được rõ ràng bên người kình phong gào thét ngàn năm tuyết yêu vung lên to lớn bàn tay trái hung hăng vung đi qua đan tăng đa cắt vừa định vung vẩy gãy đao nghênh địch một cỗ khổng lồ vô song áp lực bỗng nhiên giáng lâm trong chốc lát đan tăng đa cát chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới phảng phất bị để lên thiên quân gánh nặng đừng bảo là vung đao nghênh địch thậm chí ngay cả miệng đều không căng ra đến ngay cả bình thường hô hấp cũng làm không được cần dùng tận toàn thân một điểm cuối cùng khí lực mới có thể gắng gượng lấy đứng ở nơi đó không để cho mình quỳ đi xuống đan tăng đa cát bọn hắn cái này lưu phái mỗi một vị đệ tử đều bị yêu cầu xuống đến đại giang dưới thác nước đi luyện công lấy huyết nhục chi khu đối kháng thiên địa trị uy Mỗi người đều luyện được gân cốt như sắt, lực lớn vô cùng. Nhưng là giờ khắc này, Tuyết vực Đao Vương biết mình căn bản kháng cự không được. Đây cũng không phải là trong nhân thế nên có lực lượng. Đây là yêu mị chi lực. A à, trại bên trong mắt thấy một màn này tất cả mọi người đều kìm lòng không đặng lên tiếng kinh hô, không ít người thậm chí nhắm mắt lại, không còn dám nhìn. Vừa rồi, trại ngoài có một đội hái thuốc tộc nhân đang từ núi tuyết chỗ sâu trở về, hết thảy tựa hồ cũng rất bình thường. Sau đó ngàn năm tuyết yêu bỗng nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc liền đem những này không kịp tiến vào trại tộc nhân giết đến sạch sẽ. Không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ chịu được quái vật một bàn tay. Một trường xuống dưới, máu tươi văng khắp nơi, lập tức bị đập vì bánh thịt. Đan tăng đa cát mặc dù lợi hại, dù sao cũng là huyết nhục chi khu. Ngay vào lúc này đợi, đan tăng đa cát trước mắt hồng mang lóa mắt, một cỗ nhu hòa đại lực từ phía sau vào tới, nguyên bản gia tăng tại thân kia cỗ yêu nhiệt lực lượng bỗng nhiên bên trong bị cỗ này đại lực cản trở về, cả thân thể một chút liền khôi phục tự do. Đan tăng đa các kinh nghiệm chiến đấu gì cùng phong phú, lập tức không cần suy nghĩ, lập tức bước ra về sau bay ngược, cũng mặc kệ đối phương thế tới như thế nào, trong tay gãy đao ở trước ngực múa thành một đoàn bạch quang, hộ trùm đầu ngực bộ vị yếu hại. Giữa không chung, hai đoàn trói mắt màu đỏ tươi hỗn độn đồ, hướng về ngàn năm tuyết yêu vào đầu bao phủ xuống đi, hồng mang về sau, ba đạo bạch quang lóe lên liền biến mất giống ngàn năm tuyết yêu phát ra kinh thiên động địa giống to song trưởng tại không trung lung tung vung vẩy thất tha thất thểu hướng lui về phía sau mấy bước trước ngực tuyết trắng lông tóc bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện ba cái tiên diễm chướng mắt điểm đỏ sau đó biểu ra ba đạo tinh tế huyết tiễn úp sau lưng trại bên trong phát ra đồng dạng kinh thiên động địa tiếng hoan hô quái vật này thuộc thương nguyên lai like nó cũng không phải là thật đau thương bất nhập cũng là thịt làm cũng sẽ thuộc tổn thương vốn đã cực độ xa suốt sĩ khí lập tức liền tỉnh lại. chương 595, tuyết yêu, hạ. Tiêu phàm đứng yên tại đan tăng đa cắt phía trước, ngăn trở ngàn năm tuyết yêu. Nhiều cát thượng sư, người về trước chạy đi, đây là chỉ yêu vật, đao kiếm bình thường tổn thương không được nó. Tiêu phàm cũng không quay đầu lại, trầm giọng nói, đan tăng đa cắt do dự, hắn vốn là cực người quyết đoán, lúc này lại hơi lúng túng một chút. Như là tiêu phàm lời nói, thứ này thật sự chính là đao kiếm khó thương, nhưng hắn dù sao cũng là nhiều ba người trong lúc bộ tộc gặp được đại nạn thời điểm để tiêu phàm một ngoại nhân ngăn tại phía trước mình lại chạy về trại bên trong đi trốn đi thực tế là không thể nào nói nổi ngươi là ai bỗng nhiên đối diện quái vật khổng lồ ông ông mở miệng huyết hồng con mắt nhỏ gắt gao tiếp cận tiêu phàm trại bên trong dương cung lắp tên nhiều ba người lại một lần nữa cả kinh trợn mắt hốc mồm thứ này vậy mà lại nói chuyện đan tăng đa cát cũng ngây người ánh mắt lóe lên một vòng sợ hãi tay cầm đao không chịu được khẽ run lên. Làm một tên Phật tử, Đan Tăng Đa Cát là hữu thần luận người. Chính vì vậy, tại xác nhận đối mặt mình thật sự là một con yêu vật về sau, Đan Tăng Đa Cát sợ hãi so với người bình thường càng sâu. Chỉ có tin thần nhân mới đặc biệt kính sợ thần, đồng lý, tin quỷ người sẽ đặc biệt sợ quỷ. Người bình thường, dù là tại cường tráng, lại thiện chiến, cũng không phải yêu quỷ đối thủ. Tiêu phàm nhìn qua tuyết yêu, chậm rãi nói, tại hạ tiêu phàm, Vô cực truyền nhân. Vô cực truyền nhân, giống Tuyết yêu trên mặt đột nhiên hiện ra một cỗ tức giận, ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Tiêu Phàm trong lòng hơi động, cái này yêu vật biết nói chuyện, cũng là không kỳ quái. Hắn đã không phải là lần đầu kiến thức dạng này yêu ma quỷ quái. Thanh Dương tổ sư nói được rõ ràng, thế đạo luân hồi, trung thổ thế giới bị phá hư thiên địa linh khí, ngay tại dần dần khôi phục, một chút nguyên bản ẩn nấp không ra yêu ma quỷ quái, đều tại ngo ngoe muốn động chỉ là trước mặt cái này tuyết yêu tựa hồ biết vô cực môn. Xem ra, dù coi như là tại không gian thông đạo sụp đổ trước đó, tại tu chân thế giới. Vô cực môn quả nhiên cũng là đại danh đỉnh đỉnh, tuyệt không phải thanh dương tổ sư bản thân thiếp vàng. Thanh dương tổ sư nói qua, vô cực môn là chính đạo lãnh tụ, tại thần ma đại chiến bên trong. Vô cực môn là liên minh chính đạo trọng yếu chiến lực. Người lại là cái gì quái vật, không biết lúc nào, cơ khinh xa cũng đã đi tới tiêu phàm bên người, ngẩng đầu nhìn đối diện quái vật khổng lồ, lớn tiếng hỏi. Nhiều cát, nhiều cát trại bên trong, truyền đến lo nghĩ tiếng gào, một vị chừng 50 tuổi nam tử trung niên, hướng về đan tăng đa cát ngay cả liền ngoắc. Cái này người đàn ông tuổi trung niên, trang phục cùng cái khác nhiều ba người không sai biệt lắm, nhưng ở da của hắn trên mũ. Cắm ba cây diễm lệ gà rừng linh mau, lại là cái khác nhiều ba người không có. Tại nguyên thủy bộ lạc, dạng này linh đóng tạm sức, trên cơ bản liền đại biểu cho hắn cùng chúng thân phận khác nhau địa vị. Quả nhiên, nguyên bản trần chờ không quyết định đan tăng đa cát vừa thấy được nam tử trung niên này. Lập tức liền làm ra quyết định, chậm rãi lui về phía sau, miệng thảo luận nói, tiêu tiên sinh, cơ tổng, các người cẩn thận một chút. Đan tăng đa cát nhanh chóng lui trở về trại bên trong, bên trên lầu canh, đối kia cái nam tử trung niên nhẹ nhàng bái. Thấp giọng nói, thủ lĩnh, vị trung niên nam tử này quả nhiên là nhiều ba bộ lạc thủ lĩnh, áo đa phụ thân a chat a chat cũng không lo được cái gì lễ tiết vội vã nói nhiều cát đây là cái yêu quái đối phó yêu quái muốn dùng lão tổ tông lưu lại vũ khí nói thủ lĩnh đem một thanh mang vỏ kiếm đao trường đao hai tay đưa cho đan tăng đa cát đan tăng đa cát vỗ chán của mình có chút buồn nản nói đúng a à, ta làm sao đem cái này quên đây người xưa kể lại nhiều ba bộ lạc có ba kiện thần binh là nhiều ba người tổ tông cùng các loại yêu ma quỷ quái lúc tác chiến sử dụng. Cái này ba kiện thần binh, là một thanh mang vỏ kiếm, đao trường đao. Một thanh dìu cùng một bộ cung tiễn, vừa rồi đan tăng đa cát nóng vội cứu người, trong lúc nhất thời, chỗ nào có thể muốn lấy được những này. Phải biết những này thần binh, cho tới nay đều cung phụng tại tổ trong miếu, đời đời truyền lại, nói ít cũng có hơn một ngàn năm lịch sử, đã sớm bị nhiều ba tộc nhân xem là thần miếu một loại nào đó trang trí vật có rất ít người còn có thể nhớ tới bọn chúng chân thực tác dụng. Thậm chí trước đó vài ngày, ra ngoài hái thuốc đánh cá và săn bắt tộc nhân, cùng dê bò ngựa không ngừng lọt vào quái vật tập kích, cả tộc bàn luận tập thể, để cử áo đa ra ngoài cầu viện, cũng vẫn là không người nhớ tới những này cung phụng tại tổ miếu thần binh. Cho tới bây giờ, ngàn năm tuyết yêu đã giết tới trại trước mặt, mới rốt cục có người nhớ tới quy tắc này truyền thuyết xa xưa. Bởi vì chưa hề nghiệm chứng qua thật giả, trên thực tế, đại đa số nhiều ba người đều đem cái này xem như một loại nào đó chuyện thần thoại xưa, ở sâu trong nội tâm, cũng không chân chính tin tưởng những này thần binh hiệu lực. Bây giờ chuyện gấp, lại mặc kệ thật giả, trước đem mấy dạng này binh khí từ trong thần miếu lấy ra lại nói. hữu hiệu vô hiệu, thử qua mới biết được, giống ngàn năm tuyết yêu lại là một tiếng kinh thiên động địa giống to, đứng thẳng người lên, xong trưởng hướng phía trước rũi ra, chỉ thấy 10 ngón tay của nó phía trên, đen nhánh sáng bóng móng tay, chậm rãi mở rộng ra. Dưới trời chiều, hàn mang lấp lánh, nhìn qua, những này móng tay phảng phất là kim loại chế tạo đồng dạng, chừng dài 7, 8 tấc, cùng thủy thủ chiều dài gần giống nhau. Tiêu phàm, ta muốn ăn rơi ngươi, bá một tiếng, ngàn năm tuyết yêu hai tay tại không trung vừa khua múa, mang theo mấy đạo lẫm liệt hàn quang, giống giận. Lúc trước cái này yêu vật nói chuyện tựa hồ còn có chút không lớn lưu loát, thoáng qua ở giữa, cắn từ đọc nhấn rõ từng chữ đều trở nên rõ ràng dị thường, tựa hồ tại cái này trong thời gian thật ngắn linh trí của nó lại có mới khai hóa tiêu phàm lạnh lùng nhìn xem nó không rên một tiếng một trận khớp nối nhẹ vang lên thanh âm truyền đến cơ khinh xa tay phải năm ngón tay bỗng nhiên trở nên càng thêm thon dài năm ngón tay móng tay biến thành màu đỏ tươi cơ khinh xa dĩ vãng cùng người đối địch thi triển thủ đoạn tên gọi thiên thủ quan âm thiên biến tay tay phải cũng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nhưng lần này nàng năm ngón tay trở nên nhất là thon dài cơ hồ so trước kia dài nửa tắc trở lên, móng tay nhan sắc cũng càng thêm kiểu diễm ướt át. Một cỗ âm trầm trầm sát khí, tại tay phải của nàng năm ngón tay ở giữa lượn lờ không dứt. Tiêu phàm thậm chí cảm nhận được máu hàng thuật khí tức, nhịn không được liếc cơ khinh xa tay phải một chút. Xem ra, cơ khinh xa đã thành công đem hàng đầu thuật cùng hà lạc truyền hỗn hợp đến cùng một chỗ. Có lẽ cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, uy lực sẽ không quá cường đại, nhưng mà có thể đem hai loại hoàn toàn khác biệt thuật pháp truyền thừa kết hợp lại, liền đã đủ để chứng minh cơ khinh sa thiên phú dị bẩm. Bây giờ đối mặt với ngàn năm tuyết yêu dạng này quái vật, cơ khinh sa không chút do dự đem môn này mới thần thông thi triển đi ra, có thể thấy được chính nàng đối môn thần thông này rất có lòng tin. Ngàn năm tuyết yêu một đôi huyết hồng mắt nhỏ chỉ là tại cơ khinh sa trên thân khẽ quét mà qua, mọc đầy bạch mau trên mặt hiện lên một vòng khinh thường chi ý, lập tức hét lớn một tiếng, lợi chảo ung um tùm, chảo ảnh trùng điệp, ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp hướng về tiêu phàm mãnh kích mà hạ. Từ cái này tư thế nhìn, chỉ cần bị nó như sắt thép cự trảo bắt thực, dù coi như tiêu phàm thật là đầu đồng thiết tí, cũng sẽ bị cầm ra năm cái trong suốt lỗ thủng tới. Tiêu phàm chưa động tác, cơ khinh xa đã trước động, ngay một khắc này, cơ khinh xa phiêu nhiên nhi khởi, cùng ngàn năm tuyết yêu đồng dạng, tại không trung huyễn hóa ra trùng điệp trảo ảnh, như thiểm điện hướng về ngàn năm tuyết yêu tráng kiện thân eo bắt tới. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh, xông vào mũi. Nam Dương hàng đầu sư đang thi triển máu hàng thuật thời điểm, cũng sẽ kích thích dạng này nồng đậm mùi máu tanh. Cơ khinh xa cái này một cái xuất thủ, thời cơ cùng phương vị đều nắm phải phi thường xảo trá. Ngàn năm tuyết yêu chính vùng vẩy hai tay, toàn lực hướng tiêu phàm xuất kích, dưới xương sườn chính là nó không môn, bởi vì dáng người quan hệ, cái này không môn là như thế to lớn, một chiêu đánh ra, cơ hồ nhắm mắt lại cũng sẽ không thất bại. Mà lại, dựa theo võ thuật nguyên lý, liền xem như cao thủ mạnh hơn nữa, lúc này chính là lực cũ sắp hết, lực mới chưa sinh, vô luận chống đỡ, né tránh hay là phản kích, đều dị thường gian nan. Mặc dù nói, ngàn năm tuyết yêu là chỉ yêu vật, không phải phổ thông vũ thuật cao thủ có thể so sánh, nhưng cơ khinh xa đây là quen thuộc thành tự nhiên. Có rảnh cửa không công kích, đây không phải là cao thủ thói quen. ỉ vào mình ra dày thịt béo, nhục thân cường hoành, ngàn năm tuyết yêu căn bản liền không có đem cơ khinh xa tay không công kích để vào mắt, toàn lực ứng phó, công kích tiêu phàm. Tướng so cơ khinh xa chủ động tiến công, tiêu phàm khai thác tránh chỗ thực, tìm chỗ hư sách lược, mắt thấy cự trảo lăng không vồ xuống, dưới chân một điểm, liền hướng bên cạnh phiêu nhiên mà đi. Xoạt một tiếng, ngàn năm tuyết yêu cự trảo trùng điệp đánh vào trên mặt tuyết, lập tức tuyết động vẩy ra, dài đến vài tắc lợi trảo, cơ hồ tất cả đều cắm vào cứng rắn vô so băng tuyết bên trong. Cái này cao nguyên băng tuyết, cùng bình nguyên địa khu khác biệt, chỉ có bên trên nhất một tầng bông tuyết xóa tung lỏng, lại hướng xuống chính là bị ép tới rắn rắn chắc chắc băng cứng, dùng cái cuốc đều rất khó đập ra. Cùng lúc đó, cơ khinh xa năm ngón tay tiêm tiêm, tại ngàn năm tuyết yêu tráng kiện bên hông khẽ quét mà qua, tuyết yêu đục người khoác nồng đậm lông tóc, ngọc quan âm năm ngón tay như thế đảo qua đi, nửa phân vết tích đều không nhìn thấy, tựa hồ căn bản liền không đối cái này quái vật khổng lồ tạo thành bất cứ thương tổn gì sự thật giống như cũng là như thế này, ngàn năm tuyết yêu không để ý tí nào, tạm thời coi là cơ khinh xa là tại cho mình bắt ngứa, bỗng nhiên đem lợi chảo từ băng cứng bên trong rút ra, lần nữa hướng một bên tiêu phàm quét ngang qua, tiếng xé gió đại tác. Tiêu phàm sắc mặt một hàn, lần nữa người nhẹ nhàng mà lên, đằng không trốn tránh, cánh tay phải một dương, lập tức hồng mang lấp lóe ba cái phủ lục bay ra, ở giữa không trung bốc cháy lên, hóa thành ba cái quang mang trói mắt hỗn độn đồ án, hướng về khí thế hùng hổ ngàn năm tuyết yêu đồng thời chân áp mà hạ. Ngàn năm tuyết yêu đối hết thảy công kích tựa hồ cũng chẳng hề để ý, nhưng đối những bồ chú này lại vô cùng kiêng kỵ. lúc này ngạnh sinh sinh dừng lại thân thể cao lớn, hét lớn một tiếng, từ trong miệng phun ra một đạo trắng xóa cột sáng, nghênh mặt ngó về phía ba cái hồng mang lấp lánh hỗn độn đồ kích bắn đi. Đạo ánh sáng này trụ vừa phun một cái ra, không khí chung quanh liền là một trong ngưng, nguyên bản liền phi thường khí trời rét lạnh, lập tức chợt hạ xuống 10 điểm, tựa hồ nháy mắt muốn đem cả vùng không gian đều trực tiếp đông kết. Không hổ là ngàn năm tuyết yêu, cái này cột sáng phải chăng còn có cái khác huy năng, tạm thời không được biết, vẻn vẹn ẩn chứa kỳ hàn chi khí, liền so ma cưu trang viên sâu trong lòng đất địa mạch âm khí cùng mấy tên quỷ vương địa ngục hàn khí nâng cao một bước. Nguyên bản hồng mang trói mắt ba cái hỗn độn đồ án, lại bị đông cứng, ở giữa không trung hóa thành ba mặt sáng long lanh màu đỏ băng lăng kính, kỳ huyễn mỹ lệ, đẹp không sao tả xiết. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, tiêu phàm cũng hơi kinh hãi, song nghi bỗng nhiên dương lên. Ngàn năm tuyết yêu hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, đem ba mặt màu đỏ hỗn độn băng lăng kính đánh chúng vỡ nát, bước nhanh chân, vọt mạnh hướng về phía trước. Bỗng dưng, tiếng xé gió thê lương, một chi thật dài màu nâu đen vô tiến, tự phá nát hỗn độn băng lăng kính đầy trời mảnh vỡ về sau kích xạ mà đến, thẳng đến ngàn năm tuyết yêu mặt, thế đi nhanh như thiểm điện, nhanh chóng vô so chương 596, kinh sợ thối lui. Cái này mai vũ tiến đến hay lắm xảo trá, trại cửa sau điêu trên lầu, đan tăng đa cắt sư đệ đan châu, trong tay nắm lấy màu đen cử cung, chưa buông xuống, lại trở tay tại sau lưng ống tên bên trong rút ra một chi màu nâu đen vũ tiến, nhận tại trên dây. Đan châu cánh tay kỳ dài, thậm chí cánh tay trái sau cánh tay phải của mình còn muốn bề trên hai thốn. Đây là lâu dài luyện tập tiến thuật tạo thành kết quả, dạng này một vị tinh thông tiến thuật cao thủ, tự nhiên biết như thế nào bắt lấy thời cơ tốt nhất. Cùng ngàn năm tuyết yêu phát giác khác thường, vũ tiến đã gần trong gang tấc chống đỡ đón đỡ, kia là tuyệt đối không kịp. Cái này yêu vật ngược lại cũng rất cao minh, trong lúc cấp bách bỗng nhiên vung một chút đầu, nguyên bản tất chúng vũ tiến, sát mặt của nó, bay đi. Một đạo màu đen vết tích, lập tức ngay tại tuyết yêu trên mặt hiển hiện ra, phảng phất bị liệt diễm bị bỏng. Một tiếng này, làm bị thương nó, Tiêu phàm nhưng không để cái này yêu vật phản kích, tay phải một dương, lại là ba cái phù lục bắn ra, tay trái bóc quyết, càn khôn đỉnh xoay tiết nhất chuyển, đằng lên trên trời, chữ màu đỏ hỗn độn đồ tại miệng đỉnh không ngừng xoay tròn. Quả nhiên, ngàn năm tuyết yêu gặp một lần phù lục trấn áp mà đến, không cần suy nghĩ, lại là miệng rộng mở ra, trắng xóa cột sáng lần nữa phun ra, hướng về phù lục biến thành hỗn độn đồ minh kích đi lên. Ngay vào lúc này, càn khôn đỉnh miệng đỉnh hỗn độn đồ án bỗng nhiên phồng lớn, hướng ở giữa một lõm lập tức hình thành một cái vòng xoáy hướng ngàn năm tuyết yêu miệng bên trong phun ra cột sáng bao phủ xuống đi lập tức đem ánh sáng trụ hút đi hơn phân nửa cột sáng lập tức trở nên cực kỳ mỏng manh uy năng đại giảm ba cái tiền diễm hỗn độn đồ lóe lên mà trước dán tại tuyết yêu tuyết trắng trên lồng ngực trong chốc lát hồng mang lóa mắt tuyết yêu lớn âm thanh niên cuồng hét lên ngực tuyết trắng lông tóc nháy mắt biến thành đen nhánh nhan sắc bất quá sau một khắc Tuyết Hiêu liền đối với mấy cái này không quan tâm, rỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, như thiểm điện hướng về đỉnh đầu cách đó không xa càn khôn đỉnh chộp tới. Cái này Tuyết Hiêu linh trí đã mở, hiển nhiên rất rõ ràng, càn khôn đỉnh lại có thể lấy đi nó phun ra màu trắng hàn vụ, mới là đối với nó uy hiếp lớn nhất pháp bảo. Màu trắng hàn vụ bị phá, nó đem rất khó ngăn cản được tiêu phàm liên tục không ngừng phù lục công kích. Mặc dù, từ lẽ thường đi lên suy luận, dạng này lực công kích cường đại sắc bén phù lục, tiêu phàm hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều mới đúng. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là phỏng đoán, chỉ có hủy đi tòa kia trừ đỉnh nhỏ màu đỏ mới là bảo đảm nhất biện pháp. Chỉ là tiêu phàm như thế nào lại cho nó cơ hội như vậy? Mắt thấy lông xù cự chảo đúng ngay vào mặt bắt tới, tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy, càn khôn đỉnh nhanh như chớp bay trở về trong tay của hắn, tuyết yêu một chảo chộp vào không trung. Đúng lúc này, tiếng xé gió đại tác, viên thứ hai màu đen vũ tiến kích xạ mà tới. Liên tục thất thủ, tuyết yêu đã bị đánh cuồng nộ không thôi. Sơ lên cự chảo, bỗng nhiên bổ tới, bỗng nhiên bên hông bị cơ khinh xa chỗ đã nắm, hiện ra năm đạo xích hồng vết tích, lóe lên liền biến mất. Rất nhanh liền trừ khử ở vô hình, quái vật khổng lồ nhưng thật giống như cảm nhận được một loại nào đó cực đoan khổ sở, tràn đầy nhung mau mặt xấu, nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, nâng lên cự trảo một chút mất đi chính xác, bổ vào không chung, màu đen vô tiến chính giữa nó phải cánh tay. Ngao ngàn năm tuyết yêu một cái lảo đảo, về sau liền lùi lại mấy bước. Đau đến nhe răng nhếch miệng, mũi khổng lý không ngừng phún ra ngoài lấy chọc khí, mắt nhỏ bên trong lấp lánh hồng quang càng thêm khiếp người. Bóng người chấp liên tục, đan tăng đa cát cùng cam pot từ trại bên trong đoạt ra, cùng tiêu phàm cơ khinh xa sóng vai đứng chung với nhau. đan tăng đa cát tay cầm một thanh trường đao, đương nhiên. Cái gọi là dài, cũng là cùng hắn trước kia thường dùng gãy đao tương đối mà nói, cái này lưỡi đao dài hai thước, đen kịt, nhìn qua không có chút nào sắc bén cảm giác, dáng người tráng kiện cam bốt. Thì hai tay nắm một cây cán dài dìu, cùng đan tăng đa cắt trường đao đồng dạng, lưỡi búa cũng là đen kịt, không chút nào uy phong. Xa xa điêu trên lầu, đan châu lần thứ ba kéo ra cửa cung, trên dây cung, một viên đen nhánh vỗ tiến nhắm ngay tuyết yêu mặt. Răng rắc một tiếng, ngàn năm tuyết yêu dơ lên cánh tay trái một dương, lợi chảo lướt qua, phải cánh tay vỗ tiến cán tên một chiếc vì hai bất quá trong cánh tay phải tiến bộ vị bốn phía, đã hiện ra một tầng màu đen vết bỏng, cùng nó trên gương mặt vết thương giống nhau như đúc. Thời khắc này tuyết yêu, chật vật không chịu nổi, trên mặt, ngực, trên cánh tay vết thương chồng chất. Ngu xuẩn người hạ đẳng, các người triệt để chọc giận bổn vương. Ngàn năm tuyết yêu huyết đỏ trong mắt quét thụ thương cánh tay phải một chút, lập tức liếc nhìn tới, tại tiêu phàm cơ khinh xa đan tăng đa cát cam cốt đám người trên mặt một phút qua qua, lạnh lùng nói, tuyết trắng răng nanh mài đến cả cạc rung động, song trường chậm rãi dương lên, dài đến vài tắc lợi trảo tại dưới trời chiều lóng lánh như kim loại hàn quang. Đan tăng đa cắt cùng trong lòng người run lên, không tự chủ được nắm chặt ở trong tay binh khí, không chớp mắt gắt gao tiếp cận đối diện quái vật khổng lồ. Cơ khinh xa cổ tay khẽ đảo, trong tay trái nhiều hơn một cái kiếm luân pháp khí, cùng tô nam đã từng sử dụng kiếm luân pháp khí, có chút tương tự, tay phải nam ngón tay bên trên huyết quang ẩn ẩn. Các ngươi coi là, dựa vào những này đồng nát sắt vụn, liền thật có thể đối phó được bổn vương. Mơ mộng hảo huyền, ngàn năm tuyết yêu lại là một tiếng hét lên, một cỗ cuồng bạo khí tức, hướng về mọi người cuồn cuộn mà tới. Xem ra, cái này ngàn năm tuyết yêu là thật bị chọc giận, tiếp xuống một kích, nhất định kinh thiên động địa. Tiêu phàm tay phải vừa nhấc một thanh ám trường đao màu đỏ, bỗng nhiên giữ tại trong tay của hắn. Lưỡi đao kỳ dài, ở sa đan tăng đa cắt tay cầm trên trường đao. Chính đang xúc thế ngàn năm tuyết yêu bỗng dưng giật mình, huyết hồng sắc con mắt nhỏ đột nhiên tiếp cận tiêu phàm trường đao trong tay, trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng khó có thể tin thần sắc, mắt nhỏ bên trong vậy mà hiện ra kinh hoàng chi ý, kia cố cuồn cuộn mà đến khí thức cuồng bạo, bỗng nhiên dừng lại. Tiêu phàm hai tay cầm đao, chậm rãi đem trường đao nghiêng nghiêng chỉ hướng về phía trước, màu đỏ sậm lưỡi đao, dần dần sáng lên ánh sáng màu lửa đỏ chạch. Giống bỗng nhiên, đối diện quái vật khổng lồ một tiếng buồn bực giống, Từng bước một lui về sau đi, lui lại mấy bước về sau, bỗng nhiên xoay qua thân thể, tứ chi chạm đất, chạy như điên, trong lúc nhất thời băng tuyết vẩy ra, xương trắng bốc lên. Không tốt, nó muốn chạy trốn. Đan Tăng Đa Cát rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lớn tiếng kêu lên. Ngàn năm tuyết yêu chạy vội kỳ nhanh, Đan Tăng Đa Cát vừa mới tỉnh ngộ, còn chưa kịp quyết định phải chăng muốn truy kích, trong nháy mắt, kia quái vật khổng lồ liền vượt qua trước mắt cao cao sườn dốc phủ tuyết, bóng dáng không gặp chỉ ở trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi dài to lớn dấu chân. Hơi yên lặng một lát, sau lưng trại bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Ngay tại lầu canh bên trên quan chiến thủ lĩnh A Chát, thậm chí đặt mông ngồi ngay đó, trên trán mồ hôi lạnh như là nước chảy cuồn cuộn mà hạ. Tiêu tiên sinh, đan tăng đa cắt nghiêng đầu đi, nhìn về phía tiêu phàm, trên mặt lộ ra trưng cầu chi ý. Một trận hỗn chiến xuống tới, tuyết yêu thủ thương mà trốn, mặc dù là mọi người công lao, nhưng không hề nghi ngờ, tiêu phàm mới là chiến lực chủ yếu, không có tiêu phàm chính diện cùng tuyết yêu đối đầu, kiềm chế lại yêu vật đại bộ phận phân lực chú ý, vô luận là cơ khinh sa thiên biến tay hay là đan châu vũ tiến, đều rất khó cho tuyết yêu tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà cuối cùng, tuyết yêu kinh hãi bỏ chạy, cũng là bởi vì cảm nhận được tiêu phàm trường đao bên trên sát cơ. Tự nhiên mà vậy, đan tăng đa cát liền đã phụng tiêu phàm làm chủ. Huống chi, tiêu phàm vừa rồi cứu qua tính mạng của hắn thuần phát nhiều ba hán tử, ân oán rõ ràng. Tiêu phàm trong tay ám trường đao màu đỏ, bỗng nhiên không gặp, không biết cất giữ ở nơi nào. Trong truyền thuyết người tu chân, có được một cái chữ vật giới chỉ vòng tay chữ vật loại hình vi hình không gian bảo vật, đã vô cùng ghê gớm, tiêu chân nhân lại có dòng giã một kiện tu di chi bảo làm chữ vật đỉnh. Quả thật là nghiêu bức hống hống. Đương nhiên, cái này chữ vật đỉnh, tiêu chân nhân tạm thời còn chỉ có thể mở mang một cái rất tiểu rất nhỏ không gian cung cấp mình sử dụng, nhiều nhất cũng chính là gác lại mấy món binh khí cái gì, chứa đựng lượng xa xa không đuổi kịp chân chính chữ vật giới chỉ hoặc là vòng tay chữ vật. Chỉ bất quá, càn khôn đỉnh tiềm lực vô tận, đợi một thời gian, tiêu chân nhân chữ vật đỉnh khẳng định là nghiêu nhất tư nhân không gian. Về trước trại rồi nói sau, lập tức liền muốn trời tối. Thứ này bị thương, đoán chừng trong ngắn hạn sẽ không lại đến quấy rối các người bộ lạc. Nhìn qua sườn dốc phủ tuyết bên trên kia một chuỗi thật dài dấu chân, tiêu phàm chậm rãi nói. Cam há to miệng, không nói gì. Hiển nhiên, hắn cho là nên thừa cơ hội này, tiếp tục đuổi giết, nhất cử đem yêu vật kia diệt sát đi. Đan Châu vô kiến hai lần kiến công, trong tay hắn dìu cũng là nhiều ba tổ miếu cung phụng thần binh một trong, nhưng không có lớn mở hàng, khó tránh khỏi trong lòng có chút thất lạc. Nhưng Cam cũng biết, tiêu phàm nói là lẽ phải, lập tức liền muốn trời tối, băng thiên tuyết địa giã ngoại, là tuyết yêu chiến trường chính. Đại tuyết sơn chỗ sâu cùng tuyết yêu bắt mê tàng, kia thuần ví là từ tìm phiền toái. Tiêu tiên sinh, cơ tổng, hai vị mời. Đan tăng đa cát có chút không người, đưa tay mời khách, lễ nhượng tiêu phàm cùng cơ khinh xa phía trước. Rất nhanh, trại cửa sau từ từ mở ra, mười mấy tên nhiều ba người tại cửa trại hai bên đứng thành hai nhóm, đằng trước mấy người đồng loạt dơ lên thật dài đồng chất kèn lệnh, ô ô thổi vang lên. Nhiều ba thủ lĩnh A à chát mang theo con của mình áo đa, đi theo phía sau mấy tên đã có tuổi lão nhân, nhanh chân ra đón đoàn người trong tay đều bưng lấy trắng noãn khăn Hada. Cứ việc vừa mới trải qua một trận đại chiến, cửa sau bên ngoài còn có mấy vị gặp nạn tộc nhân thi cốt chưa thu liễm, a à chắc hay là trong thời gian ngắn nhất tổ chức cái này lâm thời nghi thức hoan nghênh, nghênh đón đối toàn bộ nhiều ba bộ lạc đều có tái tạo tri ân ân nhân cứu mạng. Nếu như không phải tiêu phàm cơ khinh xa kịp thời đuổi tới, tại núi tuyết chỗ sâu sinh tồn kéo dài hơn ngàn năm nhiều ba bộ tộc, chỉ sợ tối nay quá khứ, liền không tồn tại nữa ở trên cái thế giới này cả tộc lão nhỏ đều đều sẽ trở thành quái thú kia trong miệng ăn. a chat cung cung kính kính hướng tiêu phàm cúi đầu liên tiếp cảm kích lời nói từ trong miệng hắn sông ra đan tăng đa cát liền ở một bên đảm nhiệm phiên dịch kỳ thật coi như không có phiên dịch đơn thuần dựa vào nét mặt của hắn cũng có thể nhìn ra được đối tiêu phàm cùng cơ khinh xa tràn đầy lòng cảm kích a chat thủ lĩnh không cần phải khách khí tất cả mọi người là bằng hữu lẽ ra trợ giúp lẫn nhau tiêu phàm khẽ cười nói bằng hiếu, bằng hiếu, A chát liên tục gật đầu, hướng tiêu phàm, cơ khinh xa, cam bốt cùng khách quý kính hiến khăn Hada đa, không người mời khách quý tiến vào trại nghỉ ngơi. Ô ô kèn lệnh thanh âm, lần nữa minh vang lên. chương 597, Viễn Cổ Truyền Thuyết Đan Tăng Đa Cát nói cho tiêu phàm, A chát muốn vì bọn họ cử hành thịnh đại hoan nghênh yến hội, bị tiêu phàm huyển cự. Trại bên ngoài, máu nhuộm núi tuyết, thi hài đang nằm, trại bên trong, lại quang hộp giao thoa, rượu thịt phiêu hương, rõ ràng không thích hợp, là đối người chết khinh nhờn. Mà lại, tiêu phàm rất rõ ràng nhiều ba người dạng này chuẩn nguyên thủy bộ lạc, qua mùa đông dùng lương thực dự trữ phi thường có hạn, hiện tại vừa mới đầu xuân, trải qua một đông tiêu hao, bọn hắn lương thực liền càng căng thẳng hơn. Nếu không phải như thế, tộc nhân cũng sẽ không ở xuân hàn xe lạnh thời tiết, ra ngoài đi săn, cho nên bị ngàn năm tuyết yêu phục kích. Tiêu phàm cũng không muốn lại đi tiêu hao toàn bộ bộ lạc có hạn đồ ăn dự trữ, mắt thấy tiêu phàm thái độ kiên quyết, đan tăng đa cát cũng cảm thấy không thật là cưỡng cầu, liền hướng A chát thuật lại tiêu phàm ý kiến. A chát mặc dù cảm thấy dạng này không khỏi quá lãnh đạm ân nhân cứu mạng, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi, tại trụ sở của mình đơn giản thiết yến, khoản đãi khách quý. Nhiều ba bộ lạc cùng bình thường dân tộc du mục có khác, không theo mùa di chuyển, lập trại đã nhiều năm, cho nên trại bên trong phổ biến đều là tảng đá kiến trúc, không phải dân tộc du mục thường gặp lều vải tảng đá trong phòng mọc lên tăng thêm chậu than ấm áp mà khô ráo khách nhân cùng chủ nhân đều vây quanh chậu than mà ngồi uống vào hương thuần bơ trà nghe một vị lão nhân tóc trắng tự thuật có quan hệ thuyết yêu truyền thuyết cổ xưa đan tăng đa cát đảm nhiệm phiên dịch một bên nghe một bên hướng tiêu phàm cùng cơ khinh xa giải thích trên thực tế cái này truyền thuyết xa xưa ngay cả đan tăng đa cát cũng là lần đầu nghiêm túc nghe trước kia hắn chỉ là rất vô tình nghe cái một nửa nghe qua liền quên thực tế không hề nghĩ tới nay ngày thế mà mặt đối mặt nhìn thấy tuyết yêu còn cùng nó giao thủ qua kém chút liền bị mất mạng Lặng lặng nghe xong lão nhân tự thuật tiêu phàm hơi trầm ngâm quay đầu đối đan tăng đa cát nói nhiều cát thượng sư có thể hay không đem các ngươi cung phụng tại tổ miếu binh khí cầm cho ta xem một chút theo lão nhân nói cái này ba món binh khí là năm đó cùng ngàn năm tuyết yêu chiến đấu qua tổ tiên lưu lại trong đó một vị tổ tiên còn để lại di ngôn tiên đoán ở đời sau ngàn năm tuyết yêu tướng phục sinh, lại xuất hiện tai họa thế nhân. Hy vọng hậu thế tử tôn có thể lấy còn sót lại thần binh lợi khí, tiêu diệt tuyết yêu. Tuyết yêu da dày thịt béo, bình thường binh khí rất khó tổn thương, đan châu liên tiếp hai mũi tên đều cho tuyết yêu tạo thành tổn thương. Cái này tổ tiên lưu lại binh khí, quả nhiên có tác dụng. Đan tăng đa cắt liền vội vàng đem bên hông bội đao lấy xuống, hai tay đưa cho tiêu phàm. Trường đao hay là loại kia đen kịt nhan sắc, Tiêu phàm lại từ bên trong cảm nhận được pháp lực ba động, xem ra cái này cổ lão binh khí đã từng bị hiểu được thuật pháp cao nhân gia trì qua. Bất quá dựa theo thời gian suy đoán, hơn một ngàn năm trước, cao nguyên Phật giáo khai phái thủy tổ chưa hàng thế, những này cổ lão binh khí, gia trì hẳn không phải là cao nguyên Phật giáo pháp thuật. Có lẽ, vào niên đại đó, có đến từ trung nguyên người tu chân, tại tuyết vực cùng tuyết yêu chiến đấu qua. Tiêu phàm cẩn thận xem quá dài đao về sau, trả lại cho đan tăng đa cát thủ lĩnh, tiêu tiên sinh là vì tuyết liên hoa mà tới. Chúng ta trại bên trong, có ngàn năm tuyết liên hoa sao? Đan tăng đa cát nhớ tới tiêu phàm lần này xa liên quan núi tuyết ý đổ đến, vội vàng hướng A chát nói. A chát giật nảy mình, nói, ngàn năm tuyết liên hoa. Nhiều cát, chúng ta trại bên trong, tuyết liên hoa là còn có chút hàng tồn, nhưng năm nhiều nhất là hơn 100 năm. Ngàn năm tuyết liên hoa, cái này thực sự quá hiếm thấy. Ta sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua đâu. Chỉ nghe nói, tại rất nhiều năm trước kia, đã từng hái được qua dạng này thánh dược, về sau kính hiến cho Đại Tuyết Sơn Cao Tăng Thượng Sư. Đan Tăng Đa Cát liền nhìn về phía tiêu phàm, tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, cái này viêm linh chi nhận ẩn chứa ngang ngược chi khí, bình thường dược vật căn bản không có khả năng loại trừ. Nếu như tuyết liên hoa dược hiệu chỉ thua kém một hai trăm năm, như vậy hợp với nó dược vật của hắn văn vật trung sức, ngược lại còn có thể chấp nhận. Cách biệt quá xa lời nói, Vậy liền không dùng được. A Chát lập tức nói, "Tiêu tiên sinh là chúng ta toàn tộc ân nhân cứu mạng. Ta ngày mai liền thanh tất cả nhất có kinh nghiệm người hái thuốc đều phái đi ra. Mặc kệ gian nan giường nào, đều muốn tìm kiếm nghĩ cách vì Tiêu tiên sinh tìm tới ngàn năm tuyết liên hoa." Thần sắc cực kỳ kiên định, nghe Đan Tăng Đa Cát phiên dịch, Tiêu Phàm khoát tay áo, nói "Ta ơn A Chát thủ lĩnh thịnh tình, tuyết yêu còn không có tiêu diệt, chỉ là thụ thương đào tẩu." Lúc này thanh người hái thuốc phái đi ra, quá nguy hiểm. Cái này còn yêu thú nếu như không tiêu diệt, từ đầu đến cuối đối quý tộc là một cái uy hiếp cực lớn. Chúng ta ngày mai liền xuất phát, tiến vào núi tuyết chỗ sâu đi, tìm kiếm cái này con yêu thú, tiêu diệt nó. Ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Đan Tăng Đa Cát lấy làm kinh hãi, vội vàng nói: "Tiêu tiên sinh, tiến vào núi tuyết chỗ sâu đi tìm yêu thú, cái này quá mạo hiểm." Đại tuyết sơn chỗ sâu là tuyết yêu hang ổ, ai đều khó mà phát giác. Nó đến cùng tránh ở nơi đó. Lúc nào cũng có thể từ không tưởng được địa phương xuất hiện, cho người ta một kích chí mạng. Mà lại, núi tuyết lớn như vậy, đi đâu tìm yêu thú này? Campos cũng phụ hỏa đan tăng đa các thuyết pháp. Cơ khinh xa nhẹ nói, yêu thú này chúng qua ta thiên biến tay, ta tại trên người nó lưu lại một chút ký hiệu. Có lẽ, chúng ta có thể truy tung đến nó. Kỳ thật chân chính có thể lưu lại truy tung ký hiệu, là máu hàng thuật, loại này truy tung kỹ xảo là từ tô nam đại quốc sư nơi đó thỉnh giáo đến tại thời gian nhất định đoạn bên trong chỉ cần bên trong hàng đầu người tải trong phạm vi nhất định liền có rất lớn tỷ lệ bị khóa định tiêu phàm cười cười không lên tiếng vô cực môn cũng có cùng loại kỹ xảo thật vậy liền quá tốt đan tăng đa cát vừa mừng vừa sợ giữa bọn hắn đối thoại áo đa không ngừng mà phiên dịch cho đang ngồi cái khác nhiều ba người nghe nơi này sẽ nhiều ba ngữ lại sẽ hán ngữ chỉ có hắn cùng đan tăng đa cát tên kia lão nhân tóc trắng bỗng nhiên nói, tại trong truyền thuyết, tuyết yêu cùng tuyết liên hoa đồng dạng, đều là núi tuyết tinh linh, tuyết yêu lâu dài sinh hoạt địa phương, nhất định sẽ có tuyết liên hoa. Áo đa lấy làm kinh hãi, liền vội vàng đem câu nói này phiên dịch ra tới. Cơ khinh xa không khỏi đại hỉ, nói, nói như vậy, bọn hắn là cộng sinh quan hệ. Áo đa bận biểu tức nói, ta đây cũng không rõ ràng, thúc công nói cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Tại một chút cổ lão trong truyền thuyết thần thoại, trời linh dược phụ cận, bình thường đều có sinh linh mạnh mẽ thủ hộ. Nhiều ba lão nhân lời này, ngược lại là cùng rất nhiều truyền thuyết thần thoại không bàn mà hợp. Liền xem như truyền thuyết, nhiều ba người truyền thuyết cũng hẳn là là tiếp cận nhất sự thật. Tiêu phàm khẳng định nói, lập tức từ trong túi móc ra ra cắt ánh huy giao cho hắn tấm bản đồ kia, giao đến A chát thủ lĩnh trong tay, hỏi A chát thủ lĩnh, các người có ai biết trên bản đồ nơi này sao? A chát nhìn kỹ địa đồ, lắc đầu, giao cho vị kia giảng thuật truyền thuyết thần thoại lão nhân tóc trắng. Lão nhân tóc trắng là A Chát Thúc Phụ, cũng là trước mắt trại bên trong nhiều tuổi nhất nam tính tộc nhân, là toàn bộ bộ lạc công nhận nhất có kinh nghiệm người hái thuốc, đại tuyết sơn chỗ sâu, hắn ra vào số lần nhiều nhất. Lão nhân tóc trắng tiếp nhận địa đồ, nhìn kỹ một chút, Xong mi nhẹ nhàng nhào lên, vuốt vuốt hoa dâm sợi dâu, trầm ngâm nói, nơi này, ta chưa thấy qua. Nhiều năm trước kia, tại là cống sơn đỉnh núi, xa xa nhìn thấy qua một cái cao vút trong mây sơn phong, giống như cùng trên bản đồ này sơn phong, có chút tương tự. Tiêu phàm liền vội vàng hỏi, là cống sơn, kia là nơi nào? Áo đa bận biểu tức đáp, là cống sơn rất rất xa, còn tại lớn băng xuyên phía bên kia, liền xem như chúng ta nhiều ba bộ lạc, cũng chỉ có nhất có kinh nghiệm dũng cảm nhất người hái thuốc, mới đi qua nơi đó. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, cũng nên cùng thanh ngàn năm tuyết yêu sự tình giải quyết hết mới tốt tìm kiếm trên bản đồ vẽ địa phương. lập tức thương nghị đã định tán yến hội chia ra nghỉ ngơi. a chat thủ lĩnh đem phòng ngủ của mình thu thập sạch sẽ, cung thỉnh tiêu tiên sinh cùng cơ tiểu thư vào ở. cứ việc đan tăng đa cát không có minh xác khẳng định hai người bọn họ quan hệ, nhưng a chat cũng có thể suy đoán đạt được. bằng hữu bình thường có thể dạng này cô nam quả nữ nghìn dặm đồng hành a. coi như trước đó là bằng hữu bình thường, như thế một vòng chạy xuống chỉ sợ quan hệ cũng sẽ phát sinh biến hóa về chất. Tiêu phàm cùng cơ khinh xa đều không có biểu thị dị nghị. Cứ việc tiêu phàm thoảng qua có chút lo lắng, từ khi viêm linh chi nhận ngang ngược chi khí ăn mòn, tiêu chân nhân định lực là không lớn bằng lúc trước. Cùng dạng này một vị thiên kiều bách mỹ đại mỹ nữ cùng phòng mà cư, khó đảm bảo không phát sinh ngoài ý muốn. Bất quá, sự thật chứng minh tiêu chân nhân lo lắng là dư thừa, đêm nay bình yên vượt qua. Coi như tiêu chân nhân coi là thật cầm giữ không được, cơ khinh xa cũng không phải như vậy không biết nặng nhẹ nữ hài. Lập tức liền muốn xâm nhập núi tuyết, truy sát ngàn năm tuyết yêu, dạng này quan trọng trước mắt, vẫn là phải tận lực bảo trì tràn đầy thể lực mới tốt. Hôm sau trời vừa sáng, một nhóm năm người tại toàn thể nhiều ba tộc nhân chú mục phía dưới, rời đi chạy, hướng đại tuyết sơn chỗ sâu xuất phát. Đan tăng đa Cát tại phía trước nhất, tiêu phàm cơ khinh xa ở giữa, đan châu cùng cam cốt bọc hậu. Dù sao đan tăng đa cát là đứng đắn nhiều ba người, đã từng xâm nhập núi tuyết đi săn hái thuốc, đối núi tuyết tình hình quen thuộc nhất. Tiêu Phàm thực lực mạnh nhất, ở giữa phối hợp tác chiến. Cân nhắc đến những năm này Đan Tăng Đa Các đều tại bên ngoài, đã thật lâu không có xâm nhập qua Đại Tuyết Sơn, A Chat muốn phái trong tộc hai tên cường hãn nhất dũng sĩ cho bọn hắn làm dẫn đường, bị Tiêu Phàm bác bỏ. Bọn hắn lúc này là muốn đi truy sát ngàn năm tuyết yêu, người bình thường coi như cường tráng đến đâu hoàn toàn là cái liên lụy, đối mặt như thế hung thú, không có chút nào chống đỡ chi lực nếu như không phải là bởi vì nhiều ba người có tổ tiên còn sót lại thần binh, ngay cả đan tăng đa Cát sư huynh đệ ba người, tiêu phàm đều sẽ không đồng ý bọn hắn cùng một chỗ lên núi. Đến lúc đó chẳng những giúp không được gì, còn muốn tiêu phàm phân thần tới chiếu cố bọn hắn. Rất nhanh, năm người liền vượt qua trại phía sau sườn dốc phủ tuyết, nhìn không thấy. Mùa xuân đại tuyết sơn, thời tiết biến ảo vô tận, không lâu liền hạ lên tuyết lông ngỗng, đầy trời bông tuyết bay là tả mà xuống, hơn 10 mét bên ngoài, liền hoàn toàn mơ hồ, không nhìn rõ thứ gì. Đan Tăng Đa Cát dừng bước, đang chuẩn bị cùng Tiêu Phàm thương lượng, trước tìm chỗ khuất gió đâm xuống lều vải, tránh thoát trận này tuyết lớn lại nói: "Không phải, tại dạng này lớn trong gió tuyết, rất dễ lạc đường." Lại chỉ thấy bóng người bên cạnh nhoáng một cái, Tiêu Phàm đã từ sau bên cạnh chạy tới, tay bên trong một cái tuyết trắng mai rùa nổi lên. "Đi bên kia, chốc lát." Tiêu Phàm đưa tay phía bên phải bên cạnh một chỉ ngược đạp tuyết, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Tiêu phàm bước chân người điểm nhẹ nhàng, dù coi như là tại cái này xóa tung tuyết động phía trên, cũng chỉ để lại cực mỏng dấu chân. Đan tăng đa cắt thấy âm thầm líu lưỡi. chương 598, nhưng cầu trường sinh. Bốc lên dạng này gió lớn tuyết, tại núi tuyết chỗ sâu bôn ba, tiêu phàm có lẽ sẽ không cảm giác được quá lớn trở ngại. Nhưng toàn bộ đội ngũ cùng ngày hay là tiến về phía trước đi tiến vào không đến 30 bên trong, ngay tại một cái cản gió chỗ đâm xuống trướng bồng nghỉ ngơi. Đan Tăng Đa Cát, Cam Pốt, Đan Châu bọn người cố nhiên cũng là không tầm thường cao thủ, mà lại bản thân trường kỳ sinh hoạt tại tuyết vực cao nguyên, dù sao cũng không thể cùng tiêu phàm đánh đồng. Từ khi tiêu phàm đem thể nội hạo nhiên chính khí đại bộ phận phân chuyển hóa thành pháp lực về sau, liền đã coi như là nửa chân đạp đến vào đến người tu chân hàng ngũ, rất nhiều phương diện năng lực mạnh, sớm đã vượt qua nhân loại cực hạn. Trên thực tế, bọn hắn dạng này tốc độ tiến lên đừng nói là tại trong mắt người bình thường coi như tại chuyên nghiệp leo núi đội viên xem ra đều đã cực kỳ khủng bố chuyên nghiệp leo núi đội viên đụng phải dạng này thiên khí trời ác liệt bình thường cũng chọn một cái tốt đất cắm trại tránh đi vào cùng phong tuyết quá khứ lại nói nho nhỏ trong lều vải tiêu phàm cùng cơ khinh xa ôm nhau chui tiến vào ngủ trong túi cơ khinh xa kéo qua tiêu phàm cánh tay khi gối đầu dựa vào tại trong ngực của hắn cảm thụ được tiêu phàm mạnh mẽ đanh thép nhịp tim cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể, rất thỏa mãn khe khẽ thở dài. Nhiều năm như vậy, cơ khinh xa thực tế hơi mệt chút. Sở dĩ một mực lấy nữ cường nhân hình tượng gặp người, trừ trên vai gánh quá nặng, còn có một cái nguyên nhân rất lớn, là không có tìm được một cái có thể để nàng yên tâm dựa vào mạnh hữu lực cánh tay. Hiện tại, rốt cuộc tìm được, cơ khinh xa trong lòng 10 điểm bình yên. Tiêu phàm ôm ấp lấy cơ khinh xa tinh xảo thân thể mềm mại, ngực cùng lúc cảm thụ được loại kia kinh người non mềm, lập tức liền có chút miệng đắng lưỡi khô. Cơ khinh sa nở nụ cười xinh đẹp, dứt khoát đem hắn ôm phải chặt hơn chút nữa, trơn bóng cái chán dán tại hắn trên gương mặt, bộ ngực đầy đặn tại tiêu phàm cùng lúc ép tới hơi có chút biến hình, một đầu thon dài mà đầy co giãn đùi, cũng đang ngủ trong túi nghịch ngợm đặt tại tiêu phàm giữa hai chân. Tiêu phàm kìm lòng không đặng dơ lên trong tay, đặt tại cơ khinh sa ép chặt lấy mình cùng lúc trên bộ ngực, vào tay là kinh người mềm mại kiều nộn cái này hoàn toàn là một cái vô ý thức động tác, đều chưa từng có đầu óc. Đổi lại bất kỳ nam nhân nào, gặp tình hình như vậy, chỉ sợ đều sẽ có dạng này tự nhiên mà vậy phản ứng. Tơ khinh xa gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhẹ nhàng cắn môi một cái, bất động thanh sắc thoảng qua điều chỉnh một chút tư thế. Để tiêu phàm bàn tay, có thể hoàn toàn bao trùm tại mình cao ngất sữa trên đỉnh. Nam nhân đều thích loại này một tay trưởng khống tư vị. Cơ khinh xa mặc dù là lần đầu cùng khác phái có dạng này trên thân thể tiếp xúc thân mật, căn bản chưa nói tới có cái gì kinh nghiệm, nhưng nữ hài tử tại chuyện như vậy bên trên, thiên phú cùng ngộ tính chi cao, quả thực không cùng luân so. Coi như lại hồn nhiên cô nương, đều biết như thế nào để cho mình âu yếm nam nhân càng xâm nhập thêm cảm thụ đến mình đẹp nhất mặt tốt. Bàn tay một nắm ở đoàn kia kinh người mềm mại, tiêu phàm lập tức liền ý thức được không đúng, giống như giật điện rút lui về sau một chút, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống cơ khinh sa lạc lạc cười một tiếng bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến kiều diễm môi đỏ tại tiêu phàm trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái cực nhanh rủ xuống đầu thơm ngào ngạt tóc đen tại tiêu phàm cầm chỗ ủi chắp tay tiêu phàm mặt mo lập tức đỏ đến mang tai chỗ nóng hừng hực liên tục ho khan cơ khinh sa thư thư phục phục giúp vào trong ngực hắn cũng không có tiến một bước dị động chốc lát thấp giọng nói tiêu phàm qua một đoạn thời gian nữa phạm nhạc chuyện bên kia trên cơ bản liền xử lý xong hắn liên lạc với ta qua, còn là nghĩ đến cửa sắt tới tìm ta. Ta có ý nghĩ như vậy, người giúp ta suy nghĩ một chút, cầm cái chủ ý. Cơ khinh xa cực kỳ thông minh, cũng biết lúc này nơi đây, không phải tiến thêm một bước thời cơ tốt nhất, dù sao đan tăng đa cát bọn người liền ở bên cạnh trong lều vải. Cũng không tốt náo ra động tính quá lớn, trong lúc này, chỉ có thể nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác, để tiêu phàm thể nội đoàn kia nam nhân lửa giận dần dần, dần chìm xuống. Ừm, người nói, Tiêu Phàm theo cô có chút không yên lòng, ta định đem cơ thị tập đoàn toàn bộ giao xử lý dùm hắn, bao quát tất cả những chuyện khác. Đều cùng nhau giao lại cho hắn, về sau, ta mặc kệ những sự tình này. Ta nghĩ tập trung tinh lực, hết sức chuyên chú nghiên cứu một chút chúng ta hà lạc phái truyền thừa. Cơ khinh sa chi đứng người dậy, lệch cái đầu nhìn về phía tiêu phàm, rất chân thành nói. Như thác nước tóc đen trút xuống, lọn tóc tại tiêu phàm trên mặt, trên cổ nhẹ nhàng lay động, ngứa một chút, cơ khinh xa vội vàng tay dơ lên sửa lại một chút. Lời nói này, nghe vào bình thường, 10 điểm bình thường, giống như đang thương lượng một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, trên thực tế, đây là một cái dị thường quyết định trọng đại. Cơ khinh xa đây là muốn vứt bỏ tục thế gian hết thảy, nhất tâm hướng đạo. Tiêu phàm nghe xong, thần sắc cũng trịnh trọng lên, hỏi, lúc nào có ý tưởng này? Trước đây không lâu, tại Ma Cưu Trang Viên, người từng nói với ta, thế gian thật sự có con đường trường sinh. Kỳ thật cơ khinh xa cho tới nay, liền say mê tại thuật pháp chi đạo nghiên cứu, đối thế tục tiền tài quyền lực, thấy rất nhạt. Lúc trước nếu không phải phụ thân nàng bỗng nhiên xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ không gấp trở về dũng chọn gánh nặng. Những năm này quá khứ, phụ thân đại thù sớm đã phải báo, cơ thị tập đoàn cũng phát triển không ngừng, quy mô thực lực viễn siêu lúc trước, cơ thị thân tộc cùng năm đó đi theo phụ thân cùng một chỗ đánh thiên hạ lão huynh đệ, đều có thích đáng an trí, cơ khinh xa cho rằng, đại sự đã về phần cơ thị tập đoàn sản nghiệp khổng lồ cửa sắt thành phố thậm chí toàn bộ yến bắc tỉnh giang hồ nói tại cơ khinh xa trong mắt kém xa tiếp tắp tiêu phàm giao cho nàng mấy bản điển tịch trọng yếu như vậy mà lại mắt thấy tiêu phàm ngày ngày càng thêm cường đại cơ khinh xa ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại sâu nặng cảm giác nguy cơ nàng sợ hãi một ngày kia sẽ hoàn toàn theo không kịp tiêu phàm bước chân từ đó về sau cùng tiêu phàm biến thành hai cái khác biệt thế giới người đó mới là điểm chết người nhất không thể phủ nhận, cơ khinh xa đã thật sâu yêu tiêu phàm, từ khi ý thức được điểm này về sau, tiêu phàm sớm đã thâm nhập đến nội tâm của nàng, xâm nhập đến nàng cốt thủy, lại cũng khó có thể ma diệt. Càng như vậy, nàng càng là sợ hãi mình sẽ bị tiêu phàm kéo ra quá xa tranh lệch, triệt để trở thành tiêu phàm vướng víu. Mà lại, con đường trường sinh ra sao chờ mê người. Nếu, có thể cùng tiêu phàm chung cũng tiến vào, cùng một chỗ đạp lên trường sinh đại đạo, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia liệt trên thế giới còn có cái gì so cái này càng thêm chuyện tốt đẹp đâu. Người đã đáp ứng, muốn cùng ta cùng một chỗ chia sẻ con đường trường sinh. Cơ khinh xa lại nằm xuống thân thể mềm mại, thấp giọng nói, giống như là tự lẩm bẩm. Tiêu phàm ôm nàng đầu vai cánh tay phải, đi đến nắm chặt, trái giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt tại nàng kiều nộn trên gương mặt, ôn nhu vuốt ve. Cơ khinh xa liền nhắm mắt lại, lần nữa thỏa mãn thở dài, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tất cả đều là hạnh phúc mỉm cười tuyết lớn dưới một buổi tối cũng không yên tĩnh. Hôm sau trời vừa sáng, năm người thu thập xong lều vải, ngược đạp tuyết, tiếp tục trước tiến vào. Bất quá lần này đi tiến vào phương thức, thoảng qua tiến hành điều chỉnh. Không tiếp tục dọc theo ngàn năm tuyết yêu lưu lại khí thức cẩn thận truy tung, làm như vậy độ khó quá lớn. Ngàn năm tuyết yêu vốn là núi tuyết tinh linh, đại tuyết sơn vách núi treo leo phía trên, chạy vội như bay, rất nhiều kỳ hiểm kỳ tuyệt địa hình, nhân loại căn bản là không có cách tiến vào, đối với ngàn năm tuyết yêu mà nói, cũng bất quá là bình thường thôi. Một bước không cách mặt đất đi theo ngàn năm tuyết yêu khí tức hướng về phía trước, có nhiều chỗ hoàn toàn không cách nào thông qua. Tiêu phàm để đan tăng đa cắt tuyển một đầu tương đối mà nói tương đối tốt đi lại tương đối an toàn con đường, chỉ cần đại khái phương hướng không sai là được. Hắn cùng cơ khinh xa hợp lực, tại ngàn năm tuyết yêu không biết mình bị theo dõi dưới tình hình, chỉ cần phương hướng không chạch hướng phải quá xa, liền sẽ không vứt bỏ mục tiêu đi lần này chính là dòng dã ba ngày. Suốt cục, một đoàn người từ trong núi tuyết ghé qua ra, nhìn thấy một vòng lục sắc. Ba ngày đến nay, dõi mắt chỗ đến, trừ tuyết chính là băng, trừ màu trắng hay là màu trắng, lóa mắt lóe sáng. Bỗng nhiên nhìn thấy cái này một vòng lục sắc, quả thực tuyệt thế cảnh đẹp, đẹp đến mức không cùng luân so. Phía trước chính là da nguyên tự, đan tăng đa cắt âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có chút hưng phấn nói. Tuyết vực đao vương luôn luôn chất phác cứng nhắc, có thể làm cho hắn cũng hưng phấn lên, quả thực không dễ dàng. Bất quá hắn lời nói ra, lại làm cho cơ khinh xa giật nảy cả mình, không dám tin, ra nguyên tự. Ở nơi như thế này, còn có chùa miếu, cũng không trách cơ khinh xa chấn kinh, nhiều ba bộ lạc danh xưng là núi tuyết chi tử, ngay cả bộ lạc của bọn hắn cũng chưa từng vào sâu như vậy đại tuyết sơn nội địa. Tại cái này lâu dài băng tuyết bao trùm, kỳ hàn vô so đại tuyết sơn chỗ sâu, làm sao có thể sẽ còn có xây chùa miếu. Cái dạng gì tăng chúng mới có thể tại dạng này chùa trong miếu tu hành. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Đan Tăng Đa Cát nghiêm túc nói, cơ tổng, chúng ta cao nguyên, có rất nhiều đại đức cao tăng, ẩn cư thế ngoại khổ tu, tuyệt thiếu hỏi đến trần thế sự tình. Đây đều là thụ nhất dân chăn nuôi kính ngưỡng hữu đạo chi sĩ. Bọn hắn chùa miếu, đều xây đại tuyết sơn chỗ sâu. Gia nguyên tự, là trong đó danh khí lớn nhất, cũng là lạc cát đại thượng sư thanh tu chỗ. Lạc cát đại thượng sư, cơ khinh xa giật mình càng sâu, nhịn không được quay đầu nhìn tiêu phàm một chút. Vị này là các đại thượng sư, bọn hắn trước đó vài ngày vừa mới nghe ra các ánh huy nhắc qua, ngay tại hai, ba năm trước, là các đại thượng sư đã từng rời đi cao nguyên, viễn phó tha hương nơi đất khách, cùng thủ lĩnh đại hòa thượng bí mật gặp nhau, đàm luận đến khai phái tổ sư tự viết chân kinh, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó không muốn người biết tuyệt đại bí mật. Mà ra các ánh huy từ chân kinh thượng quyển tường kép bên trong tìm tới địa đồ, dưới mắt cũng còn cất giữ tại tiêu phàm trên thân. Không nghĩ tới, là các đại thượng sư rừng chân chùa miếu, ngay tại phía trước cách đó không xa. Tiêu phàm thần sắc trên mặt bất động, đan tăng đa cát nói, tiêu tiên sinh, chúng ta đi ra nguyên tự hơi nghỉ ngơi một chút đi, bổ sung một điểm đồ ăn. Trải qua ba ngày gian nan bôn ba, bọn hắn mang theo lương khô tiêu hao không ít. Thời tiết như vậy tại trong núi tuyết bôn ba, tiêu hao năng lượng đặc biệt lớn, cần đồ ăn cũng liền càng nhiều hơn một chút. Cũng may không cần mang theo uống nước, không phải phụ trọng cũng quá lớn. Tiêu Phàm hỏi, dạng này sẽ không quá đường đột a. Nếu bên trong đại hòa thượng nhóm, có thể sẽ không thích bị người quấy dày a. Đan Tăng Đa cát nói, không sao, trong miếu thượng sư nhóm, đều là hiếu đạo cao tăng, lòng dạ như lớn như biển rộng lớn, rất vui với trợ giúp người khác. Đã dạng này, vậy liền đi bái phỏng một cái đi. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Chương 599, núi tuyết chùa Miếu như là nghe đến đó có chùa miếu, làm người ta giật mình đồng dạng, ra nguyên tự quy mô, lần nữa để tiêu phàm cùng cơ khinh xa lấy làm kinh hãi. Tại dốc núi cản gió chỗ, một cái hơi bằng phẳng địa phương, một đám tường đỏ ngói xanh công trình kiến trúc lộ ra diện mục thật sự. Sơ bộ nhìn ra, cái này ra nguyên tự xây dựa lưng vào núi, chỉ ít là ba tiến vào ba gia viện lạc. Dạng này quy mô miếu thờ, ở bên trong cũng không tính là gì, miếu nhỏ mà thôi nhưng nơi này là đại tuyết sơn chỗ sâu, thậm chí từ nhiều ba người bộ lạc đi đến nơi đây, đều hoa ba bốn ngày. Coi như ở đây xây một gian gạch một phòng, cũng đã coi như là tương đương ghê gớm. Dạng này ba tiến vào ba gia đại viện lạc, tỉ mỉ trang trí tường đỏ ngói xanh, kim bích huy hoàng chùa miếu kim đỉnh, vô một không biểu hiện ra ra nguyên tự tinh xảo cùng xa hoa, thật không biết ban đầu là như thế nào kiến tạo. Tiêu phàm cùng cơ khinh xa còn tưởng rằng, sẽ ở đây nhìn thấy mấy gian thô giáp tảng đá phòng ở. Nếu là khổ tu chi sĩ, trong miếu thượng sư nhóm chắc hẳn ai cũng sẽ không để ý những này bên ngoài đồ vật A. À. Ai ngờ lầm to, thậm chí ngay cả tiêu phàm đều bị cái này đại tuyết sơn chỗ sâu chùa miếu câu lên lòng hiếu kỳ. Tiêu tiên sinh nhất định cảm thấy có chút kỳ quái A. À. Đan tăng đa cắt một bên nhanh chân hướng về phía trước, vừa hướng tiêu phàm nói, trong giọng nói mang theo nói không nên lời kiêu ngạo chi ý. Bất kể nói thế nào, cái này kỳ tích là xuất hiện đại tuyết sơn, ra hiện tại cố hương của hắn. Tiêu Phàm cười cười, nói quả thật có chút, lúc trước muốn dựng lên dạng này một cái chùa chiền, không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Đan Tăng Đa Cát lập tức nói, Tiêu Tiên Sinh, kỳ thật, gia nguyên tự đã có hơn một ngàn năm lịch sử. So thủ phủ lớn cung điện lịch sử còn phải sớm hơn. Ồ, Tiêu Phàm song nghi, bỗng nhiên dương lên. Lần này, Tiêu Phàm là thật có chút kinh ngạc. Hơn một ngàn năm trước, khi đó, ngay cả cao nguyên Phật giáo khai phái tổ sư đều chưa ra mắt, ngay lúc đó cao nguyên cùng những người sau này nhận biết bên trong cao nguyên có khác nhau rất lớn nhưng tiêu phàm tin tưởng địa lý khí hậu sẽ không có biến hóa quá lớn thời điểm đó khoa học kỹ thuật so sánh với hiện tại càng thêm lạc hậu muốn đại tuyết sơn chỗ sâu kiến tạo dạng này một cái chùa chiền chẳng lẽ chỉ có lớn hơn đúng vậy a à, gia nguyên tự trước mắt là cao nguyên cổ xưa nhất chùa miếu một trong năm đó kiến tạo trình độ cực cao xây thành về sau trên cơ bản liền không có trải qua đại quy mô tu tập cho tới bây giờ chỉ trải qua một chút tiểu tu bổ tiêu phàm nhẹ gật đầu không nói gì thêm một nhóm năm người tới ra nguyên tự bên ngoài viện cửa khép hờ bốn phía yên tĩnh chỉ có lạnh lẽo gió núi từ một bên trong sơn cốc xuyên qua lúc nâng lên tiếng thét lại cùng bên này hoàn toàn không đáp giới cơ khinh sa tán thán nói tốt một mảnh thế ngoại tịnh thổ khó trách những thượng sư kia nhóm muốn tuyển tại gia nguyên tự khổ tu nơi này là chân chính thanh tĩnh trừ tiếng trời thanh âm, không còn gì khác ồn ào ầm ý. Cùng phổ thông chùa miếu khác biệt, gia nguyên tự cũng không có gác cổng, đoàn người đẩy cửa ra đi vào, chùa triền bên trong càng là an tĩnh lạ thường. Ngay cả núi gió đang gào thét thanh âm đều nghe không được. Thậm chí để người hoài nghi, cái này chùa trong miếu là có hay không ở người sống. Cũng may đàn tăng đa cát tựa hồ đối với gia nguyên tự rất quen thuộc, mang theo tiêu phàm bọn người ở tại trong miếu ghé qua, rất nhanh liền tại một gian thanh tĩnh tăng phòng tìm được một vị trung niên tăng nhân. Tên này tăng nhân mặc đơn bạc tăng y, tắc hơn tóc dài đen nhánh bóng loáng, không có chút nào hoa dâm chi sắc, nhìn qua bất quá khoảng 40 tuổi. Tăng trong phòng, bầy biện cực kỳ đơn sơ, thậm chí ngay cả chậu than đều không có, trong phòng nhiệt độ cùng bên ngoài không sai biệt bao nhiêu. Bất quá nhìn kia tăng nhân thần sắc, lại là không thèm để ý chút nào. Cũng không biết là tu vi tinh thâm hay là quen thuộc thành tự nhiên, có lẽ cả hai cùng có đủ cả. Đan tăng đa cắt đối vị này trung niên tăng nhân 10 điểm tôn kính, quy củ chắp tay trước ngực hành lễ. Thật sâu xoay người, kính cần nói, ra xử trí thượng sư. Trung niên tăng nhân mặt mang mỉm cười, nhẹ gật đầu, ánh mắt tại trên mặt mọi người cực nhanh lướt qua, lập tức định tại tiêu phàm trên thân. Hai con người thoảng qua híp mắt một chút, hiển nhiên tiêu phàm kia một thân so hắn càng thêm thanh lương quần áo trang phục, để vị này ra xử trí thượng sư cũng rất là kinh ngạc. Chùa trong miếu cứ việc rét lạnh, nhưng dù sao cũng là xây ở cản gió chỗ, cùng bên ngoài băng thiên tuyết địa, là hoàn toàn khác biệt hai cái hoàn cảnh. Dù coi như là hắn dạng này đại tuyết sơn chỗ sâu tu hành nhiều năm cao tăng, cũng không dám xuyên được như thế đơn bạc liền đi ra cửa tản bộ, đó là chân chính muốn mạng người. Tiêu Phạm ăn mặc như vậy, chỉ nói rõ một sự kiện người này nội công chi thâm hậu, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Lớn uy lực tự nhiên, đối ảnh hưởng của hắn đã rất nhỏ thậm chí đa số lúc sau đã nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Dạng này một vị cao nhân, mà lại là dân tộc Hán cao nhân, bỗng nhiên giá lâm ra nguyên tự, không biết phát sinh gì cùng sự kiện trọng đại. Huống chi, hay là từ đan tăng đa các vị này tuyết vực cao nguyên nổi tiếng đao thủ mang tới. Đối với gia sử trí thượng sư mà nói, đan tăng đa cát cao nguyên đệ nhất dũng sĩ danh hiệu, có lẽ không tính là gì. Đây là người thế tục đưa tặng danh hiệu, cao nhân ẩn sĩ cũng chính là cười trừ, lơ đánh nhưng mà đan tăng đa cát một thân phận khác, lại là ngay cả là cát đại thượng sư cũng không thể coi nhẹ. Đan tăng đa cát đường đường chính chính là thủ lĩnh đại hòa thượng vệ sĩ đội trưởng. Gia sử trí thượng sư thậm chí hoài nghi, vị này dân tộc Hán cao nhân, là thủ lĩnh đại hòa thượng phái tới đặc sứ. Nhiều cát, vị này là, đan tăng đa cát bận biểu tức nói, gia sử trí thượng sư, vị này là tiêu tiên sinh, là bên trong lúc đầu đại thuật sư. Gia sử trí thượng sư vội vàng tiến lên cùng tiêu phàm làm lễ, Hàn huyên qua đi, lựa chọn lấy tìm từ, cẩn thận mà hỏi thăm, không biết tiêu tiên sinh đại giá quang lâm chúng ta cái này vắng vẻ ra nguyên tử, có gì chỉ giáo. Tiêu phàm cười cười, nói chúng ta tới phải đường đột, quấy giày thượng sư. Kỳ thật chúng ta chỉ là đang truy tung một đầu ngàn năm tuyết yêu, trên đường đi ngang qua quý tự mà thôi, muốn hướng chư vị thượng sư cầu khẩn, bổ sung một chút đồ ăn. Mời lên sư yên tâm, chúng ta sẽ không quấy giày quá lâu, hơi sự tình nghỉ ngơi, lập tức liền sẽ rời đi cách lần trước đại chiến tuyết yêu, đã qua 3-4 ngày, theo thời gian dần dần chuyển rời, vô luận là cơ khinh xa hàng đầu truy tung hay là tiêu phàm thuật pháp truy tung, đều sẽ càng ngày càng khó khăn. Cho nên tiêu phàm xác thực không có ý định tại gia nguyên tự làm quá lâu lưu lại. Ngàn năm tuyết yêu, nguyên bản bình tĩnh ra xử trí thượng sư bỗng nhiên biến sắc, bật thốt lên kinh hô lên. Cái này sao có thể? Tuyết yêu loại vật này, chỉ là trong truyền thuyết yêu linh mà thôi, chẳng lẽ thật tồn tại tại trong hiện thực A? À? đan tăng đa cát cười khổ một tiếng, nói: ra xử trí thượng sư, ta trước kia cũng không tin, thế nhưng là ngay tại bốn ngày trước, ta thấy tận mắt vật kia, còn cùng nó giao thủ qua, nếu không phải tiêu tiên sinh kịp thời xuất thủ, ta đã chết tại vật kia lợi trảo phía dưới. ra sử trí thượng sư lập tức liền sửng sốt, nhìn qua đan tăng đa cát nửa ngày nói không ra lời. hắn không phải lần đầu cùng đan tăng đa cát liên hệ, biết vị thủ lĩnh này đại hòa thượng thiếp thân vệ sĩ trưởng, xưa nay nhất quán cẩn thận kiệm lời tuyệt không phải ăn nói lung tung hạng người. Mà huống hồ, tại gió tuyết này đan sen đầu mùa xuân mùa, hắn mang theo hai tên bên trong lúc đầu hán nhân xuyên qua đại tuyết sơn, đi tới gia nguyên tự, vốn là rất nói rõ vấn đề. Không có đặc biệt trọng đại nguyên nhân, ai nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng làm dạng này chuyện nhàm chán. Đan tăng đa cát liền giản lược nói tóm tắt đem phát sinh ở nhiều ba bộ lạc tình huống hướng ra xử trí thượng sư làm cái giải thích. Vậy mà thật có chuyện như vậy. Nhiều cát, tiêu tiên sinh, mời các ngươi chờ một chút, chuyện này, ta tất phải lập tức hướng là các đại thượng sư bẩm báo. Gia sử trí thượng sư cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức nói, cũng không đợi tiêu phàm bọn người đáp lại, liền vội vã đi ra cửa, tăng bào tay áo run nhẹ nhẹ, có thể thấy được vị này đại hòa thượng ở sâu trong nội tâm khẩn trương chi tình. Cũng không trách hắn khẩn trương như vậy, gia nguyên tự ngay tại núi tuyết chỗ sâu, so nhiều ba bộ lạc vị trí còn muốn xâm nhập được nhiều, nếu như đan tăng đa cát nói hết thảy đều là thật, ngàn năm tuyết yêu loại này yêu vật lại lần nữa tại tuyết vực hiện thân, như vậy gia nguyên tự đem vô cùng có khả năng trở thành cái này yêu vật kế tiếp tập kích mục tiêu. Đó là chân chính tai họa ngập đầu, dù là gia sử trí thượng sư chính là tâm trí cực kiên khổ tu chi sĩ, giờ phút này cũng khó mà áp chế sợ hãi trong lòng chi ý. Rất nhanh, gia sử trí thượng sư liền vội vã quay lại đến, hướng tiêu phàm cúi đầu thi lễ, kính cẩn nói tiêu tiên sinh. Lạc các Đại Thượng Sư mời mấy vị quý khách đi hắn tăng phòng một lần. Tốt, vậy liền quấy giày Đại Thượng Sư, làm phiền ra xử trí Thượng Sư, tiêu tiên sinh khách khí. Mấy vị, xin mời đi theo ta, ra xử trí Thượng Sư hất lên tăng bào tay áo, liền dẫn tiêu phàm bọn người ra ngoài phòng, dọc theo chùa miếu bên trong hành lang, vào trong vừa đi đi. Xuyên qua hai phiến nguyệt cửa, vượt qua ba đạo cong, một đoàn người tại một cái đơn độc tiểu viện trước đó dừng lại mà đến bước chân cái tiểu viện này rơi hoàn toàn do đá tảng xây thành, cùng chùa miếu bên trong những kiến trúc khác vật đều không liên kết, đơn cửa độc tòa nhà, tự thành một phương tiểu thiên địa. Gia sử trí thượng sư tại tiểu viện trước kho người làm lễ, trầm giọng nói, khởi bẩm sư tôn, tiêu tiên sinh cùng những khách nhân đều đến. Mời tiến vào, chốc lát, trong sân truyền tới một cực kỳ thanh âm già nua, nhưng trung khí vẫn như cũ rồi rào, âm điệu không cao, lại mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở. Vâng, sư tôn, tiêu tiên sinh, mời các vị quý khách, mời. Lập tức ra xử trí thượng sư đem tiêu phàm bọn người lính tiến vào tảng đá tiểu viện, tiểu viện chính sảnh, cửa phòng mở rộng, một vị người mặc màu vàng tăng bào lão hòa thượng, đứng ở ngoài cửa, bày ra nghênh đón khách quý tư thế, thần sắc nghiêm nghị. Vừa thấy được vị này lão hòa thượng, tiêu phàm cùng cơ khinh sa đều thầm kinh hãi. Là các đại thượng sư dâu tóc trắng bệch, dài hơn hai tấc tóc trắng, như là nhiệt độ cực cao hỏa diễm, tại trong gió nhẹ bay múa, cao nguyên Phật giáo, cùng nội địa Phật giáo có chút khác nhau, thượng sư nhóm không nhất định thời thời khắc khác đều cạo sạch ba nghìn phiền não tia. Trắng dưới tóc, là một chương khuôn mặt đầy nếp nhăn, đại thượng sư trên mặt, khắc đầy tuế nguyệt tang thương cùng thời gian vô tình. Nhưng lão hòa thượng một đôi mắt, nhưng như cố tình quang bắn ra bốn phía, không có nửa điểm mờ nhạt ô trọc chi ý. Vị này danh chấn cao nguyên thứ nhất ẩn giả, dáng người cũng không cao lớn, bởi vì niên kỳ quá giả nguyên nhân, thậm chí còn rất gầy nhỏ, trần trụi bên ngoài trên cánh tay, làn da 10 điểm lòng, tràn đầy nếp nhăn. Cùng đại đa số niên kỳ cao già nua lão nhân không có gì khác nhau, cùng văn nhị thái ra hạc phát đồng nhan, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng mà, vị này còm nhom lão hòa thượng hướng trên bậc thang một chạm, kia cũng nghiêm nghị khí độ, lập tức đập vào mặt, khiến người không dám nhìn gần. chương 600, Đại Thượng Sư Là các đại thượng sư đối cái khác người hoàn toàn không nhìn, lãnh điện ánh mắt, rơi thẳng vào tiêu phàm trên mặt. Tự nhiên, làm như vậy rất là vô lễ. Bất quá, là các đại thượng sư tuổi tác, khiến cho hắn có tư cách làm như vậy. Mà lại, chân chính ẩn sĩ, đối thế tục lễ tiết, vốn liền không như vậy để ý. Bọn hắn thường thường có thể bỏ qua một bên sự vật bên ngoài biểu tượng, trực tiếp nhìn thấy bản chất. Là các đại thượng sư, tiêu phàm tại bậc thang dưới đứng vững, khẽ khom người vẻ tươi cười tại lão hòa thượng như là hong khô quyết ra như mặt già bên trên nở rộ ra, như gió xuân quét ngày đông giá rét. Tiêu tiên sinh khách khí, mời tiến vào, là các đại thượng sư ở viện tử, trong phòng bầy biện đồng dạng đơn sơ. Khổ tu chi sĩ, đối với những cái kia ngoài thân hưởng thụ, không thèm để ý chút nào. Tại gia nguyên từ loại địa phương này tu luyện, kia là làm không được tú. Quanh năm suốt tháng, ngay cả ngoại nhân đều không gặp được mấy cái, giả vờ giả vịt cho ai nhìn, chỉ có chân chính cao tăng đại đức mới chọn tới đây khổ tu, mà luyện tâm trí. Mọi người trong sân phân chủ khách vào chỗ, ngay cả cái ghế đều không có, mỗi người một cái bổ đoàn. Gia sử trí thượng sư tự mình động thủ, vì những khách nhân dân lên một chén trà xanh. Là trà xanh, không phải bơ trà. Bơ trà chủ yếu tác dụng là gia tăng nhân thể nhiệt lược, chống cự cao nguyên nghiêm hàn, trợ giúp tiêu trừ cao nguyên phản ứng. Nói đến hương thuần, tự nhiên hay là không kịp chân chính trà xanh tiêu tiên sinh là xuất từ trung thổ cái nào thuật pháp lưu phái. Lạc cát đại thượng sư mỉm cười hỏi, hai mắt đóng mở ở giữa, ánh mắt vẫn như cũ như là tia chớp khiếp người. Cơ khinh xa hơi hơi có chút không quen lắm, đối với như thế một vị cao tuổi lão hòa thượng mà nói, nguyên bản thế gian hết thảy đều hẳn là coi nhẹ. Như thế ánh mắt lạnh lẽo, cùng là các đại thượng sư cao tăng đại đức thân phận, tựa hồ có như vậy điểm không xứng. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là cơ khinh xa người cảm giác mà thôi có lẽ, tuyết vực cao nguyên thượng sư, cùng trung thổ Phật giáo hòa thượng, khổ tu mục tiêu nguyên vốn là không hoàn toàn giống nhau. Đại thượng sư, ta đúng đúng vô cực môn truyền nhân, vô cực truyền nhân, là các đại thượng sư dợn ra gà biến sắc, như vậy, tiêu tiên sinh cùng chỉ thủy chân nhân, là loại quan hệ nào? Tiêu phàm vội vàng khom người một chút, kính cẩn nói chính là gia sư. Là các đại thượng sư càng là giật nảy cả mình, kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm, tựa hồ có chút không dám tin tiêu tiên sinh là chỉ thủy chân nhân thân truyền đệ tử thế nhưng là nếu như lão tăng không có nhìn lầm tiêu tiên sinh rất trẻ trung a ta mặc dù cùng chỉ thủy chân nhân duyên bang một mặt nhưng là rất sớm trước kia ta còn rất lúc còn trẻ đi trung nguyên du lịch thời điểm liền nghe nói qua chỉ thủy chân nhân uy danh hiển hách người mới vừa lớn lên niên kỷ làm sao có thể là chỉ thủy chân nhân thân truyền đệ tử là các đại thượng sư mặc dù đã đến già nua chi niên nhưng mà cùng chỉ thủy tổ sư khách quan mà nói, nhưng lại là cái người trẻ tuổi. Nếu như năm đó may mắn nhìn thấy chỉ thủy chân nhân là các đại thượng sư hơn phân nửa còn muốn cầm đệ tử lễ tiết, tỷ như gia sử trí thượng sư chính là là các đại thượng sư đệ tử nhìn qua rất trẻ trung, kỳ thực cũng đã tuổi gần ngũ tuần. Cơ khinh xa ở một bên mỉm cười nói, đại thượng sư, tiêu tiên sinh chẳng những là chỉ thủy tổ sư thân truyền đệ tử, hay là vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân là các đại thượng sư càng là kinh ngạc. lần nữa hướng tiêu phàm chắp tay trước ngực làm lễ, nói: nguyên lai là tiêu chân nhân, thất kính. nghe ra sử trí nói, tiêu chân nhân trợ giúp nhiều ba bộ lạc đánh chạy ngàn năm viết yêu. nguyên lai là vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân, cái này liền khó trách. tiêu phàm khiêm tốn hai câu, đối là các đại thượng sư dạng này cao tuổi đại đức cao tăng. tiêu phàm xuất phát từ nội tâm chỗ sâu kính trọng, nghe ra sử trí nói tiêu chân nhân một nhóm là chuẩn bị xâm nhập núi tuyết đi truy tầm ngàn năm tuyết yêu xào huyệt, là dự định đem yêu thú này triệt để diệt sát A. À. Xác thực có ý này, là các đại thượng sư thần sắc, lập tức liền nghiêm trọng, trầm giọng nói tiêu chân nhân, trong truyền thuyết. Cái này ngàn năm tuyết yêu là trong tuyết yêu linh, lực lớn vô cùng. Xin thứ cho ta nói thẳng, các người tại nhiều ba bộ lạc có thể đưa nó đả thương thậm chí đuổi đi, hẳn là đánh nó một trở tay không kịp. Nhưng các người cũng muốn rõ ràng, tại núi tuyết chỗ sâu. Tuyết yêu mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, mà nhân loại chúng ta lại lại nhận khí trời ác liệt ảnh hưởng, thực lực chân chính rất khó phát huy ra. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói, đại thượng sư nói đúng. Thấy tiêu phàm cũng không có muốn thay đổi chủ ý ý tứ, là các đại thượng sư lại hỏi, tiêu chân nhân, xin hỏi tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, các ngươi làm sao truy tung kia ngàn năm tuyết yêu hạ lạc đâu. Tiêu phàm nói, chúng ta cùng tuyết yêu giao thủ thời điểm, đã từng thừa dịp bất ngờ, tại trên người nó lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Chỉ cần cái này tuyết yêu không hề rời đi ngoài ngàn dặm, liền có thể phát giác được tung tích của nó. Là các đại thượng sư kinh ngạc nói, nghĩ không ra tiêu chân nhân còn có thủ đoạn như vậy, nước thật không hổ là trung thổ đại phái. Cao nguyên khổ tu chi sĩ, tu luyện minh tưởng, cũng có cùng loại truy tung thủ đoạn, nhưng kia vẻn vẹn chỉ là châm đối với người bình thường mà nói, muốn truy tung loại này trong tuyết yêu thú, tự nhiên là còn thiếu rất nhiều tiêu phàm cười cười, lại lại khiêm tốn hai câu. Là các đại thượng sư trầm ngâm một lúc, trầm giọng nói, như vậy đi, tiêu chân nhân, mấy vị tại gia nguyên tự nghỉ ngơi một buổi tối, sáng mai, ta bồi chư vị cùng một chỗ lên núi, đi tìm kia ngàn năm tuyết yêu. Tất cả mọi người lập tức đều thất kinh, đan tăng đa cát cơ hồ nhảy dựng lên, gấp vội kêu lên, đại thượng sư, kia làm sao có thể. Không phải đâu, lão hòa thượng, lão nhân gia ngài coi như không có một trăm tuổi, cũng nên chín mươi mấy tại dạng này phong tuyết đan sen thời tiết xâm nhập đại tuyết sơn là cùng chúng ta nói đùa a à. ngài bảo đảm ra khỏi chùa đại môn còn có thể đi bên trên một dặm địa phổ thông chín mười mấy tuổi lão nhân có thể tại trời trong gió nhẹ thời điểm khỏi phải người nâng chậm rãi mình đi đến mấy trăm mét đã vô cùng ghê gớm coi như là các đại thượng sư tu vi cao thâm nội công tinh xảo là tuyết vực cao nguyên thanh danh vang dội nhất ẩn sĩ mọi người cũng tuyệt không tin hắn còn có dạng này thể lực gia sử trí thượng sư cũng liên tục không ngừng nói sư tôn tuyệt đối không thể mắt thấy tiêu phàm cùng cơ khinh xa đều muốn mở miệng khuyên bảo là các đại thượng sư khoát tay áo ngừng lại bọn hắn mỉm cười nói tiêu chân nhân lệnh sư tại trăm tuổi cao tuổi còn có thể thu đồ thụ nghiệp chẳng lẽ cứ như vậy xem thường ta bộ xương già này a à? vô cực môn cố nhiên là trung thổ đại phái ngàn năm truyền thừa chúng ta cao nguyên phật giáo nhưng cũng có mình độc đáo chi bí đến lúc đó nếu thật là kéo các ngươi chân sau tiêu chân nhân một mực thanh lão hòa thượng ném trên đường không cần để ý tới không hỏi tiêu phàm không khỏi nở nụ cười khổ lão hòa thượng này thật sự chính là gừng quế chi tính già di cay lời nói này cứng rắn nói ra lập tức liền đem tiêu phàm tất cả khuyên nhủ chi từ tất cả đều chắn trở về lại nói cái gì chính là xem thường cao nguyên phật giáo độc đáo chi bí mà huống hồ lão hòa thượng đã như vậy tự tin nghĩ đến cũng tuyệt không phải nhất thời xúc động nếu thật là trong lòng không có một chút ngọn nguồn là các đại thượng sư cũng sẽ không lỗ mãng đưa ra yêu cầu như vậy cũng không phải là bởi vì người ta lớn tuổi liền thật sống được không kiên nhẫn nghĩ tự hành muốn chết sự tình cứ như vậy định xuống dưới đêm đó một nhóm năm người ngay tại gia nguyên tự nghỉ ngơi cơ khinh sa hảo hảo tắm nước nóng lập tức toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái mấy ngày mệt mỏi tựa hồ cũng quét sạch sành xanh trở nên mặt mày tỏa sáng tinh thần phấn chấn ngày kế tiếp sáng sớm truy sát đội ngũ rời đi ra nguyên tự. Là các đại thượng sư thình lình tại trong đội ngũ, lão hòa thượng tay cầm một cây gỗ chắc quải trượng, mặc nguyên bào, mang một đỉnh bông vải mũ, cùng đan tăng đa cắt bọn người đồng dạng, bên hông vây quanh một cái hình sợi dài túi ra, bên trong chứa lương khô, tuyết trắng sợi dâu tại gào thét trong gió lạnh không ngừng bay múa, lộ ra 10 điểm lóa mắt. Gia nguyên tự vẫn như cũ yên tĩnh, trừ ra xử trí thượng sư, không có cái khác khổ tu giả hiện thân đưa tiến. Đàn Tăng Đa Các cho Tiêu Phàm giải thích qua, tại Gia Nguyên tự ẩn cư tu luyện thượng sư nhóm, nguyên bản liền lẫn nhau không lệ thuộc. Là các đại thượng sư lớn tuổi đức huân, ngày bình thường chùa miếu bên trong nếu có cái gì sự vụ, bình thường đều là hướng hắn xin chỉ thị xử trí phương pháp, nhưng lại không có nghĩa là cái khác thượng sư là hắn môn nhân đệ tử. Tại Tuyết vực cao nguyên, đây là một loại rất bình thường hiện tượng. Nhưng phàm là khổ tu tăng nhóm ẩn cư trong núi chùa miếu, đều cùng Gia Nguyên tự tình huống không sai biệt lắm gia sử trí thượng sư là lạc các đại thượng sư đệ tử đích truyền tự nhiên cùng người khác khác biệt nguyên bản gia sử trí thượng sư nghĩ muốn đi theo sư tôn cùng một chỗ lên núi bị lạc các đại thượng sư ngăn cản lão hòa thượng chưa hề nói lý do chỉ là ngữ khí cùng thần sắc đều cực kỳ nghiêm túc gia sử trí thượng sư không dám trái lời lệnh của sư phụ đành phải thôi gió lớn tuyết đã đình chỉ trước mắt một mảnh trắng xóa không phân rõ phương hướng lần này lại là lạc các đại thượng sư đi tại đội ngũ phía trước nhất là các đại thượng sư nói được rõ ràng, đối đại Tuyết Sơn chỗ sâu địa lý tình huống, không có người nào so hắn càng thêm quen thuộc, thậm chí ngay cả nhiều ba tộc nhất tư thâm người hái thuốc cũng không bằng hắn. Điểm này, ngược lại là không có ai nghi vấn. Tuyết vực cao nguyên khổ tu chi sĩ, có chút cùng loại trung nguyên đạo môn ẩn sĩ, truy cầu con đường trường sinh, là bọn hắn cộng đồng đặc điểm. Chỉ bất quá đạo môn ẩn sĩ là đốt thủy ngân luyện đan, cao nguyên khổ tu chi sĩ thì là hái thuốc phối dược, đại khái không sai biệt lắm vì thu thập dược liệu, là các đại thượng sư lúc tuổi còn trẻ tiết, khẳng định không chỉ một lần xâm nhập đại tuyết sơn nội địa. Tiêu phàm cùng cơ khinh xa theo sát phía sau, vừa đến bọn hắn muốn truy tung ngàn năm tuyết yêu khí tức, cho người dẫn đầu chỉ rõ phương hướng, thứ hai cũng là đối lạc các đại thượng sư không tỏa sáng tâm. Vạn nhất lão hòa thượng thể lực chống đỡ hết nổi, có thể kịp thời cứu viện. Nếu như đem lão hòa thượng đặt ở đội ngũ sau cùng, nói không chừng lúc nào liền bị gió lớn quét đi, những người khác còn không biết nhưng mà một giờ sau, tiêu phàm cùng cơ khinh xa liền đều cải biến ban sơ ý nghĩ. Lão hòa thượng thể lực cường hãn, vượt xa khỏi bọn hắn dự tính. Chống một cây quải trưởng, không chậm không nhanh đi tại đội ngũ phía trước nhất, mặc dù tốc độ chưa nói tới bao nhanh, nhưng một giờ xuống tới, nhưng không có dừng lại qua bước chân, từ đầu tới cuối duy trì lấy dạng này vân nhanh trước tiến vào. Tiêu phàm cơ khinh xa còn tốt, đan tăng đa cát cũng có thể theo kịp, cam cùng đan châu nội lực rõ ràng không bằng, đã có chút thở hồng hộc. Miễn cưỡng lại đi một giờ, thậm chí không thể không chủ động yêu cầu dừng lại hơi nghỉ ngơi một lát. Sư huynh đệ hai người ngồi xuống về sau, liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra lại kinh lại đeo thần sắc. Là các đại thượng sư danh chấn cao nguyên, ngay cả thủ lĩnh đại hòa thượng đều lấy đệ tử lễ tham kiến, tuyệt không phải không có lý do. Lại đi bảy ngày, một nhóm sáu người vượt qua lớn băng xuyên, leo lên một cái cao cao núi tuyết. Đây chính là Lạc Cống Sơn là các đại thượng sư lông mày mau dâu rìa bên trên kết lấy một tầng thật mỏng băng xương, tinh thần nhưng như cũ phấn chấn, lạnh nhạt nói. Tiêu phàm cùng cơ khinh xa song song đứng tại là các đại thượng sư bên người, dõi mắt trông về phía xa, đồng thời song nghi một dương, lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 40